Chương 2463, ghi cái giám. Dương Quốc Đào và Lan Viễn Kim biết Đằng Các không diễn rồi, hơn nữa Cung Khai Hà có hứa hẹn lần sau nếu có sẽ nghĩ đến Đằng Các đầu tiên. Cho nên, hai người cũng hiểu được cơ hội của Đằng Các cũng không tệ lắm. Bởi vì, tổ đặc nhiệm A trên cơ bản 2 năm một đều có danh ngạch nhất định. Đằng Các chỉ cần đợi 2 năm sau là ván đã đóng thuyền rồi. Cho nên, đối với Đằng Các Dương Quốc Đào dứt khoát từ bỏ cho. Nếu đã từ bỏ Đằng Các, hai người cũng không có khả năng ủng hộ đối thủ Diệp Phàm. Tất nhiên là Y và Lan Viễn Kim đều bầu cho Tiền Sâm. Cho nên, cộng thêm cả Cung Khai Hà và Tây Môn Hồng, Tiền Sâm tổng cộng có được 4 phiếu. Mà mấy người Đằng Các không ngờ rất quỷ dị chiếm được sự tán đồng của Lâm Đống. Mà Trương Cường và Diệp Phàm, kế Vĩnh Viễn, Đới Thành cũng lần lượt giơ tay, mà Thôi Kim Đồng cũng tỏ vẻ bỏ cuộc. Cứ như vậy, 9 vị ủy viên thường vụ không ai có được số phiếu quá bán. Nói về lý thì việc này phải gác đến hội nghị tiếp theo rồi. Tuy nhiên, Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Theo số phiếu, 3 người được đề cử đều chưa quá bán, theo quy định thì kết quả bỏ phiếu này không được công nhận. Tuy nhiên, xét thấy công việc của chúng ta có tính đặc thù, cấp trên lại thúc giục gấp yêu cầu chúng ta nhất định hôm nay phải báo cáo người giới thiệu lên trên. Không có cách nào, chúng ta đành phải theo quy định tiến hành lần bỏ phiếu thứ hai. Đồng chí Đằng cái vòng thứ nhất đã xuất cục rồi, tuy nhiên, suy xét đến nhiệm vụ mà đồng chí đang chấp hành hiện giờ, chúng ta cho anh ấy một cơ hội, cho nên đợt bỏ phiếu thứ hai vẫn có 3 người được đề cử. Tuy nhiên, trong lần bỏ phiếu trước tôi đã nhắc nhở một số đồng chí phải cân nhắc tổng hợp mọi mặt, không thể coi đại sự của tổ đặc nhiệm A là trò đùa. Nếu hôm nay không thể tìm ra được người đề cử, quân ủy nói qua, những đơn vị khác đã báo cáo rồi, chỉ có chúng ta vẫn kéo dài. Cho nên, buổi tối nếu không có kết quả để báo cáo coi như chúng ta bỏ cuộc. Chẳng lẽ các đồng chí thực sự muốn nhìn thấy chúng ta vứt bỏ chức danh này sao? Các đồng chí, bản lĩnh chính trị các đồng chí rèn luyện hàng ngày đi đâu? Bắt đầu đi, tôi đồng ý để cử Tiền Sâm thăng chức thiếu tướng. Cung Khai Hà lần này không do dự, trực tiếp chỉ mặt gọi tên người đầu tiên. Hơn nữa Cung Khai Hà còn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn 3 người kế Vĩnh Viễn, Thôi Kim Đồng và Đới Thành một cái. Mà Cung Khai Hà cũng khá bẩn, biết Đằng Các không thể được nhưng lại cho y một cơ hội, đây chính là thuận nước song thuyền. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu không khác gì lần trước mấy, giống với lần bỏ phiếu thứ nhất. Kế Vĩnh Viễn cùng Đới Thành vẫn kiên trì bầu cho Trương Cường. Mà Lâm Đống Quốc vẫn bầu cho Đằng Các. Tuy nhiên, lần này thái độ của Thôi Kim Đồng có thay đổi, y đã trầm mặc, hơn nữa cũng không lên tiếng. Thấy mọi người giơ tay biểu quyết một hồi, Tây Môn Hồng nhíu mày nói. Hiện giờ Tiền Sâm có 4 phiếu, Trương Cường 3 phiếu, lão Thôi, cuối cùng là anh bầu cho ai, chẳng lẽ anh thật sự muốn làm tội nhân của tổ đặc nhiệm A, để cho tiêu chuẩn lãng phí. Làm cho các lãnh đạo quân ủy chê cười chúng ta bên này không đoàn kết, ngay cả việc nhỏ này cũng làm không xong sao. Lão Thôi, anh phải chú ý đại cuộc, đại cuộc. Lời nói này rất rõ ràng, Thôi Kim Đồng có bầu cho Trương Cường cũng vô ích. Ngay cả là một nửa thì cuối cùng vẫn lãng phí một suất. Còn bầu cho Đằng Các càng vô dụng, chỉ có bầu cho Tiền Sâm mới có tác dụng. Tôi đồng ý đề cử đồng chí Tiền Sâm. Thôi Kim Đồng giơ tay rất chậm, cũng rất nặng nề, tuy nhiên, cuối cùng cũng là giơ tay lên. Nói những lời này xong Thôi Kim Đồng hơi có chút trầm xuống, y nhìn trộm Diệp Phàm một cái, vẻ mặt xin lỗi. Đồng chí Tiền Sâm có 5 phiếu, đồng chí Trương Cường có 3 phiếu, đồng chí Đằng Các một vé, đồng chí Tiền Sâm thắng. Cung Khai Hà nói xong lập tức ra lệnh cho đồng chí ghi biên bản bên cạnh nói là chuẩn bị tài liệu báo cáo quân ủy. Đồng chí Cung Khai Hà, trong vòng nửa năm hy vọng anh không cần tìm tôi. Sang năm mới, tất cả mọi người cùng quây quần vui vẻ thì tôi và Trương Cường không được thế, vẫn vì tổ đặc nhiệm A mà giết giặc. Tất cả các anh em đều mang cái đầu đi, kể cả xuất phát từ tinh thần nhân đạo, Diệp Phàm tôi quyết định rồi, ai nói cũng vô dụng. Hôm nay là tháng 2. Ít nhất đến tháng 8, hy vọng tổ đặc nhiệm A không phân cho tôi bất cứ nhiệm vụ nào. Tôi còn phải chuyên tâm công việc của chính quyền, lời này hôm nay tôi nói trước mặt mọi người ở đây, nếu trong vòng nửa năm tới muốn ép tôi tham gia hành động thì các ông sẽ nhận được đơn xin từ chức. Nếu nhà nước nhất định ép tôi sẽ đi xa. Diệp Phàm nổi giận, Cung Khai Hà và Tây Môn Hồng cũng không thể ức hiếp người như thế, không ngờ buộc Thôi Kim Đồng bỏ phiếu.
Nếu như nói không có phiếu đó thì sẽ lãng phí một suất thì không thể nào. Hoàn toàn có thể đưa cả hai lên để quân ủy quyết định. Nhưng Cung Khai Hà không cho Diệp Phàm cơ hội, Diệp Phàm cảm thấy nỗi tức giận này không nhịn được nữa. Diệp Phàm vừa nói xong, căn bản không để ý đến những đồng chí khác, đứng ngay dậy bỏ đi. Cung Khai Hà mặt tối sầm có thể so với mực đen. Đây là thái độ gì, nghĩ là giỏi rồi thì thế có phải không? Tôi thấy phải phê bình, tôi đề nghị lấy danh nghĩa tổ đặc nhiệm A cánh cáo đảng đối với đồng chí Diệp Phàm. Thật kỳ lạ, cái này là cái gì? Lúc này, Tây Môn Hồng cũng không nhịn được nữa, thịt một tiếng đập xuống bàn nói. Đúng vậy, tôi đồng ý, sớm nên như vậy. Loại oai gió tà khí quyết không thể để hắn tiếp tục phát triển. Nếu như tiếp tục nữa hắn còn không đái trên đầu chúng ta sao? Tôi thấy, tư tưởng của đồng chí Diệp Phàm có vấn đề nghiêm trọng. Tôi đã nói từ trước, đồng chí này có vấn đề, nhưng các anh không tin, thấy không, hiện giờ có vấn đề lớn có phải không? Nếu làm cho tất cả các thành viên của tổ đặc nhiệm A có tính tình như hắn, mỗi người tự cao tự đại thì tổ đặc nhiệm A còn có sức chiến đấu sao? Còn làm sao có thể tăng sức mạnh của bộ máy và sức lãnh đạo được? Luồng gió này không thể để dài, nhất định phải ngắt ngay. Tôi thấy, cảnh cáo trong đảng còn nhẹ, hẳn là phải nặng hơn mới đúng. Dương Quốc Đào nghiêm mặt hừ nói. Nặng hơn, cậu có thể biết, đến khi có nhiệm vụ quan trọng cần người không có người đi Dương Quốc Đào cậu có ra trận được không? Nếu cậu có thể làm được, đới thành tôi giơ tay tán thành. Không cần nói phạt nặng đồng chí Diệp Phàm, khai trừ cũng hoàn toàn hợp lý. Đới thành lạnh lùng hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm tuy nói là nói nhảm nhưng cậu ấy nói cũng có lý, gần sang năm mới, ít nhất chúng ta đều cùng người nhà đoàn tụ. Bọn họ thì ở Tam Độc Giáo giết giặc, chắc chắn đáng sợ, đó là mang đầu đi làm nhiệm vụ, mấy ngày nay bọn họ đã liếm máu để tồn tại. Chúng ta so với họ hạnh phúc hơn nhiều, tôi còn nhớ rõ, đã nhiều năm rồi vào ngày Tết đồng chí Diệp Phàm đều có nhiệm vụ. Cho nên, hắn đề xuất muốn nghỉ ngơi nửa năm cũng có lý có phải không? Hơn nữa, chúng ta cũng có thể cố gắng giảm bớt nhiệm vụ sao? Một số nhiệm vụ nhỏ tại sao phải phiền cậu ấy? Lúc này Kế Vĩnh Viễn thở dài nói. Thôi Kim Đồng cùng Lâm Đống Quốc không lên tiếng, Lan Viễn Kim cũng không lên tiếng. Tổ trưởng Cung, theo anh thì sao? Dương Quốc Đào còn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Ghi tội, nhắc nhở, cậu muốn làm công tác tư tưởng thì được nhưng cũng không thể mở miệng là ghi tội, ngậm miệng là ghi tội. Tất cả mọi người đều ghi tội thì công việc lấy ai mà làm? Tan họp. Cung Khai Hà tâm trạng cực kỳ không tốt, mặt buồn rầu nói xong bước nhanh đi. Tôi làm công tác tư tưởng, điều này chẳng lẽ sai lầm rồi? Dương Quốc Đào cảm thấy oan ức, vẻ mặt buồn rầu nói thầm một câu. Cậu đúng, tuy nhiên, tổ trưởng Cung cũng không sai, đồng chí Thôi cũng không sai, hơn nữa, ghi tội cũng đáng ghét có phải hay không? Lan Viễn Kim khuyên nhủ. Nói cái dám gì lắm, có để cho tôi yên tĩnh một chút được không? Lâm Đống không ngờ quát lên một câu rồi cũng bỏ đi. Công tác tư tưởng là một cái dám, thái độ của cậu là gì vậy? Dương Quốc Đào tức giận chỉ theo lưng Lâm Đống nói. Đừng nói nữa Quốc Đào, về ăn Tết Tết đi, đừng làm mình tức giận. Dám này thả ra cho thoải mái một chút. Lan Viễn Kim kéo Dương Quốc Đào ra ngoài. Chúng ta làm công tác cao thượng như vậy không ngờ thành cái dám rồi. Đây là thái độ gì đây? Dương Quốc Đào vừa bị kéo đi vừa nhổ một bãi. Thằng nhãi! Tây Môn Hồng dùng chân di điếu thuốc trên sàn nhà, chân đá két một tiếng, một cước này Tây Môn Hồng căn bản là dẫm lên Diệp Phàm. Anh Thiết, không thành công, tôi cùng Lão Cung cãi nhau trở mặt rồi. Diệp Phàm tức giận gọi điện thoại cho Thiết Chiêm Hùng. Thôi vậy, đừng nóng vội, đừng tức giận, việc này có lẽ Lão Cung cũng có áp lực. Thiết Chiêm Hùng khuyên. Lão có dám áp lực, mẹ kiếp, vào sinh ra tử có tác dụng cái dám. Diệp Phàm tức giận. Cậu em, tôi khuyên cậu một câu, đừng xúc động tức giận như vậy. Kỳ thật cậu bình tĩnh lại suy nghĩ, trong này chắc chắn có nguyên nhân. Tây Môn gia là một nguyên nhân nhưng chỉ một Tây Môn gia thì không thay đổi được quyết định của Cung Khai Hà, cậu suy nghĩ xem Cung Khai Hà trước kia đối xử với cậu như thế nào. Thiết Chiêm Hùng phân tích khuyên nhủ. Tạm tạm, so với Lỗ Tiến tốt hơn nhiều. Diệp Phàm nói. Vậy là được rồi có phải hay không? Tôi nghĩ, Cung Khai Hà không phải là không muốn nể mặt cậu, có lẽ việc này người ta có áp lực. Thiết Chiêm Hùng nói.
Ai có quyền lực lớn như vậy gây áp lực cho lão, ngoại trừ mấy vị lãnh đạo, người khác làm sao có thể làm cho lão cung kiêng nể. Nếu mấy vị lãnh đạo kia muốn sắp xếp một cấp thiếu tướng không phải chỉ cần nói một câu sao, sao phải gây áp lực cho lão cung. Lời này tôi không tin là lạ như vậy đâu. Diệp Phàm nói, việc này cũng không nhất định là mấy vị đó. Tuy nhiên, áp lực này có lẽ cũng còn nhiều mặt, ví dụ như tình cảm, cậu nợ người khác một ân tình cũng phải trả có phải không, còn có nguyên nhân khác như món nợ phong lưu. Người thân thiết của cậu yêu cầu cậu làm gì cậu cũng phải giải quyết có phải không? Thiết Chiêm Hùng nói, anh Thiết, anh nghĩ thật sự nhiều quá, cứ đi uống vài chén thôi vậy, Tết hai anh em chúng ta đều không có cơ hội gặp gỡ. Xem lão lang có thời gian không, còn cả Tồn Quân, Nhân Bàng và Trương Cường nữa đều gọi ra cùng gặp nhau đi. Diệp Phàm cười nói, buồn bực cũng vơi đi một chút. Nghĩ lại lời nói và việc làm của mình cũng hơi quá khích một chút. Không lâu hai người đã gọi bạn bè đến đủ. Diệp Phàm đang uống rượu với mấy anh em, thì Cung Khai Hà cũng vội vàng mang cặp công văn vào Trung Viên Hải. Chương 2464, gặp nhân vật số 1. Cung Khai Hà, sắc mặt cậu sao vậy, trông không tốt tí nào cả. Làm việc cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức, tổ đặc nhiệm A vẫn phải cần cậu sắp xếp công việc, không có cậu không thể được. Chủ tịch Đường vừa chỉ Cung Khai Hà ngồi xuống vừa thân thiết nói. Chủ tịch không phải đến giờ cũng chưa nghỉ ngơi sao? Đã sắp sang năm mới rồi, Cung Khai Hà làm việc cũng không mệt. Cung Khai Hà vẻ mặt cung kính nói. Ngồi xuống rồi nói chuyện. Chủ tịch Đường chỉ vào ghế tựa nói. Hai người ngồi xuống. Chủ tịch, tôi làm việc không tốt. Cung Khai Hà vẻ mặt buồn bực, trong đầu cũng bực bội, uống một ngụm trà thở dài. Sao vậy, có chuyện gì cứ từ từ, đừng nóng vội. Chủ tịch Đường hỏi. Việc này, chủ tịch có thể nói với hai vị đồng chí Tần Chí và Tiền Phong Vân một tiếng được không, cho thêm tổ đặc nhiệm A chúng tôi một suất thiếu tướng nữa. Cung Khai Hà nói Tần Chí và Tiền Phong Vân là hai vị phó chủ tịch quân ủy. Suất thiếu tướng không phải trò đùa, không phải nói cho là có thể cho. Thiếu tướng bay đầy trời như rau xanh củ cải còn có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người sẽ không có ý chí hướng lên trên. Tuy nhiên, cậu có thể nói cho tôi biết một lý do không? Chủ tịch Đường nghiêm túc nhìn Cung Khai Hà nói. Rất xin lỗi chủ tịch Đường, tôi sai rồi. Cung Khai Hà giống như một đứa trẻ phạm sai lầm. Ha ha, biết sai thì sửa là tốt rồi. Hơn nữa, tôi biết cậu chắc chắn gặp chuyện khó. Có phải có người nào không nghe lời làm cậu tức giận? Tổ đặc nhiệm A không giống các đơn vị khác. Mỗi người đều là cao thủ đều có cá tính. Hơn nữa, tổ đặc nhiệm A tuy nói là bộ phận bí mật của quân đội nhưng tổ đặc nhiệm A vẫn là nơi duy trì một chút truyền thống trên giang hồ thời xưa. Cho nên, chính vì lý do này làm cho tổ đặc nhiệm A có tính đặc thù không giống với các đơn vị khác. Cung Khai Hà cậu, nói về phương diện khác là Thảo Đầu Vương, cho nên, những đồng chí này thật sự là rất khó quản lý. Có thể quản lý được hay không là chứng minh năng lực của cậu. Nếu gặp một chút khó khăn, cố gắng đừng tức giận, luôn có cách giải quyết có phải không? Chủ tịch Đường an ủi. Thật ra, tôi không phải lắm mồm, việc này đồng chí Diệp Phàm cũng không sai, quan trọng là chức quá ít không thể sắp xếp được, trong chuyện này tôi thầm xấu hổ. Cung Khai Hà báo cáo chuyện đề cử buổi tối. Đồng chí Diệp Phàm không sai, cậu ta có ý tốt vì anh em. Hơn nữa, mấy người anh em cũng đã nghe nói rồi, sinh tử cũng không thể trong thoáng chốc. Huống chi, lần này làm việc vì quốc gia, gần Tết còn ở Tam Độc Giáo. Hơn nữa, còn vì tăng thêm cho tổ đặc nhiệm A cao thủ thập nhị đẳng đại viên mãn. Việc này đều là công lao của Diệp Phàm. Tuy nhiên, tổ đặc nhiệm A cũng có kỷ luật, làm việc cũng không thể là trò đùa, nếu gia nhập tổ đặc nhiệm A phải tuân thủ quy định của tổ đặc nhiệm A. Không thể nói anh có cá tính thì muốn làm gì thì làm, mặc kệ mọi việc có phải không. Điểm này cậu phải nghiêm túc phê bình Diệp Phàm. Chủ tịch Đường nói. Phê bình, việc này tôi thực sự không thể nói. Tôi cũng biết được tính cách của đồng chí Diệp Phàm, bản thân hắn lại như vậy tôi không thể nào lên tiếng phê bình hắn. Vừa rồi chủ tịch cũng nói, cao thủ đều có tính tình như vậy, để cậu ta tức giận thì hay rồi. Tôi nghĩ, không phải cơn giận của cậu ta mấy ngày có thể hết. Thật ra, tố chất tư tưởng của Diệp Phàm đã vượt qua thử thách, lần nào quốc gia cần thì cậu ta đều đứng ra. Hơn nữa, đều là hăng hái chiến đấu đẫm máu. Huống chi, Xa Nhất Đao là do Diệp Phàm mời vào.
Nghe nói là nể mặt Diệp Phàm bởi vì Diệp Phàm cứu tính mạng lão. Người như thế bản tính khó thay đổi, tôi có chút lo lắng. Cung Khai Hà nói. Cậu lo lắng Xa Nhất Đao không phục. Chủ tịch Đường hỏi. Có khả năng này, chúng ta rất vất vả mới tuyển được một cao thủ chống đỡ nơi gần cổng thành, cũng không thể làm cho người ta vừa được tuyển vào đã không thoải mái có phải không? Về sau làm gì cũng phải nể tình thì có chút phiền toái. Cung Khai Hà nói. Đúng thế. Chủ tịch Đường gật gật đầu, suy nghĩ, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi. Theo quan sát của các cậu mấy hôm nay, cùng với việc kiểm tra, đồng chí Trương Cường có bản lĩnh thật sự không? 8 phần là như thế, trên người y còn có 8 phần độc chưa được giải quyết, mặc dù là có thể giải quyết thì bản lĩnh nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì ở nhị đẳng đến tam đẳng. Ôi, y là người có thân thủ lục đẳng, hơn nữa đồng chí Trương Cường cũng ở tổ đặc nhiệm A lâu rồi, trước kia đi theo Thiết Chiêm Hùng kinh nghiệm làm việc phong phú, tôi thật sự thấy tiếc. Cung Khai Hà có chút tiếc nuối nói. Vậy nếu độc không thể giải quyết thì đồng chí Trương Cường có nguy hiểm đến tính mạng không? Chủ tịch Đường hỏi. Vâng. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu. Y là một nhân tài. Chủ tịch Đường lắc đầu ngẫm nghĩ một chút. Như vậy đi, cố gắng hết sức để giải độc cho Trương Cường. Ngoài ra lần trước tôi cũng nghe nói Trương Cường muốn đến một đơn vị bộ đội công tác có phải không? Vâng, đúng vậy, y chọn căn cứ hải quân ở Phổ Hải. Cung Khai Hà nói. Hải quân lại không cùng nhóm tác chiến với tổ đặc nhiệm A. Trương Cường cũng chưa từng làm nhiệm vụ gì với hải quân, như vậy không thỏa đáng. Chủ tịch Đường nói. Ý của chủ tịch là. Cung Khai Hà mừng thầm trong lòng hỏi. Đến tỉnh Thiên Vân Địa ủy, sư bộ binh bên đó không phải đang cần một sư trưởng sao? Vị trí này đối với Trương Cường mà nói cũng rất phù hợp. Chủ tịch Đường nói. Chức vụ đã có vậy quân hàm có phải là cũng được quyết định? Đương nhiên, chủ tịch, tôi cũng không phải lo lắng mình có mâu thuẫn với Diệp Phàm, quan trọng là biểu hiện đồng chí Trương Cường mấy năm nay thật sự rất xuất sắc. Đây cũng không hẳn là đền đáp mà trong điều kiện cho phép có thể cho y một đặc thù không? Cung Khai Hà hỏi. Cung Khai Hà ơi là Cung Khai Hà, có phải cậu đang hỏi thi tôi không? Không thể tưởng tượng được chủ tịch Đường đột nhiên cười. Tôi nào dám chủ tịch? Cung Khai Hà vẻ mặt không hiểu hỏi. Còn không có. Nói ra ý của cậu là được, tôi xem có được không? Chủ tịch Đường cười nói. Việc này, ha ha. Cung Khai Hà bị đoán trúng tim đen, hơi ngượng ngùng vuốt vuốt cằm nói. Tôi biết yêu cầu thêm suất, việc này rất khó khăn. Những việc này đều đã được quyết định từ trước nếu cứ tăng thêm sẽ vi phạm quy định, thật ra tôi cũng không muốn như vậy. Chỉ bằng sắp xếp cho Trương Cường một chức vụ lập tức tới đảm nhiệm. Trương Cường tuy nói độc dược còn trong cơ thể chưa được kiểm tra rõ, nhưng đã được các chuyên gia khống chế rồi. Không có gì trở ngại đối với cuộc sống và công tác của y. Chỉ cần chức vụ được bổ nhiệm, y lập tức có thể đi nhậm chức. Tôi tính, quân hàm đề cử cho Tiền Sâm trước hết cấp cho Trương Cường, có lẽ thời gian cũng không lâu, đợi Trương Cường vừa đi. Chức thiếu tướng của y không phải lại trở về với tổ đặc nhiệm A sao? Đến lúc đó trả lại cho Tiền Sâm là được. Tôi nghĩ việc này tôi sẽ nói với đồng chí Tiền Sâm. Tin rằng đồng chí Tiền Sâm sẽ hiểu. Ha ha ha. Chủ tịch Đường cười sảng khoái, giơ ngón tay chỉ Cung Khai Hà cười nói. Cậu đó, thật đúng là tính toán giỏi, cứ như vậy, một số đồng chí trong ủy ban quân giới sẽ không thể nào thoải mái. Cứ để cậu trêu ghẹo mãi, số chức của các cậu thì không bị bớt đi, còn người ta thì tự dưng phải thêm một chức. Khai Hà ơi là Khai Hà, cậu đúng là tính hay thật. Việc này là chuyện không có cách nào khác. Cung Khai Hà vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói. Xa Nhất Đao là một nhân tài, chúng ta chẳng những phải thu phục con người y còn phải lấy lòng y. Chủ tịch Đường cười. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc đáp. Quan hệ của y với Diệp Phàm rất tốt, cậu làm cho Diệp Phàm hết giận trước rồi nói sau. Còn nữa, đồng chí Diệp Phàm cũng phải trấn an một chút. Tuy nói cậu ta tức giận không đúng nhưng người ta cũng rất vất vả rồi. Tết đến mà còn phải thực hiện nhiệm vụ tức giận có thể hiểu được. Thằng nhóc này thật ra không tệ, là một hạt giống tốt. Chủ tịch Đường khen ngợi nói. Chẳng lẽ chủ tịch muốn điều chỉnh vị trí của cậu ta rồi sao? Cung Khai Hà thăm dò. Cậu xem cậu đó, lại nữa rồi, tôi vừa mới khen cậu ta hai câu cậu đã nghĩ đến chuyện chức vụ. Việc này là không thể nào. Cậu ta đến đồng lĩnh mới bao lâu?
cứ ở đó vài năm, hơn nữa còn phải xem biểu hiện của cậu ta. Chủ tịch Đường vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cung Khai Hà khoát tay nói. Cậu lập tức về làm việc đi, chuyện ở đây tôi sẽ bàn bạc với Tần Chí và Tiền Phong Vân một chút. Việc này phải nắm chắc mụn nhọt phải chữa nếu không để lâu sẽ lên men. Cung Khai Hà mang theo cặp công văn vội vàng đi. Một giờ sau tại Hoàng Thành Căn, mấy anh em đều đang ngồi một chỗ. Vừa mới uống một chén Diệp Phàm không ngờ nhận được điện thoại của Trấn Lương nói muốn mời hắn ăn cơm. Diệp Phàm cũng liền gọi đến Hoàng Thành Căn. Trương Cường chuyện này anh Diệp xin lỗi cậu, anh em mình cạn một chén để tiếp tục. Lần sau Diệp Phàm tôi phải đập bàn cũng phải làm cho cậu được đề cử. Diệp Phàm giơ chén lên. Anh Diệp, tôi biết anh đã cố gắng hết sức, việc này không thể trách anh, ngược lại là chuyện của tôi làm phiền đến anh rồi. Tuy nói không biết rõ nội dung nhưng tôi đoán được phần nào vì sao anh Diệp tức giận. Anh Diệp vẫn quan tâm đến chuyện của tôi, chén này Trương Cường tôi mời anh. Trương Cường vẻ mặt cảm kích đứng lên, mắt hơi ướt. Không cần nói, anh em ta cùng uống một ly. Diệp Phàm cùng Trương Cường cùng một ly. Đúng đúng đúng, mấy anh em ta cùng uống một ly. Thiết Chiêm Hùng cười ha hả giơ chén lên, tất cả mọi người đứng lên, tiếng cụng chén liên tiếp. Không khí rất náo nhiệt. Anh Diệp khi nào thì về Đồng Lĩnh? Lúc này Lang Phá Thiên hỏi. Có lẽ là chiều mai đi, thủ trưởng cung đã khống chế cả số di động của tôi, nói để tôi dưỡng thương. Tuy nhiên, sáng mai tôi sẽ yêu cầu lấy về, không cho cũng phải cho. Diệp Phàm nói đến đây sầm mặt. Chương 2465, giải bí mật của thủ trưởng cung. Thật ra thủ trưởng cung cũng có ý tốt. Để cậu an tâm nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa cũng không có gì. Dù sao coi như là cho cậu nghỉ Tết bù, phải không nào? Tôi nghĩ, Đồng Lĩnh thiếu cậu vẫn hoạt động bình thường có phải không? Không cần lo lắng quá công việc phải làm, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Gần hết năm các cậu đến Tam Độc Giáo, nghĩ đến đã thấy sợ. Trương Hùng khuyên. Đúng vậy anh Diệp, ở Bắc Kinh chơi vài ngày hay ngày mai đến nhà tôi chơi, có lẽ tân môn anh cũng ít đến. Cha tôi vẫn mong có thể ngồi cùng anh Diệp một chút. Lam Tồn Quân cười nói. Ừ, đúng rồi Tồn Quân, việc bên đó cậu giải quyết thế nào rồi? Diệp Phàm đột nhiên nhớ đến chuyện ở thành phố Hạng Nam tỉnh Thiên Vân. Cha tôi đang giải quyết, nói cũng khá phiền toái. Lam Tồn Quân lắc lắc đầu có vẻ buồn bã. Sao vậy cậu Lam, có phải là đã đến thời điểm quan trọng có quyết định rồi đúng không? Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt quan tâm nói. Quan trọng là ở chỗ Thái Nhất Hoa, cha tôi vẫn nghe hiểu, đã cùng người quen tiếp xúc với Thái Nhất Hoa một chút. Tuy nhiên, Thái Nhất Hoa rất ít nói, căn bản là không đồng ý nói chuyện này với anh trai của y là Thái Tiến Hậu. Cha tôi đã đích thân đi một chuyến, tuy nhiên, hình như cũng không được việc, việc này chúng tôi cũng có thể hiểu được. Dù sao, chúng tôi cũng không có giao tình gì nhiều với Thái Nhất Hoa. Hơn nữa, chúng tôi cũng không giúp được gì cho Thái Nhất Hoa. Lam Tồn Quân nói, Thái Nhất Hoa bây giờ là cục trưởng cục nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học Kỹ thuật. Nếu như y đi lên một bậc chính là cấp thứ trưởng. Khó khăn này quá lớn, ngay cả những người ngồi đây như chúng ta có lẽ cũng chưa có thực lực này. Nếu không, Thái Tiến Hậu là nhân vật có số của tỉnh Thiên Vân đã đẩy em của y lên lâu rồi. Tuy nhiên, Bộ Khoa học Kỹ thuật là một bộ môn vô bổ, chúng tôi giúp y đổi đơn vị khác, việc này chỉ có cậu Diệp mới làm được. Thiết Chiêm Hùng nói, đổi đơn vị, khó khăn cũng khá cao, dù sao cũng là từ đơn vị kém đến đơn vị tốt. Và hơn nữa chưa chắc đã thể hiện được chúng ta quan tâm đến y, có lẽ khó có thể làm y động lòng. Diệp Phàm nói, ừ, cha tôi cũng đã nghĩ qua, chẳng qua đối với cha tôi mà nói, ngay cả một chút này cũng khó làm được. Việc này ít nhất của phải cán bộ cấp thứ trưởng thường trực mới có thể quyết định được. Hơn nữa, còn phải xem có ghế trống hay không. Nếu không cũng không tốt. Lam Tồn Quân buồn bực nói. Cậu Lam, khó hơn nữa thì vẫn phải giải quyết, cách thì luôn có, qua mấy ngày nữa mọi người đi làm bình thường thì tôi sẽ nghĩ cách. Diệp Phàm an ủi. Cảm ơn anh Diệp, cha nói là tiện thì cũng muốn đến thăm hỏi anh Diệp. Lam Tồn Quân nói. Ha ha, tiện thì tôi phải đến hỏi thăm chú Lam mới đúng. Ông em, chúng ta là anh em sinh tử. Chờ tôi về Đồng Lĩnh sắp xếp một chút sau đó sẽ đến tân môn. Diệp Phàm cười nói. Lúc này con trai của Trấn Đông Hải Trấn Lương vội vàng vào. Diệp Phàm bảo cậu ta ngồi xuống. Tuy nhiên,
nhìn Trấn Lương có chút không được tự nhiên. Cậu Trấn, cậu có tâm sự gì đúng không? Nói ra cho mọi người một chút, thủ trưởng Trấn mặc kệ còn hay không chúng tôi đều tôn trọng ông ấy. Diệp Phàm nói, ôi, anh Diệp. Trấn Lương đứng lên, cầm chén rượu vẻ mặt hổ thẹn nhìn Trương Cường nói. Chén rượu này trước tiên tôi kính anh Trương Cường. Anh Cường, nhất định anh phải uống hết, nếu không tôi không có mặt mũi nào nhìn anh. Sao lại nói như thế Trấn Lương? Trương Cường cũng vội vàng đứng lên, có vẻ không hiểu. Uống trước đi rồi tôi nói tiếp. Trấn Lương nói. Vậy được, hai anh em ta cùng cạn chén. Trương Cường nói. Không phải, chén này tôi mời anh Cường, trước tiên anh đừng ép tôi nói nguyên nhân, uống trước rồi nói sau được không? Trấn Lương nói. Vậy được, chúng ta uống một trận đã. Trương Cường cũng không hỏi nữa, cạn ly cùng Trấn Lương. Tất cả mọi người đều nhìn Trấn Lương, không hiểu y có chuyện gì mà xin lỗi Trương Cường. Anh Cường, anh Diệp, anh Thiết, việc này tôi thật sự khó có thể mở miệng. Trấn Lương vẻ mặt thật sự thẹn thùng. Không sao, đều là anh em, có gì cậu cứ nói thẳng là được. Diệp Phàm nói. Là như vậy, lần này anh Cường có phải là đã không trúng cử không? Trấn Lương hỏi. Ừ, thủ trưởng cung cứng rắn ép cho Tiền Sâm. Tôi không hiểu ông ấy có quan hệ gì với Tiền Sâm, cho nên tôi tức giận. Diệp Phàm nói. Rất xin lỗi anh Diệp, việc này nguyên nhân là từ em. Trấn Lương vừa nói một câu tất cả đều kinh ngạc nhìn y. Làm sao có thể thế được, việc này có liên quan gì đến cậu? Lam Tồn Quân không kìm nổi hỏi. Thật sự là có liên quan đến tôi, bởi vì chuyện Tiền Sâm chính là tôi tìm tổ trưởng cung nói. Ôi, rất xin lỗi anh Trương Cường. Vẻ mặt Trấn Lương đỏ bừng nói. Cậu có khả năng sao? Không ngờ có thể làm chuyện đó, cậu không phải là làm cha cậu thất vọng sao? Lang Phá Thiên lạnh lùng nói thẳng. Anh Lang, việc này quả thực tôi không thể nói được. Hai, nói như thế nào nhỉ, việc này tôi cứ nói thẳng vậy. Tiền Sâm thật ra là đệ tử của cha tôi. Vì cha là thủ lĩnh, một vị trí đặc thù nên ông ấy không thể để người ta bàn tán. Cho nên, trong tay cha tôi, Tiền Sâm đáng lẽ đã lên cấp thiếu tướng nhưng vẫn bị cha dành cho người khác. Mấy năm trước khi qua đời luôn nói mãi. Tuy nhiên, vẫn không có cơ hội, lần này có cơ hội cho nên tôi mặt dày đi tìm tổ trưởng cung. Tổ trưởng cung sau khi nghe chưa nói hai lời liền đồng ý ngay. Cho nên, chuyện lần này đều là Trấn Lương tôi phải xin lỗi Trương Cường. Trước tiên tôi cạn ba chén, anh Cường, xin anh Thôi Hồng anh thứ cho tôi. Còn cả anh Diệp nữa. Tôi cũng uống ba chén, xin anh đừng giận tổ trưởng cung. Mọi lỗi là do tôi hết. Mắt Trấn Lương ngân ngấn nước, cầm chén rượu không nói gì uống sáu chén. Hóa ra là như vậy, Trấn Lương, cậu nói cho chúng tôi trước là được. Tin rằng Trương Cường cũng sẽ không so đo việc này. Hơn nữa, Tiền Sâm là đệ tử của thủ trưởng Trấn, tôi thật sự là không hiểu được. Ôi, việc này Trấn Lương cậu cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Trương Cường mất cơ hội lần này lần sau tôi tin tưởng vẫn còn cơ hội. Diệp Phàm nói. Đúng thế, Trấn Lương, cậu đừng như vậy, tất cả mọi người đều là hiểu lầm. Thiết Chiêm Hùng nói. Cậu Trấn, chúng ta uống ba chén, việc này coi như bỏ qua, từ nay về sau chúng ta không nhắc đến nữa. Trương Cường tỏ vẻ độ lượng giơ chén rượu lên. 10 giờ sáng thứ hai, Diệp Phàm dọn dẹp mấy đồ dùng rời viện. Mà bệnh viện vì đã nhận mệnh lệnh nên không đồng ý để mấy người Diệp Phàm xuất viện, văn phòng của phó viện trưởng suýt nữa thì dùm beng. Đúng lúc đó Lý Khiếu Phong không ngờ vội vàng đến, ông ta nhìn Diệp Phàm nói. Tiểu Diệp, cậu đi theo tôi một chuyến, tôi có việc muốn nói với cậu. Diệp Phàm không nề nà, đành phải theo Lý Khiếu Phong vào một gian phòng. Vẫn còn tức giận vì chuyện của Trương Cường đúng không? Thấy Diệp Phàm lạnh lùng Lý Khiếu Phong cười nói. Nào dám, cách ông đều là lãnh đạo, tôi chỉ là lính lấy việc phục tùng là chính. Diệp Phàm châm chọc nói. Ha ha, Lý Khiếu Phong không ngờ mỉm cười nhìn Diệp Phàm một cái nói. Thật ra, tổ trưởng cung cũng có chỗ khó, ông ấy không có cách nào. Cậu cũng đừng giận ông ấy vẫn rất coi trọng cậu. Có yêu cầu nào của cậu mà ông ấy không đáp ứng không? Chuyện đó không nên nói, muốn tôi mang đầu đi làm việc thì dễ nói chuyện rồi. Một khi tôi kéo nhân tài vào trong đội thủ trưởng cung đã làm gì, được chim quên ná, được cá quên nơm có phải không? Xa nhất đao là cao thủ đẳng cấp 12,
bảo một đồng chí trong tổ đặc nhiệm A đi tìm một người xem. Diệp Phàm có chút tức giận. Được rồi, cậu xem cái này trước rồi nói sau. Lý Khiếu Phong cười tủm tỉm đưa một tập tài liệu ra. Cái gì đó, tôi không muốn xem. Diệp Phàm không nhận. Không xem chắc chắn cậu sẽ hối hận. Lý Khiếu Phong cười thần bí, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tôi nói nhé lão Lý, ông trực tiếp nói là được, đừng đánh thuốc mê ở đây. Diệp Phàm nói. Xem trước một chút, nếu cảm thấy tôi đang nói đùa thì sau này cậu không cần để ý đến tôi rồi. Lý Khiếu Phong đưa ra Diệp Phàm không có cách nào đành nhận lấy mở ra. Nhìn qua một lần Diệp Phàm lại nhìn lại một lần nữa, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lão Lý, rốt cuộc là sao thế này? Việc này đêm qua bộ máy lãnh đạo tổ đặc nhiệm A quyết định, chẳng lẽ sáng nay lại mở hội nghị, sao tôi không nhận được thông báo? Ha ha, không cần mở hội nghị, đây là do một tay của thủ trưởng cung. Trương Cường không phải muốn đến tỉnh Thiên Vân đảm nhiệm chức sư trưởng sao? Nếu thiếu tướng được y mang từ tổ đặc nhiệm A đi, ha ha, chức thiếu tướng không phải lại trả lại cho tổ đặc nhiệm A sao? Đến lúc đó Tiền Sâm chỉ cần chờ một thời gian ngắn có thể nhận quân hàm này. Một chút thời gian đồng chí Tiền Sâm vẫn có thể chờ. Lý Khiếu Phong cười nói. Chiêu này của lão cung hay nhỉ? Diệp Phàm khen ngợi, quay người hỏi. Tuy nhiên, tôi nghĩ lão cũng đã phải đau đầu rồi đúng không? Đó là đương nhiên, thật ra, lần này Trương Cường xem như có một cơ hội lớn. Chẳng những được thăng quân hàm, hơn nữa việc chức vụ cũng được giải quyết xong. Tuy nói không thể đến căn cứ hải quân ở Phổ Hải như cậu nói lúc trước nhưng quân đoàn cơ giới cũng là một trong những đội quân tinh nhuệ. Cũng không kém so với căn cứ hải quân. Hơn nữa, Trương Cường đã từng huấn luyện ở tổ đặc nhiệm A, cũng thích hợp có phải không? Lý Khiếu Phong nói. Đúng thế, tôi còn phải cảm ơn lão cung. Diệp Phàm có chút xấu hổ nói. Ha ha, phải cảm ơn thì làm sớm đi, nếu không thì muộn mất. Lý Khiếu Phong cười nói. Câu đi nhất định phải mang Trương Cường đi cùng, về việc trao quân hàm có lẽ sẽ làm nhanh thôi, Trương Cường cũng phải chuẩn bị tâm lý có phải không? Vậy tôi sẽ đi. Diệp Phàm cười ha hả nói. Cậu thật là mới có lợi đã cười rạng rỡ như vậy. Tuy nhiên, mấy vấn đề của cậu và thủ trưởng cung phải giải quyết hết, cậu không có ý đắc ý chứ? Lý Khiếu Phong nói. Ý gì, tôi có gì đâu. Diệp Phàm hừ một tiếng. Biết thiên hạ này không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Không có gì, mang đến cho thủ trưởng cung hai viên lôi âm cửu long hoàn là xong. Hơn nữa, lần này đến tam độc giáo không phải cũng hy sinh hai đội viên dự bị sao, hai gã đội viên đều là tam đẳng đỉnh giai. Lý Khiếu Phong cười khan một tiếng. Tạm thời chưa có cách nào, tôi chưa tìm được thuốc để chế biến. Không có thuốc mặc dù là lão tiền bối kia cũng không có cách nào đúng không? Tuy nhiên, một khi có thuốc tôi sẽ không tiếc. Diệp Phàm nói. Chương 2466, đồng lĩnh xảy ra chuyện lớn. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, cậu phải chắc chắn đấy, điện thoại của cậu ở chỗ thủ trưởng cung phải làm sao? Ông ấy đã đồng ý cho cậu xuất viện, có lẽ ông ấy cũng không ngăn hay giữ cậu lại rồi. Thật ra, thủ trưởng cung cũng thật lòng quan tâm đến cậu. Lý Khiếu Phong nói. Tôi đi trước đây. Diệp Phàm nói xong đứng lên cầm lấy túi văn kiện đi ra ngoài tìm mấy người Trương Cường. Khi Trương Cường nhìn thấy quyết định bổ nhiệm, lập tức ứ nước mắt. Bụp một tiếng, chuyện khiến mọi người mở rộng tầm mắt đã xảy ra, một người đàn ông như Trương Cường không ngờ rơi lệ nói. Cảm ơn anh Diệp, anh mãi mãi là anh ruột của Trương Cường. Những cái khác tôi không nói, việc này tôi. Rốt cuộc thì chuyện quan trọng cũng đến, làm cái gì phải làm thế. Vương Nhân Bàng nhún vai nói. Anh em còn nói những lời này làm gì? Cậu Trương, chúng ta lập tức đi thôi. Diệp Phàm không để ý đến Vương Nhân Bàng, kéo Trương Cường đi rồi. Làm gì vậy? Chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ, quái. Lam Tồn Quân vẻ mặt ngẩn ra. Có lẽ là có cô nào đó rồi, hai người này thấy sắc là quên hết bạn bè. Vương Nhân Bàng nhún vai, vẻ mặt khinh bỉ. Đúng vậy, có lẽ là như vậy. Lam Tồn Quân vẻ mặt cũng không khác gì Vương Nhân Bàng. Vào tổng bộ tổ đặc nhiệm A. Diệp Phàm vẻ mặt xấu hổ vào văn phòng của cung Khai Hà nói. Thủ trưởng cung, rất xin lỗi, tôi quá vội vàng rồi, hiện giờ tôi thu hồi lại lời nói. Giờ biết sai lầm rồi đúng không?
Cung Khai Hà vừa ra hiệu cho Diệp Phàm và Trương Cường ngồi vừa nói. Tôi sai rồi. Diệp Phàm nói. Trấn Lương chắc chắn đã nói qua với các cậu. Ôi! Cung Khai Hà thở dài nói. Quá khứ cứ để nó qua đi, Tiểu Diệp, qua việc này cậu phải sửa lại tính tình đi, đừng có lúc nào cũng nổi nóng như vậy, thứ nhất làm tổn thương tình cảm đồng chí, thứ hai làm tổn thương mình. Đương nhiên, trong chuyện này tôi cũng có lỗi nhưng đó là không có cách nào rồi. Tổ trưởng Cung, đáng lẽ anh nên nói trước với chúng tôi đều vô cùng tôn kính tướng quân Trấn, làm gì lại để hiểu lầm như vậy? Diệp Phàm nói, việc này bảo tôi nói thế nào, tôi không muốn đem việc tư nói trên bàn làm việc. Hơn nữa, tôi cũng có chút tư lợi. Nhưng hôm nay dù có Trương Cường tôi cũng sẽ nói, đồng chí Tiền Sâm cũng là một đồng chí tốt. Ngay cả bỏ tướng quân Trấn ra một bên thì đồng chí Tiền Sâm cũng hoàn toàn có tư cách nhận quân hàm này. Tôi biết cậu cũng không tệ, tuy nhiên, chỉ có một suất, dù sao cũng phải để hai người thất vọng có phải không? Tôi hy vọng các anh có thể hiểu được nỗi khổ của lãnh đạo. Người ta thường nói giải quyết việc công bằng, những lời này nói thì dễ làm thì khó lắm. Cung Khai Hà nói đến đây giơ tay vỗ nhẹ vai Trương Cường. Trương Cường cậu cũng vì tổ đặc nhiệm A mà vào sinh ra tử, hiện giờ trong cơ thể vẫn còn chất độc chưa được giải hết, tôi cũng có nỗi khổ trong lòng. Cậu yên tâm, việc cơ thể cậu chưa hoàn toàn bình phục tổ đặc nhiệm A sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu cách, việc này có lẽ chủ yếu là giao cho Diệp Phàm rồi. Còn nữa, chuyện của cậu rất nhanh sẽ có quyết định, cấp trên nói đặc sự đặc bản, có lẽ mấy ngày nay đã có động tĩnh rồi. Hy vọng cậu trên cương vị công tác mới vẫn tiếp tục cố gắng, mặc kệ cậu ở đâu đều là làm việc vì đất nước có đúng không? Cảm ơn ông thủ trưởng Cung, tôi biết rồi. Trương Cường đứng lên chào theo nghi thức quân đội. Cậu có người anh em tốt như vậy tôi thật sự vui vẻ. Tổ trưởng Cung nhìn Diệp Phàm một cái nói. Anh Diệp mãi mãi là anh của tôi, là anh ruột của tôi. Trương Cường nói. Sau đó, một người sĩ quan chính chính đến đón Trương Cường đi làm công tác chuyển giao. Lý Khiếu Phong cũng bước vào văn phòng của Cung Khai Hà. Tình hình của Sa Nhất Đao hình như không thể nào tốt. Đêm qua các chuyên gia đã tiến hành kiểm tra toàn thân đối với y, phát hiện chúng độc rất sâu. Chẳng những bên trong da có chất độc, ngay cả nội tạng cũng bị độc tố xâm hại. Cơ thể y 7 phần đều bị hỏng, nếu không giải quyết vấn đề này kịp thời có lẽ y sống không đầy 2 năm. Cung Khai Hà nhíu mày, vừa mới tuyển được cao thủ lại là người sắp mất mạng, trong lòng Cung Khai Hà tất nhiên không thoải mái. Y ở trong hàng mấy chục năm cùng với mấy nghìn con rắn độc, hơn nữa đều ăn thịt rắn sống. Trong cơ thể tích tụ không ít chất độc cũng là hoàn toàn bình thường. Lúc trước y cũng đã nói qua, có lẽ y còn sống chưa đầy 2 năm. Việc này, có lẽ muốn giải quyết chuyện độc trong người y phải tìm căn nguyên. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng nói. Căn nguyên, Tiểu Diệp, ý của cậu là trở lại Tam Độc Giáo để tìm sao? Không được quá nguy hiểm, lần này các cậu còn sống trở về là hạnh phúc lắm rồi. Cậu lại đi, chắc chắn là chui đầu vào lưới, cách này tuyệt đối không được. Lý Khiếu Phong vội vàng nói. Ừ, đó là nơi không thể đi nữa rồi. Cách này căn bản là không thể thực hiện được. Hãy nghĩ cách khác đi, chúng ta không thể không công làm đồ ăn cho người ta. Cung Khai Hà gật đầu nói. Trương Cường cũng trúng độc, Sa Nhất Đao trúng độc càng sâu hơn, ít nhất, trong vòng mấy tháng tôi không có cách nào giải quyết được. Tam Độc Giáo một khi đã làm ác như vậy, tôi nghĩ, chính phủ Lào cũng khá đau đầu với bọn họ, nếu chúng ta biết chỗ chính xác của họ. Hay là tiết lộ điều này cho chính phủ Lào. Để bọn họ cử quân đội đến truy quét là được. Đến lúc đó, chúng ta nhân cơ hội ra tay. Diệp Phàm nói. Có lẽ cách này chỉ có Tông Vô Thu biết, ai trong chúng ta có thể giải quyết Tông Vô Thu. Huống chi Tông Vô Thu biết địa chỉ tổng giáo của lão bị lộ. Có lẽ người ta cũng đã chuyển chỗ khác rồi. Thỏ Khôn có 3 hang, Tam Độc Giáo kinh doanh mấy trăm năm, chẳng lẽ không có điều này. Có lẽ bọn họ đã chuẩn bị chỗ để lui, chẳng qua vẫn chưa dùng thôi. Huống chi, việc này mặc dù là chúng ta thông báo cho chính phủ Lào, bọn họ cũng không chắc có thể giải quyết hoàn toàn được. Dù sao, ở đây cũng có rất nhiều vấn đề. Đến lúc đó thực sự chọc giận Tam Độc Giáo bọn chúng phóng độc khắp nơi có phải là phiền toái không? Cung Khai Hà nói, việc này thật đúng là khó giải quyết, không tìm thấy Tông Vô Thu thì không có cách giải độc. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đại cao thủ mất mặt sao? Hơn nữa, Sa Nhất Đao cũng không giống như lão, vẫn có thể vì tổ đặc nhiệm A chúng ta một thời gian.
Còn Lào, bọn họ tự mình căn bản cũng không có nhiều bộ đội chính quy. Đi gây sự với Tam Độc Giáo, có lẽ bọn họ không muốn đi trêu chọc để chuốc lấy phiền đâu. Hai bên nhiều năm nay có thể bình an vô sự như vậy có lẽ trong lòng đã có một sự phối hợp ăn ý. Hơn nữa, tôi nghi ngờ tổ chức đặc biệt của Lào đã biết sự tồn tại của Tam Độc Giáo, chỉ cần không quá đáng, họ sẽ không quan tâm, cũng không cần biết. Lý Khiếu Phong nói, thật sự không được cứ đến hỏi Ngũ Độc Giáo, nếu Ngũ Độc Giáo thực lực mạnh hơn Tam Độc Giáo một ít. Hơn nữa, Cung Thu đã luyện thành người độc, không chừng Cung Thu còn có cách giải quyết vấn đề của Sa Nhất Đao. Diệp Phàm, tôi thấy cách này không tệ, chúng ta biết về Ngũ Độc Giáo. Việc này tôi có thể đi một chuyến. Lý Lão nói, Lý Lão, ông tìm Ngũ Độc Giáo ở đâu? Cung Khai Hà hỏi. Bọn họ không phải có công ty sao? Chúng ta tìm người phụ trách công ty là được. Lý Khiếu Phong nói. Chúng ta tuy nói có một số tư liệu về Ngũ Độc Giáo nhưng cũng không phải là nhiều. Hơn nữa, tổng bộ của Ngũ Độc Giáo ở đâu chúng ta cũng không được rõ. Tôi thấy, tổng bộ của bọn họ bên ngoài không phải là tổng bộ của họ. Tuy nhiên, ngược lại có thể tiếp xúc một chút. Như vậy đi, tôi sắp xếp đồng chí Đông Hồng cùng đi với ông một chuyến, xem bọn họ nói thế nào. Tuy nhiên, tôi lo lắng không gặp được Akimoto. Người này tuổi tác tương đối lớn rồi, nghe nói đã hơn 70, có ở trong giáo hay không cũng khó nói. Cung Khai Hà nói nhìn Diệp Phàm một cái nói tiếp. Nếu như có thể chữa bệnh cho Sa Nhất Đao cũng có thể để Diệp Phàm làm chút việc. Nếu không một khi Đằng Các xác nhận xong, có lẽ anh Liên Bang còn phải Diệp Phàm đi một chuyến. Bí mật núi xương bối gây khó khăn cho chúng ta mấy năm. Không giải quyết mà chúng ta vẫn đóng một đoàn ở đó lãng phí tinh lực và thời gian của chúng ta. Hơn nữa, bí mật núi xương bối giống như một quả bom hẹn giờ, ai biết quân Nhật có những mánh lưới gì. Mặc kệ có thu hoạch hay không, tìm ra bí mật là việc quan trọng của chúng ta. Việc này nếu làm ngay chỉ sợ không có thời gian, dù sao hôm nay đã là 14 rồi, mùng 8 đi làm, tôi không về cũng không được. Một bí thư thành ủy thường xuyên mất tích cũng không tốt. Hơn nữa, đồng lĩnh cũng có rất nhiều việc đang chờ tôi. Tôi cũng không thể vứt bỏ hoàn toàn mấy vạn dân của đồng lĩnh. Việc này tốt nhất là để người khác làm. Diệp Phàm nói. Không vội, cậu về đồng lĩnh trước, có lẽ việc này phải đến 5-6 tháng sau. Đến lúc đó chúng ta cho cậu thêm lý do để quang minh chính đại rời khỏi đồng lĩnh một thời gian ngắn. Hơn nữa, lần đó cậu chấp hành nhiệm vụ chúng tôi đã báo cho tỉnh ủy của cậu. Bình thường. Trước kia cậu phá án ở Ngư Đồng có tiếng, nhưng thật ra dễ nhìn ra mánh lới, gọi cậu về hỗ trợ ủy ban kỷ luật phá án là dễ nhất rồi. Cung Khai Hà nói. Diệp Phàm cuối cùng cũng cầm được điện thoại di động, ngồi vào xe bật máy. Nguy rồi, có hàng trăm cuộc gọi số lạ. Đa số là Bao Nghị gọi đến, tiếp theo là Mễ Nguyệt cùng Vương Long Đông đến Kiều Viên Viên. Còn có cả Vương Triều nữa. Diệp Phàm quyết định gọi cho Bao Nghị hỏi một chút. Vừa mới nhận đã nghe giọng lo lắng của Bao Nghị nói. Bí thư Diệp, anh đã chấp hành nhiệm vụ đã về, nhanh chóng trở về bên đồng lĩnh đã xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện gì lớn? Diệp Phàm căng thẳng có dự cảm không tốt trong lòng. Bọn họ ra tay đối với tôi, bọn người này thâm hiểm thật. Mùng 8 đi làm, mùng 10 mấy người Hồ Quý Thiên liên kết với mấy người của ban tổ chức cán bộ thành ủy đồng lĩnh và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến đồng lĩnh. Dù sao thả một đống rắm lớn, nói là cần tôi làm gì đó, lập tức triệu hồi tôi về trung đoàn cảnh sát hình sự sở công an tỉnh. Hơn nữa, yêu cầu tôi lập tức bàn giao công tác, ngày 11 phải trở về sở công an tỉnh nhận công tác, nếu không, coi như là kháng lệnh bị kỷ luật. Bao Nghị tức giận nói. Cậu hiện giờ làm gì ở trung đoàn? Không phải là làm việc vặt chứ? Diệp Phàm hỏi. Chương 2467, gặp Phong Thanh Lục. Phó trung đoàn trưởng, cấp bậc cục trưởng, nhìn qua thì là điều chuyển ngang còn có vẻ giống như đề bạt. Tuy nhiên, tôi hiểu âm mưu của bọn họ. Bao Nghị nói, chỉ sợ là nhìn vào vị trí của cậu ở đồng lĩnh đi. Diệp Phàm hừ lạnh nói, không sai, quyết định điều chuyển tôi vừa tuyên bố, cục công an thành phố đồng lĩnh không thể một ngày không có chủ. Bao Nghị vừa mới nói đến đây Diệp Phàm hừ lạnh nói. Nhất định là để Trì Hạo Cường kiêm nhiệm có phải không? Sai rồi, không phải là Trì Hạo Cường, đương nhiên y cũng muốn nói không làm thông được ở trên tỉnh.
Cuối cùng đề bạt đồng chí Ninh Mãn phó bí thư đảng ủy công an thành phố kiêm chức cục trưởng cục công an thành phố. Anh xem đây rõ ràng là đối đầu với anh. Bọn họ biết anh không thích Ninh Mãn mà còn cố tình đẩy Ninh Mãn vào vị trí này, đây không phải là đánh vào mặt anh sao? Bao Nghị giận dữ nói. Ninh Mãn không phải là đã bị tôi xử phạt sao, hơn nữa tôi chưa về, việc bổ nhiệm cục trưởng cục công an thành phố phải được hội nghị thường vụ cùng với sở công an tỉnh đồng ý mới được. Ngoài ra, quyền quyết định là ở thành ủy đồng lĩnh chúng ta, tôi không về làm sao quyết định, làm bừa bãi. Diệp Phàm hừ nói. Bọn họ nói là anh đi hỗ trợ việc phá án bí mật, đặc sự đặc bản, phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý công an Trần Húc dẫn một số cán bộ tỉnh ủy xuống dưới chủ trì hội nghị thảo luận vấn đề này. Ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng cử người tham gia. Hơn nữa, lúc đó những ủy viên thường vụ khác cũng tham gia thảo luận. Bên ngoài là thảo luận, trên thực tế người ta đã quyết định từ trước. Việc này, tuy nói là Vương Long Đông cùng Mễ Nguyệt phản đối Ninh Mãn. Nhưng, anh không ở thành ủy, nên Trần Húc theo dõi sát sao, cuối cùng tất nhiên là cưỡng ép thông qua. Có lẽ là Khổng Đoan và Sa Thiên vui vẻ vì người khác gặp họa đi. Diệp Phàm hừ nói. Có lẽ Khổng Đoan muốn chỉ Hạo Cường kiêm nhiệm, nghe nói Ninh Mãn trước đây đi theo Cao Thành cùng Khổng Đoan cũng không hề qua lại. Tuy nhiên, bị lão già Trần Húc theo dõi, Khổng Đoan có làm gì có lẽ cũng không có hiệu quả nên liền ngậm miệng. Mà Sa Thiên cũng là mong Ninh Mãn được nhậm chức này. Bao Nghị nói, 13 ủy viên thường vụ tôi không có ở nhà, còn có Ngọc Xuân Phong, Mễ Nguyệt và Vương Long Đông cùng với tư lệnh phân quân khu lã, lần này có 5 người, bên kia chỉ có 8, Phượng Thủy Linh có phải là không bỏ phiếu không? Còn Phó Bí Thư Vi đâu? Hai người họ không bỏ phiếu hay là phản đối, bọn họ không có cách nào thông qua. Diệp Phàm hỏi, Phượng Thủy Linh giơ tay nói thật ra Phó Bí Thư Lý đã không bỏ phiếu, bọn họ có 7 phiếu nên thông qua. Bao Nghị nói, cúp điện thoại không lâu sau Vương Long Đông gọi điện thoại đến nói qua tình hình không khác những gì Bao Nghị nói. Long Đông, cậu nói xem, ai là chủ phía sau việc này? Diệp Phàm hỏi, có lẽ là trốn không khỏi nhà họ Khổng kia, nghe nói Ninh Mãn vừa nhậm chức sẽ thả đường sở. Hơn nữa, chỉ phạt một chút đã được giải quyết rồi. Đây là người đang ngang nhiên đánh người ở phòng thẩm vấn của Cục Công an. Ninh Mãn cũng lớn mật rồi. Hơn nữa, biết rõ anh y còn làm như thế, Ninh Mãn không phải muốn đối địch với anh sao? Vương Long Đông tức giận nói. Ninh Mãn đúng thật là cứng rắn. Diệp Phàm hừ nói. Chuyện của em trai hắn điều tra thế nào rồi? Có việc gì không? Chúng ta cứ để y cười một thời gian ngắn, đến lúc đó chúng ta tận diệt y. Đã có manh mối, đáng tiếc Bao Nghị đã bị điều đi rồi. Mà Cục trưởng Vương Triều vì chấp hành nhiệm vụ bí mật tạm thời không liên lạc được. Nếu không hai bút cùng vẽ có lẽ hiện tại chúng ta có thể bắt Ninh Mãn. Vương Long Đông có chút tiếc nuối nói. Đừng nóng vội, nếu xui xẻo tuyệt đối y không chạy thoát. Diệp Phàm nói, quay người hỏi. Dự án đường cao tốc bên chỗ chủ tịch thành phố có hành động gì không? Nghe nói Lão Tất rất quan tâm đến việc này. Tết có đến hỏi thăm các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, nghe nói hiệu quả không tốt. Người ta không tin y. Nghe nói Lão Tất trở về rất tức giận thiếu chút nữa đập vỡ bàn. Vương Long Đông nói. Ôi, việc này là từ dự án phát điện. Tôi còn hy vọng Lão Tất có thể quyết định, như vậy có thể trợ giúp cho dự án phát điện. Diệp Phàm thở dài. Tôi thấy việc này có lẽ anh phải đích thân đi ra tay. Tất phân lý thật đúng là không có tác dụng nhiều lắm. Vương Long Đông nói. Bí thư Diệp, nghe nói Bộ Tài chính bên kia đã có tin tức. Có phải là tiền đã được cấp xuống? Diệp Phàm vui vẻ hỏi. Không rõ lắm. Vương Long Đông nói. Cúp điện thoại xong Diệp Phàm quyết định đến Phong Thanh Lục một chuyến. Buổi trưa Diệp Phàm cầm hai bình rượu đến nhà Phong Thanh Lục. Bởi vì trước đó nhận được điện thoại của Diệp Phàm cho nên nhà họ Phong đã làm cả bàn đồ ăn. Xem ra, rất coi trọng đối với Diệp Phàm. Phong Thanh Lục rất nhiệt tình, tự mình xuống đón Diệp Phàm. Gần Tết hình như không thấy cậu. Phong Thanh Lục tươi cười nói. Có chút việc phải ra nước ngoài vài ngày. Diệp Phàm nói, Phong Thanh Lục cười không hỏi tiếp. Ông ta nhìn Diệp Phàm một cái cười nói. Lần này cậu đến chắc hẳn không riêng việc chúc Tết đúng không? Chúng ta là người một nhà, có việc gì cậu cứ trực tiếp nói là được. Tôi đây cứ nói thẳng nhé, nghe nói khoản tiền mà Bộ Tài chính cấp cho đồng lĩnh đã có manh mối. Diệp Phàm hỏi.
đã đến tài khoản sở tài chính tỉnh của cậu rồi. Phong Thanh Lục cười nói. Cảm ơn. Diệp Phàm nói. Không có gì, việc này đã nói từ trước rồi. Phong Thanh Lục cười nói. Tôi vừa trở về không hiểu là được nhiều hay ít. Diệp Phàm hỏi. Xét thấy tình hình của Hồng Cốc Trại đặc biệt, qua thảo luận quyết định cấp cho các cậu 100 triệu. Việc này chủ yếu là giúp đỡ cho Hồng Cốc Trại các cậu cho nên nhiều hơn một chút, các địa phương khác sẽ không vượt quá 50 triệu. Phong Thanh Lục cười nói nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Cậu còn phải nhanh chóng lấy tiền về đi. Có lẽ sẽ ít đi một chút rồi. Diệp Phàm thở dài, cấp trên cấp tiền xuống dưới qua mấy cửa đều phải ít đi một chút. Cậu nói với Trấn Đào một tiếng là được, hẳn là không thể thiếu của cậu. Túi tiền của Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm giữ trong tay Trấn Đào đó. Người của mình còn cắt xén cái gì, quy định cũng là do người làm ra. Phong Thanh Lục cười nói. Đừng nói là chú Tể nữa, thật sự keo kiệt. Tôi đến Đồng Lĩnh mấy tháng rồi ông ấy chưa cho tôi một hạt bụi. Chuyện lần này không ngờ ông ấy giật dây để tôi đi hỏi Tề Thiên lấy khoản tiền này. Giúp đỡ cái gì? Diệp Phàm hơi có vẻ bất mãn nói. Ha ha ha. Phong Thanh Lục rốt cuộc không kìm nổi phá lên cười. Bố con thật là thú vị, bố không ngờ tính kế kiếm tiền trong túi con. Tuy nhiên, cậu đã hỏi Tề Thiên chưa, có nhiều hay ít? Còn chưa hỏi, tôi nghĩ, tiền cũng có rồi. Bọn họ là sư đoàn đặc chủng, tuy nói kinh tế khá dư giả nói cũng không thể cho bừa, tránh cho người khác bàn tán. Tôi nghĩ đến lúc đó đường của Hồng Cốc Trại không phải xây dựng sao. Bảo công binh của bọn họ giúp đỡ mở đường, ủng hộ một ít thuốc nổ là được. Diệp Phàm cười nói. Cậu đó, cậu còn lợi hại hơn so với việc trực tiếp đòi tiền. Phong Thanh Lục nói. Vụ trưởng Phong không hiểu là bộ tài chính của các anh có vị trí vụ trưởng nào trống không? Diệp Phàm nghĩ đến chuyện của Lam Tồn Quân thuận miệng hỏi một câu. Cậu hỏi làm gì, có phải phía dưới có đồng chí nào muốn về bộ không? Phong Thanh Lục hơi ngạc nhiên hỏi. Không phải, có người bạn ở bên bộ khoa học kỹ thuật. Anh cũng biết, đơn vị đó không có nhiều việc, anh ấy cũng là vụ trưởng, nếu có thể đến bộ tài chính thì coi như là điều chuyển ngang. Tuy nhiên, đơn vị của các anh tốt hơn nhiều, khó khăn có lẽ rất lớn. Diệp Phàm nói. Việc này chỉ sợ quá khó khăn, thật ra vừa mới có một vị trí, vụ trưởng quản lý nhân sự mấy hôm trước vừa về hưu. Tuy nhiên, vị trí này mặc dù ở bộ chúng ta nhưng cũng là vị trí quan trọng, nếu bạn của cậu muốn đến đây, trước tiên phải thông qua ban tổ chức trung ương. Thứ hai, việc này mặc dù tôi cũng không giúp được. Nếu như là cấp dưới một chút, thì có thể giúp được một chút, vị trí này là vị trí quan trọng. Phong Thanh Lục nhíu mày. Tôi hiểu. Vị trí này không khác gì ban tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính, mặc kệ là ở đâu thì người quản lý nhân sự đều là người quan trọng. Mà nhân vật số một cũng sẽ theo dõi sát sao. Dù sao nhân vật số một quyền lực lớn là thể hiện ở việc quản lý nhân sự. Diệp Phàm tỏ vẻ hiểu rõ. Cậu hiểu được là tốt, tuy nhiên, nếu có cơ hội thích hợp tôi sẽ sắp xếp để nói với Bộ trưởng một chút. Tuy nhiên, tiếng nói của tôi tác dụng không lớn. Dù sao, Tiểu Diệp, nói thật với cậu. Tôi cấp cuối cùng trong đảng ủy. Vừa mới lên cũng chỉ một năm đúng không? Việc này cần có thời gian. Phong Thanh Lục có ý là không phải không giúp mà là không thể giúp. Tôi hiểu chú Phong, tuy nhiên, bộ trưởng hiện tại không biết là ai. Diệp Phàm hỏi. Vẫn là bộ trưởng Lan Học Bân, có lẽ cậu biết ông ta. Phong Thanh Lục nói. Không có quen biết gì, tuy nhiên, Phượng Húc Quốc trước kia hình như là thứ trưởng không phải sao? Diệp Phàm nói đúng là cha của Phượng Khuynh Thành. Hiện tại ông ấy là thứ trưởng thường trực, là nhân vật số 2 của bộ. Hơn nữa gia thế của ông ấy mạnh, đảm nhiệm chức thứ trưởng cũng 4-5 năm rồi. Có lẽ Lan Học Bân về hưu ông ấy có thể đi lên. Trước kia Trấn Đào cũng là cậu giới thiệu cho nhà họ Phương, chứng tỏ quan hệ của cậu với nhà họ Phượng cũng không tệ lắm. Việc này, không chừng cậu có thể đi tranh thủ một chút. Ít nhất nếu thứ trưởng Phượng đồng ý lên tiếng. Tôi cũng đi nói một chút. Việc này nắm chắc 50%. Dù sao, tuổi tác của bộ trưởng cũng lớn, có lẽ không ngồi vị trí này lâu nữa. Trong lúc quan trọng này ông ấy vẫn rất quan tâm đến đề cử của Thứ trưởng Phượng. Vấn đề quan trọng là cậu phải nắm được Thứ trưởng Phượng mới được. Phong Thanh Lục nói. Chú Phong, nói thật, giao tình của cháu với nhà họ Phượng cũng không tốt, trước kia chỉ là do Phượng lão đế đập nước Thiên Thủy câu cá tình cờ gặp.
Mấy năm nay cháu ít qua lại nhà họ Phương, hơn nữa nhà họ Phượng biết cháu là con rể của nhà họ Kiều, có lẽ quan hệ này càng xa cách đi không ít. Gặp Phượng Húc Quốc nói chuyện, chắc chắn gần như kết quả bằng không. Tuy nhiên, dù thế nào cháu cũng sẽ thử một chút. Diệp Phàm nói. Chương 2468, lửa càng mạnh thì càng tốt. Bên chỗ ban tổ chức cán bộ chắc cậu vẫn có cách, dù sao cậu có quan hệ thân thiết với nhà họ Kiều, một vị trí vụ trưởng không phải là quá nặng. Bên này tôi chỉ có thể nói thế mà thôi. Phong Thanh Lục nói, khi trời chạng vạng Diệp Phàm cuối cùng cũng đã về đến Đồng Lĩnh. Đã đến giờ ăn cơm, Vương Long Đông đã đặt xong phòng riêng. Bao Nghị cũng bí mật về Đồng Lĩnh, trong phòng ngồi toàn là các thành viên trong tổ chức của Diệp Phàm ở Đồng Lĩnh. Ví dụ như Mễ Nguyệt, Ngọc Xuân Phong, Lã Tâm, Bao Nghị, Kiều Hà. Tình hình của thành phố thế nào Mễ Nguyệt? Diệp Phàm hỏi. Công trình cải tạo phố Tân Long đã đi vào giai đoạn cuối, mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Chẳng qua cục trưởng Bao đột nhiên bị rút đi, việc này thật là lạ. Không có cục trưởng Bao phối hợp, rất nhiên việc cũng không thể triển khai tốt được. Ninh Mãn thật là có chuyện tìm y thì y chối 7-8 lần, sau khi việc kết thúc mới xuất hiện. Hơn nữa, thường xuyên nhăn mặt, nói cái gì công an không phải là người làm việc vặt. Mễ Nguyệt nói, Ninh Mãn trước kia là người của Cao Thành, y hẳn là tìm được ông chủ mới. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Ừ. Ngọc Xuân Phong gật gạt đầu nói. Ninh Mãn không lựa chọn Khổng Đoan, ông chủ mới của y hình như là Sa Quân, có lẽ đây là âm mưu gì đó. Hẳn là không hợp với Khổng Đoan về việc trì Hạo Cường. Lão chỉ lần này lại không kiêm nhiệm chức cục trưởng công an thành phố, trong lòng chắc chắn khá bất mãn. Hơn nữa, Ninh Mãn cũng không phải là người của Khổng Đoan, lão chỉ bất mãn cuối cùng sẽ bộc phát. Cho nên, chúng ta có thể lợi dụng tâm lý này của lão chỉ một chút, khiến y cùng Ninh Mãn vật tay, chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Vương Long Đông nói, không cần thiết, Khổng Đoan sẽ khống chế lão chỉ để y không thể tức giận. Tuy nhiên, hai người muốn phóng hỏa cũng khó nói. Ninh Mãn tính tình khá thúi, hơn nữa, lần này y có thể đi lên, có lẽ Trần Húc và Hồ Quý Thiên đã ra tay mạnh mẽ. Hơn nữa, tôi cảm thấy phía sau việc này có người thao túng, không chỉ là Trần Húc mà là một người hoàn toàn khác. Diệp Phàm nói, là ai chứ? Lã Lâm xoa xoa đầu nói, mồi lửa lần này tôi cũng nghĩ không phải vì Đường Sở không. Bởi vì Đường Sở ngang nhiên đánh người ở cục công an bị tôi bắt. Nhà họ Đường tìm rất nhiều người đến xin hôi, cuối cùng đều bị tôi từ chối. Không có cách nào họ chơi thủ đoạn di hoa. Chuyển tôi đi, mà chỗ dựa của nhà họ Đường mọi người đều biết, hẳn là Khổng gia ở bộ xây dựng. Tuy nhiên, có việc tôi không hiểu, Khổng Đoan cũng là người nhà họ Khổng, nếu như nói là nhà họ Khổng đứng sau lưng thì cũng lạ. Tại sao nhà họ Khổng không đẩy Trì Hạo Cường lên mà lại để Ninh Mãn lên nắm quyền? Ninh Mãn có cái gì? Hơn nữa y vẫn là người của Cao Thành. Cao Thành đã ngã, Ninh Mãn chẳng qua là chó của nhà có tang thôi, so với bối cảnh lý lịch của Trì Hạo Cường hiển nhiên không bằng. Bao Nghị nói, Dương Tiêu của Sở Công an tỉnh thích Ninh Mãn, tuy nhiên, hiện tại thật sự phức tạp. Nhìn ngoài thì Ninh Mãn là do Hồ Quý Thiên và Trần Húc liên kết đẩy lên. Khổng Đoan có lẽ lúc trước cũng đã ra sức, cùi trỏ mà quải đùi, cuối cùng cũng phải chấp nhận. Nên Trần Húc và Hồ Quý Thiên đều là nghe lời nhà họ Khổng xong mới ra tay, như vậy thì chuyện này mới rõ ràng một chút. Ngay cả trong nhà họ Khổng cũng là một vòng luẩn quẩn. Ít nhất, thái độ của Trần Húc và Khổng Đoan không giống nhau. Tuy nhiên, Trần Húc và Hồ Quý Thiên liên kết chống lại Khổng Đoan. Để cho Khổng Đoan không thể không đồng ý để Ninh Mãn lên nhậm chức này. Mà Ninh Mãn làm thế nào để Trần Húc và Hồ Quý Thiên ra sức hỗ trợ cũng thật sự làm cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ Ninh Mãn có quan hệ không ai biết sao? Nếu không khó có thể giải thích chuyện kỳ lạ này. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, Ninh Mãn là người của Cao Thành và nhà họ Khổng cơ bản là không cùng chí hướng. Nếu như nói Ninh Mãn phục tùng nhà họ Khổng, là chuyện không thể nào. Bởi vì nhà họ Khổng căn bản không nhìn đến Ninh Mãn, cấp bậc chức vụ của y đều quá thấp, nhà họ Khổng tùy tiện bồi dưỡng một người khác mạnh hơn Ninh Mãn nhiều, cần gì phải nhận một người không quan trọng như thế này. Nếu nói là Cao Thành giúp đỡ thì càng không có khả năng. Cao Thành một mình lăn lộn còn đâu khả năng kéo theo Ninh Mãn. Người đứng sau Cao Thành cũng không có khả năng, Ninh Mãn căn bản không đủ phân lượng cho người ta giơ tay.
Vương Long Đông ngẫm nghĩ một chút nói. Có lẽ nhà họ Đường thích Ninh Mãn, mà nhà họ Đường và Khổng Đoan tuy nói đều là nhà họ Khổng nhưng nhà họ Đường cũng không liên quan đến Khổng Đoan. Dù sao lợi ích cũng không giống nhau. Bao Nghị nói. Có lý. Mễ Nguyệt gật đầu nói. Bí thư Diệp, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Đường Sở nhởn như ngoài vòng pháp luật sao? Đồ chó này hoàn toàn phải chịu hình phạt của pháp luật. Mọi thủ tục tôi đã đều làm xong, chẳng qua bị lão già bên kiểm sát thành phố lôi xuống. Nếu không đầu năm nay có thể làm cho Đường Sở ra tòa án. Không ngờ bọn họ dùng chiêu rút củi đáy nồi, chuyển tôi đi. Ninh Mãn vừa lên, chuyện gì y đều làm được. Đồ hỗn láo này, trong mắt căn bản không có pháp luật. Bao Nghị tức giận nói. Chứng cứ của Đường Sở cậu vẫn giữ chứ? Diệp Phàm hỏi Bao Nghị. Từ khi nhận được quyết định tôi biết bọn họ sẽ thả Đường Sở cho nên tôi đã mang chứng cứ đi và làm một phần chứng cứ giả để ở cục công an. Có lẽ cũng sẽ bị Ninh Mãn phá đi. Bao Nghị nói. Chỉ cần có chứng cứ chúng ta không sợ, việc này sẽ tính sổ cùng một lượt. Tuy nhiên, Ninh Mãn một khi đã như vậy thì phải kiên quyết bắt y. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Ninh Mãn có lẽ không được mấy ngày, tôi cũng sưu tập không ít chứng cứ. Vương Long Đông đột nhiên cười bí hiểm. Tôi thấy rồi, cũng đang bí mật xác minh. Tuy nhiên, nhân vật mấu chốt vẫn chưa tới. Một khi người đó trở về, chúng ta có thể ra tay. Bao Nghị nói. Có một vấn đề quan trọng khác, chỉ sợ Ninh Mãn ngã thì cục trưởng Bao chỉ sợ không về được. Có lẽ chức cục trưởng cục công an thành phố đổi người rồi. Chúng ta phải lựa chọn người này mới được. Vương Long Đông nói. Ừ, Bao Nghị trở về có rất nhiều lực cản, trên cơ bản là không thể nào. Ứng cử viên cho chức này nhất thời cũng khó có thể tìm được. Việc này nếu như có thể bắt cả Trì Hạo Cường thì tốt, đối với việc chọn phó giám đốc sở chúng ta dễ hơn một chút. Diệp Phàm nghĩ đến Vương Triều nói. Bí thư Diệp. Gần đây tôi nghe nói một việc không chừng chúng ta có thể dùng. Lúc này không thể tưởng tượng được người ít khi mở miệng Tư lệnh Viên Lã lại nói. Ừ, Tư lệnh Lã, nói nghe xem nào. Diệp Phàm cười. Ninh Mãn tuy nói mới nhậm chức vài ngày, nghe nói cùng bí thư đảng ủy công an thành phố Trì Hạo Cường đã từng đối đầu một lần rồi. Tư lệnh Lã cười nói. Vài ngày đã bắt đầu, không nhanh như vậy chứ. Kiều Hà không kìm nổi hỏi. Thật sự là nhanh như vậy. Tư lệnh Lã cười cười nhìn Kiều Hà một cái nói tiếp. Chuyện này có lẽ đội trưởng Bao cũng biết. Ừ. Bao Nghị gật đầu nói. Chơi đùa một lần rồi, chính là hôm trước có lẽ Trì Hạo Cường luôn ghen ghét cho nên trong lòng không thoải mái. Đúng lúc thành phố xảy ra một sự kiện, chẳng quan hai nhà hàng xóm vì nền nhà mà đánh Na Hu. Một nhà họ Vương một nhà họ Lý, cuối cùng nhà họ Lý báo cảnh sát. Tuy nhiên, vì Tết nên vẫn chưa giải quyết. Kết quả đám cảnh sát cũng kéo dài, nhìn ngoài là như vậy nhưng thật ra không phải là thế. Bởi vì nhà họ Vương có người làm lãnh đạo ở công an quận. Mà chuyện lần này thật ra nhà họ Vương không đúng, hơn nữa còn đánh bị thương người khác giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Nhà họ Vương có người làm ở cục công an tất nhiên là việc kéo dài rồi, mãi đến hôm qua mới cử hai cảnh sát đến giải quyết. Hơn nữa, người cảnh sát kia đến thể hiện sự thiên vị nhà họ Vương. Nhà họ Lý tất nhiên không phục, nên tìm đến Trì Hạo Cường. Hình như là họ hàng xa. Lúc đó Trì Hạo Cường giận tím mặt, tức giận đến cục công an thành phố, chất vấn Ninh Mãn trước mặt mọi người là quản lý cấp dưới như thế nào. Ninh Mãn giải thích là mình mới tiếp nhận cục công an, đang làm quen công việc, Trì Hạo Cường giận quá, chỉ trích Ninh Mãn là trước đây đã làm phó cục trưởng thường trực cục công an là ngồi gầm cầu có phải không? Ninh Mãn tức giận, nói mặc dù mình như thế cũng không ngồi gầm cầu nhiều như người khác. Việc này đương nhiên là ám chỉ Trì Hạo Cường có hư danh là chức bí thư đảng ủy công an không có quyền thực, ngay cả chức cục trưởng cũng không chiếm được. Việc này thật sự là đạp đúng đuôi của lão Trì, lão đập bàn chỉ vào Ninh Mãn quát lớn. Kết quả có lẽ là có người gọi điện thoại cho Khổng Đoan gọi điện thoại đến Trì Hạo Cường mới bỏ đi. Tuy nhiên, khi đi Trì Hạo Cường vẫn cố nói một câu. Làm cảnh sát phải có tố chất, giáo dục, phải chịu trách nhiệm đến cùng. Ninh Mãn cũng đáp lại. Xin cứ tự nhiên. Bao Nghị cười nói. Cơn tức của lão Trì đúng là càng ngày càng lớn. Ngọc Xuân Phong cười nói. Cơn tức của Ninh Mãn không nhỏ, tuy nhiên, xem ra hai người thật sự thành lửa và nước rồi. Diệp Phàm cũng nói. Hơn nữa, đêm qua còn xảy ra một việc,
Ninh Mãn không phải có một người em tên là Ninh Đông, mở một quán là Thuận Phong sao? Bên thành phố Trương Hà cũng khá kiêu ngạo, hơn nữa, kinh doanh lời không ít. Mà em vợ của chị Hạo Cường là Dương Trùng cũng kinh doanh ở Đồng Lĩnh. Chuyên buôn bán qua tay đất đai, tay không bắt giặc. Thường xuyên dẫn Hạo Cường đi làm việc, cục đất đai cũng biết mối quan hệ giữa y là Hạo Cường, cho nên cũng mắt nhắm mắt mở. Lần này Dương Trùng không ngờ kiếm quá rồi, đưa tay về phía thành phố Trương Hà. Hơn nữa, mảnh đất y nhắm không ngờ Ninh Đông cũng nhắm rồi, Ninh Đông định mở rộng cửa hàng kinh doanh ô tô của y. Cuối cùng, mâu thuẫn từ trước đến nay đêm qua đã bùng phát rồi. Hai đám người đánh đập nhau tàn nhẫn trong phòng hát, nghe nói nhiều người bị thương. Bởi vì lúc đó có một quân nhân của phân quân khu nhìn thấy, hôm nay nói chuyện phiếm đã nói với tôi. Tư lệnh Lã nói. Tư lệnh Lã có ý là lợi dụng mâu thuẫn giữa Ninh Đông và Dương Trùng để tăng thêm mâu thuẫn giữa Ninh Mãn và Trì Hạo Cường, sau đó chúng ta ra tay thuận tiện hơn. Diệp Phàm cười nói. Chương 2469, đâm ở đâu thì tốt. Đúng vậy. Tin rằng gây sức ép đến cuối hai bên đều có người đứng sau. Dương Trùng có Chỉ Hạo Cường mà Ninh Đông có Ninh Mãn, làm cho bọn họ tức giận vào phút cuối là tốt nhất. Bao Nghị hừ nói. Các cậu nói Dương Sung làm việc có liên quan đến Chỉ Hạo Cường. Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Đúng rồi, hay là có liên quan đến Chỉ Hạo Cường. Vậy chúng ta sẽ cùng bắt được hai con cá lớn, rõ ràng đến điểm quan trọng tận diệt hai người bọn họ. Vừa đánh Khổng Đoan vừa đánh Trần Húc, hơn nữa, còn muốn đánh bọn họ ngã hết. Cho đến lúc này, Bí Thư Diệp có người để giới thiệu, bọn họ nhất thời cũng đành trơ mắt nhìn đồng chí của chúng ta thăng chức thôi. Bao Nghị bừng tỉnh vỗ vỗ đầu. Đúng rồi, Chủ tịch Ngọc Hồng Cốc hiện giờ thế nào? Diệp Phàm hỏi. Vừa năm mới bọn họ mới bắt đầu, mùng 8 tôi có xuống đó, bọn họ thật sự là nhiệt tình, tôi thật sự cảm động. Bọn họ không ngờ mới đầu năm nghe nói tháng 3 bắt đầu, Tam Thúc Công và Hiệu trưởng Mã dẫn đầu đã lựa chọn một lực lượng lao động khỏe mạnh, bọn họ dựng trại ngủ ven đường để đào đường. Nói là bọn họ không có thuốc nổ chỉ có thể dùng sức người làm từng ít một để sau này thuận tiện cho việc xây dựng đường hơn. Ngọc Xuân Phong rất cảm động nói. Miệng cống đã đóng chưa? Diệp Phàm hỏi. Trạm phát điện Hồng Cốc cũng rất nhiệt tình, sắp hết năm đã dùng tiền công gấp 3 để mời lao động đến làm việc. Ngay trong Tết đã dọn sạch những tảng đất đá lở xuống sửa chữa xong quốc lộ. Trạm trưởng trạm phát điện cũng không nghỉ Tết, tất nhiên còn đang ở công trường giám sát đẩy nhanh tiến độ. Hai ngày trước quốc lộ đã được bọn họ dọn sạch, nghe nói nước từ cống đã đến Đồng Lĩnh rồi. Có lẽ không đầy 10 ngày có thể nạp lại. Hơn nữa, nước của suối này xả hơn 10 ngày đã đến đáy đập rồi. Sau đó bọn họ đã xả hoàn toàn nước, có lẽ sát miệng cống rồi. Ngọc Xuân Phong nhíu mày nói. Nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Dân chúng Hồng Cốc trại năm nay rất vui mừng, chỉ sợ hơn 10 ngày nữa không có nước lại rối lên. Ôi, đây không phải là cách, phải giải quyết hoàn toàn vấn đề này mới được. Giải quyết hết, căn bản cũng không thể nào làm được. Anh thấy không, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thắng quản lý trạm phát điện Hồng Cốc rõ ràng là đã đấu với Diệp Phàm. Núi này có thể lở đất rồi. Người bình thường cũng sẽ sửa sang khi đang Tết, cũng không phải việc quân sự mà vội vã như vậy. Hơn nữa, trạm phát điện Hồng Cốc đã ngừng sản xuất vì lý do an toàn rồi, làm đường vội như vậy không phải là vì đóng miệng cống giữ nước phát điện sao? Nhưng nước giữ lại không thể phát được điện, vậy giữ nước làm gì? Chẳng lẽ là bày cho đẹp, giữ không được vẫn phải xả đi. Gấp 3 lần tiền công, Tổng Giám Đốc Liễu là người nhiều tiền, đây là y đối đầu với Bí Thư Diệp. Người ta có tài sản mấy trăm triệu, tiền không lo, chỉ là thể diện. Bao Nghị hừ nói. Ừ, hình như là như vậy. Nếu không, chắc chắn không thể tốn nhiều tiền như vậy mà uống phí. Việc này thật khó khăn, 10 ngày sau phải cắt nước rồi. Tuy nhiên, trạm thủy điện phía dưới không thể chạy, nước dùng không hết, nếu đầy quá thì không phải sẽ phải xả vào Cốc Khê hay sao? Mễ Nguyệt nghi ngờ. Chưa chắc, tôi điều tra rồi, bọn họ rất thâm hiểm. Bao Nghị lắc lắc đầu. Thâm hiểm như thế nào? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Bọn họ mở một lỗ hổng bên chỗ kênh Hoa Tiêu, có lẽ dùng để xả nước khi đập chứa nước đầy. Đến lúc đó nước này không đổ ra Cốc Khê, trực tiếp đổ xuống hạ lưu sông Tắc Hà, nước này rõ ràng lãng phí hết không để cho dân Hồng Cốc trại dùng. Con mẹ nó, không ngờ thâm độc đến như vậy. Bao Nghị nói.
Liễu Tây Hà muốn đấu với tôi, vậy là tốt rồi, cứ đấu một phen. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đặt mạnh chén trà trên bàn hỏi. Bao Nghị, điều tra được khá nhiều manh mối hữu dụng, tuy nhiên, trong quá trình điều tra tôi phải hiện một số việc ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, cũng không phải có âm mưu lớn như tưởng tượng của chúng ta, dường như là lãnh đạo cấu kết với các đơn vị kinh doanh. Việc này, đương nhiên là có vấn đề trong đó, tuy nhiên, vấn đề không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng. Hả, nói nghe một chút xem. Diệp Phàm hơi sững sờ, trong lòng có chút buồn bực, nếu chuyện kinh doanh của trạm phát điện không có mưu mẹo lớn trong đó thì làm sao nắm được Liễu Tây Hà, làm sao để trả lời cho dân Hồng Cốc Trại. Chuyện này khá lớn, mà Diệp Phàm mất đi Thượng Phương Bảo Kiếm để giữ thăng bằng đối với đối thủ. Nguyên nhân trong đó khá phức tạp, qua điều tra, trạm phát điện Hồng Cốc xây dựng mất 5,8 triệu, ngoài bán đấu giá nhà máy dệt được 1 triệu, những khoản khác đều lấy từ tài chính của huyện hoặc là vay ngân hàng. Đến năm 2000 bán cho tập đoàn Vạn Thắng còn có 2 triệu vay ngân hàng chưa trả. Bao Nghị nói, trạm phát điện không có lợi nhuận sao? Sao đã 5 năm còn chưa trả hết nợ? Diệp Phàm hừ nói, khi xây dựng trạm phát điện vay 3 triệu, 5 năm trả 1 triệu. Đây là tiền vay, thực ra 1 triệu này căn bản cũng không phải tiền mà trạm phát điện Hồng Cốc kiếm được. Lúc đó cũng không hiểu sao lại như vậy, từ khi xây dựng trạm phát điện, nhìn ngoài thì cũng có vẻ như kiếm được tiền. Lúc mới bắt đầu lợi nhuận 1 năm có lẽ hơn 10 triệu. Tuy nhiên, vì trạm phát điện nhét vào rất nhiều nhân viên, việc làm ít. Một trạm phát điện nhỏ có 5-600 công nhân viên chức. Tiền lương 1 năm cũng 7-800 nghìn. Hơn nữa lúc ấy huyện giải quyết các công ty, vui chơi là phần lớn. Chỉ cần có lãnh đạo đến trạm phát điện đều được uống rượu và khiêu vũ. Không cần nói lãnh đạo, ngay cả cán bộ thôn mà trạm phát điện đóng cũng có thể đến trạm phát điện làm khách để ăn cơm. Cho nên, ăn uống cũng tốn kém. Số tiền 10 triệu không thể đủ. Hàng năm huyện còn cấp thêm 2 triệu, ngoài 4 triệu cấp cho trạm hàng năm. Nói là trợ cấp thất nghiệp cho công nhân viên chức. Trạm phát điện hàng năm trả 2 triệu tiền vay cho ngân hàng. Đương nhiên lợi tức cũng do trạm phát điện ra. Cứ tính như vậy, trong 5 năm, trạm phát điện Hồng Cốc chẳng những không trả được tiền vay mà hàng năm Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Lĩnh phải cấp thêm 4 triệu. Bao Nghị nói đến đây không kìm nổi đập bàn mắng. Bọn này thật hỗn láo. Đúng là quân khốn khiếp, coi tiền của nhà nước như tiền của mình. Lã Lâm cũng mắng. Cho nên, bán trạm phát điện năm 2000 cũng là vì trạm phát điện đã trở thành cái bao của huyện Hồng Cốc. Hàng năm huyện đều phải cấp mấy trăm nghìn, nếu bàn đi ngược lại có thể giảm bớt gánh nặng cho Ủy ban Nhân dân. Khi bán trạm phát điện cho tập đoàn Vạn Thắng giá tiền thực tế là 46 triệu. Ngoài ra còn nhờ tập đoàn Vạn Thắng trả số tiền 20 triệu vay ngân hàng. Kết toán như vậy, tập đoàn Vạn Thắng trên thực tế là bỏ ra gần 7 triệu mới mua được trạm phát điện Hồng Cốc. Hơn nữa còn phải nhận vào 100 công nhân viên chức của trạm phát điện. Bao Nghị nói, ngay cả 70 triệu thì trạm phát điện Hồng Cốc cũng không chỉ dừng ở giá này. Vương Long Đông hỏi, đương nhiên là vậy, về việc này tôi có hỏi qua một số chuyên gia ở tỉnh. Thông qua tổng hợp các số liệu mà tôi đã cung cấp, các chuyên gia đã đưa ra định giá của trạm phát điện vào năm 2005 ít nhất có thể mua 1 tỷ 100 triệu, các chuyên gia nói đây vẫn là con số khiêm tốn. Dù sao số liệu mà tôi cung cấp không hoàn toàn chính xác, chỉ giới hạn trong các số liệu mà tôi bí mật điều tra được. Bao Nghị nói, vậy theo 1 tỷ 100 triệu mà nói trong chuyện này cũng có được 40 triệu chênh lệch. Kiều Hà không kìm nổi hỏi. 40 triệu này chính là chỗ mở ám, có lẽ cùng là lý do mà Bí thư huyện ủy Trịnh Mãn, Chủ tịch huyện Thường Thanh, Cục trưởng Cục Điện lực Dương Lý thăng chức. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Bí thư Diệp, việc này quan trọng là mấy người Trịnh Mãn muốn làm với Liễu Tây Hà. Trong việc này chắc chắn có người trung gia, người này là ai? Nếu như nói không có người đứng giữa chắc chắn là không thể. Chỉ với một mình Liễu Tây Hà không thể đẩy cả ba người lên. Vương Long Đông nói. Sau khi cơm nước xong Bao Nghị cùng Vương Long Đông đến nhà Diệp Phàm. Có thể bắt mấy người Trịnh Mãn không? Diệp Phàm hỏi. Có thể bắt, tuy nhiên, tôi cảm thấy, việc này có phải là nên tiến hành bí mật không? Một khi tìm ra mưu mẹo của ba người là có thể ép Liễu Tây Hà rồi. Bao Nghị nói. Hơn nữa, hiện tại Ninh Mãn đang đứng về phía nhà họ Đường, nếu do Cục Công an thành phố ra mặt có lẽ việc này không xong.
Không cần, nếu bọn họ chuyển cậu đến sở công an tỉnh, hiện tại cậu đường đường là phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát hình sự. Chuyện này nếu xảy ra ở Đồng Lĩnh, cục công an Đồng Lĩnh ra mặt có vẻ không khách quan. Do sở công an tỉnh điều tra là hoàn toàn bình thường. Còn làm thế nào các cậu sửa một chút là được, tuy nhiên, hình như không thỏa đáng. Cậu là phó trung đoàn trưởng trung đoàn hình sự, vụ án này hình như thuộc phạm chủ án kinh tế. Diệp Phàm nói. Không sai, hẳn là trung đoàn cảnh sát kinh tế và ủy ban kỷ luật. Mà trung đoàn cảnh sát kinh tế là do phó giám đốc Dương Tiêu phụ trách. Ông ấy là chỗ dựa vững chắc của Ninh Mãn, lần trước đã phát sinh tranh chấp với anh vì chuyện của Ninh Mãn, muốn y ra mặt để trung đoàn cảnh sát kinh tế điều tra tuyệt đối là không thể nào. Có lẽ càng muốn làm hỏng việc. Việc này tôi đã nghĩ đến từ trước rồi. Thật sự là khá khó giải quyết. Nếu tôi ở Đồng Lĩnh đương nhiên là dễ làm rồi, tôi tự ra mặt là được. Với thân phận của tôi bây giờ muốn làm không thể nào thích hợp. Bao Nghị vẻ mặt khó coi nói. Sở công an tỉnh không thể thực hiện được, hay là tìm cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tỉnh thì thế nào? Vương Long Đông hỏi. Việc này tôi cũng đã hỏi thăm qua, tuy nhiên, không có bất kỳ mối quan hệ nào. Hơn nữa Hồ Quý Thiên nhiều năm làm lãnh đạo ở Sở Công an tỉnh như vậy quan hệ rất thân thiết với Viện Kiểm sát tỉnh. Sợ là bọn họ sẽ có được tin tức, khi vụ án này còn chưa bắt đầu thì người ta đã xóa hết chứng cứ. Chúng ta mất công không rồi. Bao Nghị nói. Người phụ trách Viện Kiểm sát tỉnh là ai? Cục chống tham nhũng do ai phụ trách? Diệp Phàm hỏi. Chương 2470, trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh đến làm gì? Vu Phong là một thế lực, Trương Đông Quốc là chủ tịch ban phòng chống tham nhũng, và cũng là phó kiểm sát trưởng. Nhưng Ô Lượng lại là phó kiểm sát trưởng thứ nhất. Nhân vật thứ hai trong Viện Kiểm sát có quan hệ thân thiết với Trần Húc. Vì vậy nếu như muốn Viện Kiểm sát ra tay, tức phải lách qua Ô Lượng mới được. Chỉ có điều nếu làm như thế thì Vu Phong nhất định sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, không chừng sẽ khó thuyết phục được kiểm sát trưởng Vu và Trương Đông Quốc. Dù sao, phó kiểm sát trưởng Trương đã nhúng tay vào tức là đã có nguy cơ đắc tội với Ô Lượng. Hơn nữa, nếu như cả Ô Lượng cũng phải lách qua thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tới phạm vi liên lụy của vụ án này là tương đối lớn. Một khi điều tra ra có liên quan đến nhà họ Khổng thì có thể phải dừng lại. Cho nên cần phải tìm ra người dám điều tra mới được. Bằng không, chúng ta cũng phí công thôi. Bao Nghị nói. Quan hệ của nhà họ Khổng ở Tấn Lĩnh rất rộng rãi, chỉ sợ cả tỉnh Tấn Lĩnh cũng không có người nào dám động vào tổ ong vò vẽ này. Ngọc Xuân Phong nói. Hừ, chỉ cần có liên quan đến bọn họ, người khác không dám làm nhưng Diệp Phàm tôi đây sẽ làm. Diệp Phàm hừ một tiếng lạnh lùng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm cho triệu tập hội nghị thường vụ. Tất cả mọi người nghe báo cáo công tác trên tất cả các mặt, cũng nắm được tình hình thực tiễn của mấy dự án lớn của thành phố Đồng Lĩnh trong năm nay. Bí thư Diệp, các công việc trong giai đoạn đầu của dự án phát nhiệt điện bên thành phố Trương Hà đều đã hoàn thành tương đối rồi. Không biết đến khi nào thì Tổng Giám đốc Kiều có thể đưa người đến một chuyến. Khổng Đoan hỏi, xem ra vị này vì thành tích mà đã nóng lòng lắm rồi. Đúng. Việc này không nên chậm trễ, chỉ là sợ nảy sinh ra biến cố, nếu có biến cố gì thì số tiền hơn 20 triệu mà chúng ta đầu tư vào giai đoạn đầu này sẽ trôi đi mất. Hiện Vương Long Đông cùng thực hiện dự án với Khổng Đoan nên cũng hỏi vậy. Tất cả yêu cầu đều đã làm tốt hết rồi phải không? Diệp Phàm hỏi. Vẫn chưa làm xong hoàn toàn, suy cho cùng cũng là do thời gian gấp quá. Giống như đổ xi măng không thể làm trong chốc nhát được. Ví dụ như còn lắp đặt hệ thống dẫn nước, có thể phải cần đến nửa tháng nữa. Vương Long Đông nói. Đồng chí Long Đông, đồng chí là người thi hành dự án này, nên đồng chí phải xúc tiến công trình này, nếu làm lỡ thời gian mà đoàn khảo sát đến thì không ai gánh vác nổi trách nhiệm này đâu. Thế này nhé, phía tài chính của tỉnh sẽ bỏ ra 5 triệu để mướn thêm công nhân làm K3. Đương nhiên, trong quá trình đẩy nhanh tiến độ cũng không được coi nhẹ việc đảm bảo chất lượng được. Anh nhất định phải để mắt tới việc đó, thế này đi, để tiện triển khai công việc, tôi quyết định điều đồng chí La Phong sang hỗ trợ anh triển khai công việc. Khổng Đoan nói. Diệp Phàm đương nhiên hiểu ông ta không phải là có lòng tốt bình thường. Đơn giản là điều La Phong đến để cùng giành thành quả thắng lợi với Vương Long Đông mà thôi. Đến lúc đó có thể dự định của Khổng Đoan là chiếm không thành quả của Vương Long Đông, cướp về tay mình cả dự án phát nhiệt điện đó. Đến lúc đó,
cũng sẽ thuận lợi mà làm hơn. Nếu không Vương Long Đông đang làm việc cụ thể, Khổng Đoan hiểu chính bản thân ông ta không thể sai khiến nổi Vương Long Đông. Anh ta là người của Diệp Phàm, làm việc gì cũng sẽ bị cản trở. Huống chi thành quả thắng lợi đó sẽ có người không thoải mái. Ha ha, chỉ là việc nhỏ của giai đoạn đầu. Có Vương Long Đông là đủ rồi, huống chi dự án này còn có đồng chí Kiều Hà trợ giúp liên hệ với Tổng Giám đốc Kiều. Nếu như lại điều thêm đồng chí La Phong nữa thì thật lãng phí. Thành phố ta còn nhiều việc phải giải quyết, không thể để nhân lực lãng phí như vậy được. Tuy nhiên tôi muốn hỏi đồng chí Vân Lý, dự án đường lo đến đâu rồi? Diệp Phàm cười vậy chứng tỏ đã bác bỏ ý kiến của Khổng Đoan đi khiến cho ông ta rất buồn bực. Nhưng Diệp Phàm nói rất có lý, nhất thời Khổng Đoan không nghĩ ra biện pháp nào để phản bác lại. Đành phải chấp nhận quyết định của Diệp Phàm mà thôi. Việc này, tôi đang lo. Tết tôi có đi gặp bên đầu tư lớn nhất của đường cao tốc Kinh Ngân, đó là Tống Hương Quân chủ tịch tập đoàn Thần Lộ. Nói thật, để gặp được cô ta tôi phải chạy gãy cả chân. Cuối cùng người ta cũng cho tôi gặp được 10 phút. Ban đầu cô ta còn nghe tôi nói. Sau đó thì nhìn đồng hồ, tôi biết mới nói được 6 phút. Thời gian còn lại không nhiều nên tôi đành phải nói ngay đến đề xuất của chúng ta. Ai ngờ cô ta chẳng phải suy nghĩ, ngay lập tức bác bỏ ý kiến của tôi. Tôi định tiếp tục giải thích, ai ngờ cô ta vốn không muốn nghe giải thích, nói là trong quy hoạch đường cao tốc Kinh Ngân không thông qua kế hoạch của thành phố Đồng Lĩnh. Huống chi muốn quẹo vào, tập đoàn Thần Lộ không muốn phung phí vài trăm triệu vô ích. Và nói rằng tôi đừng tìm gặp cô ta nữa, cô ta không có thời gian gặp tôi. Tất Phân Lý có chút tức giận khi nói lại sự việc. Người phụ nữ này thật ghê gớm. Chỉ Hạo Cường hừ một tiếng lạnh lùng. Biết làm sao được. Người ta có tiền mà, tiền là trên hết, những người đàn ông không có tiền như chúng ta thật là đáng thương. Tốt xấu gì thì Tất Phân Lý tôi cũng là phó chủ tịch thành phố Đồng Lĩnh, là một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Mà lại như một thuộc hạ khi gặp cô ta. Tất Phân Lý cuống quýt lên, đến cả những lời này cũng nói ra được. Thế lực tập đoàn Thần Lộ rốt cuộc như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Thực lực rất hùng hậu, nghe nói là do Tống Thị nắm cổ phần. Mà nghe nói tài sản riêng của Tống Thị có tới gần 2 tỷ. Tống Hương Quân cũng được coi là trăm triệu phú rồi. Năm nay cô này chưa đến 30 tuổi, 3 năm trước tốt nghiệp Đại học Harvard Mỹ, sau về làm việc tại công ty của cha cô ta. Chỉ vẻn vẹn 3 năm, cô ta đã làm việc độc lập, đảm nhiệm chức chủ tịch trong tập đoàn Thần Lộ của Tống Thị, cũng coi như thuận lợi thăng quan tiến chức rồi. Với những đặc điểm không tầm thường như vậy, chẳng trách mà cô ta lại kiêu ngạo như vậy. Người ta có cả mớ tiền lớn thế mà. Chưa đến 30 tuổi mà có cả hàng tỷ trong tập đoàn Thần Lộ. Đúng là người phụ nữ này không hề đơn giản, có thể coi là nhân tài. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Vân Lý, Tết anh đi gặp cô ấy, mùng 8 Tết đi làm anh có đi tìm gặp lại cô ấy không? Chúng ta phải kiên trì, không ngại mất mặt, chỉ cần có thể làm được việc, dày mặt một chút là được rồi. Khổng Đoan nói. Đương nhiên Khổng Đoan không phải thành tâm quan tâm tới Tất Phân Lý cũng hiểu dự án cao tốc có liên quan đến dự án phát nhiệt điện, trên thực tế là Khổng Đoan lo đến dự án của riêng mình. Nếu đường cao tốc đúng là đi qua Đồng Lĩnh, và mở ra một lỗ hổng ở thành phố Trương Hà, như vậy sẽ thuận lợi để dự án phát nhiệt điện tại thành phố Trương Hà. Tôi cũng đã đi 2 lần nữa rồi nhưng đều không gặp cô ta. Toàn gặp những giám đốc không có tác dụng gì cả. Ngay cả các phó tổng giám đốc tập đoàn Thần Lộ cũng không gặp được. Việc này tôi thật không còn cách nào nữa, hy vọng Bí Thư Diệp và Chủ tịch Khổng nghĩ cách giúp tôi. Nếu không tôi nghĩ dự án này sẽ không thành được. Tất Phân Lý nói những lời này có vẻ buồn rầu. Đừng nghĩ như vậy anh Tất, lấy lại tinh thần đi. Chưa tới thời điểm không thể tiếp tục, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết là được. Khổng Đoan như động viên tinh thần Tất Phân Lý. Đúng thế đấy Chủ tịch Tất. Chỉ là một người đàn bà, lẽ nào chúng ta lại không gặp được cô ta sao? Chị Hạo Cường có vẻ hơi khoa trương. Anh cứ thử xem, nếu như anh có thể giúp tôi gặp được cô ta thì tôi sẽ mời anh 3 lần đi uống rượu. Bằng không, những lời châm chọc thì có ai mà không nói được. Tất Phân Lý cảm thấy chị Hạo Cường có vẻ coi thường. Vốn rất buồn, cảm giác rất mất mặt, vì thế mà ông ấy không nhẫn nhịn được. Nói ra những lời này có vẻ như khiêu khích rồi. Châm chọc, Chủ tịch Tất à, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Chị Hạo Cường lặng người, khuôn mặt có vẻ khó coi.
biết anh muốn tốt cho tôi. Thế anh đi thử xem. Nếu như thành công tôi sẽ gọi anh một tiếng anh Cường. Tất Phân Lý ậm ờ nói. Vậy được, hai từ anh Cường, tôi phải thử làm xem. Chỉ Hạo Cường cũng có chút tức giận, giọng điệu cũng không tự chủ được. Được rồi, được rồi. Hai người đều là ủy viên thành ủy, đều là vì xây dựng Đồng Lĩnh đúng không? Việc chính vẫn là cùng hợp sức cho dự án này. Đương nhiên không thể bảo đảm được việc gì, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thôi. Khổng Đoan nhanh chóng giảng hòa, nếu không hai người châm chọc nhau không phải là khiến cho Diệp Phàm đây cười chê sao? Ha ha, anh Cường, cái tên thật uy phong. Vương Long Đông cười xen vào, Khổng Đoan ném cái nhìn vào Vương Long Đông, có vẻ tức giận như muốn cho Vương Long Đông một trận. Cậu định làm loạn thêm hả? Đúng là uy phong mà, tôi sẽ chờ để gọi. Tất Phân Lý cuối cùng cũng không kìm nổi, trợn mắt nhìn Chỉ Hạo Cường nói. Ha ha, tôi rất thích nghe. Chỉ Hạo Cường cũng đáp lại một câu. Ha ha ha, hai đồng chí đều rất nhiệt tình vì công việc như vậy là rất tốt, đáng được khen. Nhưng nhất định phải chú ý đến tình cảm, không được cho tình cảm vào lẫn với công việc. Đương nhiên, tôi hy vọng hai người đều có thể mã đáo thành công. Tất cả đều vì xây dựng Đồng Lĩnh mà. Có thể nắm được dự án cao tốc, Diệp Phàm tôi đây sẽ bày tiệc chúc mừng hai đồng chí. Diệp Phàm cười nói, sắc mặt Khổng Đoan suýt chuyển sang đen. Diệp Phàm anh nói phải chú ý tình cảm, nhưng đằng sau lời nói là kích động Tất Phân Lý và Chỉ Hạo Cường. Còn mã đáo thành công. Không phải là bắt hai người đó đi làm sao? Đến lúc thành công thì Tất Phân Lý không phải là mất mặt sao? Còn nếu không thành thì Chỉ Hạo Cường mất mặt, cho dù là thành công hay không thành công thì anh ngư ông Diệp Phàm cũng rất thoải mái. Chiều đến, Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Thôi Dương dẫn một vài nhân viên tỉnh tới. Họ đến làm gì, đám người Khổng Đoan không hiểu ra sao? Việc này chỉ có Diệp Phàm hiểu. Diệp Phàm và Khổng Đoan đều có mặt trong một phòng họp. Bí thư Diệp, tổ phụ trách dự án phát nhiệt điện của thành phố Đồng Lĩnh các anh do đồng chí nào phụ trách vậy? Trưởng ban thư ký Thôi hỏi. Thông qua quyết định tập thể của hội nghị thường vụ thành ủy, bổ nhiệm đồng chí Khổng Đoan nhận nhiệm vụ chỉ huy, đồng chí Vương Long Đông đảm nhiệm công tác thực tế. Và đồng chí Kiều Hà trợ giúp đồng chí Vương Long Đông làm công tác liên hệ chuyên môn và sắp xếp công việc. Diệp Phàm nói. Nếu là đồng chí Khổng Đoan phụ trách thì xin mời đồng chí Khổng Đoan báo cáo cho tổ chỉ đạo chúng tôi biết tình hình chuẩn bị giai đoạn đầu của công trình phát nhiệt điện Ngưu Gia của thành phố Trương Hà. Trưởng ban thư ký Thôi liếc mắt nhìn Khổng Đoan nói. Quái lạ, dự án này thì có liên quan gì đến tỉnh, lại còn có một tổ chỉ đạo đến nữa, có ý gì đây? Khổng Đoan lẩm bẩm trong lòng, nhưng cũng phải gật đầu nói về tình hình chuẩn bị có liên quan. Được, chuẩn bị cũng không tệ. Trưởng ban thư ký Thôi gật gật đầu, nói. Tuy nhiên, phương diện giải phóng mặt bằng thời kỳ trước các anh làm rất tốt. Chính là bước đầu tư còn chậm. Cho đến hiện tại, các anh vẫn chưa đưa ra được kế hoạch đầu tư hợp lý, chu toàn. Ví dụ như tìm đối tác hợp tác, tôi muốn hỏi chủ tịch Khổng, các anh đã tìm được đối tác chưa? Tuy rằng hiện tổ khảo sát tập đoàn điện lực Viễn Đông vẫn chưa đến. Nhưng các anh cũng phải tìm lấy mấy đối tác có ý muốn đầu tư hợp tác mới được. Nếu không đến lúc lãnh đạo tập đoàn Viễn Đông đến hỏi các anh đã có đối tác không, anh không trả lời được thì sẽ làm hỏng dự án này. Thôi Dương không chút khách khí chỉ ra những khiếm khuyết đó. Chương 2471, vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Nói đến đây Thôi Dương dừng lại nhấp một ngụm trà, rồi ngay lập tức lại chỉ vào mấy người mà ông ta đưa đến cùng, nói. Chủ tịch Khổng, mấy vị này đều là chuyên gia trong ngành nhiệt điện. Do Chủ tịch Điền đích thân chỉ thị chọn lựa ra cán bộ chuyên môn đến Đồng Lĩnh để giúp đỡ các anh trong công tác chuẩn bị. Bắt đầu từ ngày mai mấy chuyên gia này sẽ tiến hành khảo sát toàn diện tình hình chuẩn bị của dự án. Hy vọng các anh sẽ phối hợp tốt với các chuyên gia để làm tốt công tác đó, thực hiện được một hạng mục nhiệt điện tốt. Vì vậy mà tỉnh rất coi trọng việc này. Đích thân Chủ tịch Điền đã thành lập ra tổ chỉ đạo. Nhưng hôm nay Chủ tịch Điền không có thời gian nên gọi tôi đến. Có thể mấy ngày nữa Chủ tịch Điền sẽ đến thăm. Khi đã hoàn thiện thì bên này sẽ liên lạc với tập đoàn Viễn Đông, mời họ đến khảo sát. Các đồng chí, trên tỉnh coi trọng dự án này như vậy, chúng ta cũng hao tổn nhiều cả về nhân lực lẫn vật lực. Cho nên chúng ta cần phải làm tốt, nếu không chúng ta sẽ không có cách nào giải thích cho Chủ tịch Điền hiểu được, không có cách nào nói với tỉnh được.
hy vọng các đồng chí cũng phải quan tâm, thận trọng với dự án này. Cuối cùng Khổng Đoan cũng đã nghe rõ, thì ra trên tỉnh cũng tham gia vào dự án nhà máy nhiệt điện này. Mà lại là đồng chí phó chủ tịch thường trực tỉnh đích thân chỉ đạo chứ. Và Thôi Dương chính là phó trưởng ban thư ký giúp cho Điền Sơ Nhất triển khai công việc. Thực ra ông ta là người phát ngôn của Điền Sơ Nhất. Khổng Đoan mờ ám liếc mắt nhìn Diệp Phàm, ông ta nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa muốn tiến lên cắn cho Diệp Phàm một nhát. Lúc này ông ấy cũng đã hiểu bị Diệp Phàm đùa bỡn. Hiểu được tại sao Diệp Phàm không tự mình phụ trách dự án này mà lại quàng vào ông. Có lẽ hắn ta đã biết được dự tính này của Chủ tịch Điền. Cứ như vậy tiểu đội chuẩn bị của thành phố sẽ làm chút công việc cụ thể. Còn tổ chỉ đạo lại thuộc trên tỉnh. Và sau khi dự án đi vào hoạt động thì trên tỉnh sẽ thắng lợi lớn, chứ thành phố chỉ được phần nhỏ như bát canh mà thôi. Khổng Đoan đã hối hận chỉ muốn đâm đầu vào tường, vốn nghĩ muốn có kết cục tốt nên đã nhường lại dự án Hồng Cốc Trại cho Ngọc Xuân Phong, ai ngờ được hậu quả lại như thế này. Trưởng ban thư ký Thôi, thực ra chúng tôi đã sớm biết trên tỉnh sẽ xuống chỉ đạo chúng tôi. Chỉ có điều mãi vẫn chưa thấy các anh xuống, chắc các anh bận lắm. Vì vậy, buộc lòng chúng tôi phải tự xoay sở thôi. Nếu như có điều gì còn thiếu sót xin các chuyên gia trên tỉnh chỉ bảo, chúng tôi sẽ sửa đổi. Và mặc dù tôi là người chịu trách nhiệm nhưng công việc của thành phố cũng còn rất nhiều. Nên ngay từ việc đầu tư cho dự án Ngưu Gia cũng đều do đồng chí Vương Long Đông đích thân giám sát. Vì thế, muốn tìm hiểu tình hình thực tế xin hãy hỏi đồng chí Vương Long Đông. Nếu như phải sửa đổi gì xin các chuyên gia nói cho đồng chí ấy biết. Nếu như cần Khổng Đoan tôi cùng phối hợp, tôi luôn sẵn sàng, xin đừng khách sáo. Khổng Đoan nói câu này có vẻ không thoải mái lắm, và dường như có vẻ chỉ trích Thôi Dương đã đến hơi muộn chút. Đồng thời đã đẩy Vương Long Đông lên, ý của Khổng Đoan ai cũng hiểu, nếu có xảy ra điều gì thì cứ bổ hết vào đầu Vương Long Đông. Đến lúc có được thành quả thì Khổng Đoan đây cũng chỉ dính vào tí thôi. Ha ha, đồng chí Khổng Đoan, có thể là đồng chí đã hiểu nhầm gì đó. Tổ chỉ đạo của chúng tôi đến là trợ giúp cho các anh chỉ đạo công tác chuẩn bị, chứ anh đừng nghĩ chúng tôi sẽ làm chủ đạo ở đây. Chủ tịch Điền có dặn dò, việc gì cũng phải để thành phố đồng lĩnh làm chủ. Còn tổ chỉ đạo của chúng tôi chỉ là điều mấy chuyên gia hiểu biết về các thiết bị phần cứng trong ngành nhiệt điện đến tiến hành chỉ đạo. Còn riêng về việc tìm đối tác thì các anh phải làm việc đó. Tóm lại một câu là chúng tôi đến để giúp đồng chí Khổng Đoan triển khai công việc. Và quân chủ lực vẫn là các anh. Vì vậy tôi hy vọng Chủ tịch Khổng có thể luôn luôn quan tâm chú ý đến dự án này. Không ngờ được Thôi Dương lại đột nhiên cười nói như vậy. Sao có thể như vậy được chứ thưa đồng chí trưởng ban thư ký? Các anh là lãnh đạo trên tỉnh, đương nhiên phải nhờ các anh làm chủ rồi. Chính quyền thành phố đồng lĩnh chúng tôi sẽ dốc hết sức phối hợp cùng các chuyên gia trên tỉnh để làm tốt công tác này. Khổng Đoan nhanh chóng đáp lại, Diệp Phàm trong lòng dường như đã hiểu ý tứ Khổng Đoan, vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chủ tịch Điền đích thân chỉ thị, yêu cầu các đồng chí ở đồng lĩnh phải nắm chặt được dự án này. Hơn nữa Bí Thư La và Chủ tịch Tề cũng đang quan tâm đến dự án này. Nếu như nắm trong tay hạng mục này sẽ là một sự kiện trọng đại trong năm nay của tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta. Nó có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế của đồng lĩnh. Các đồng chí nhất định phải nhanh chóng, tích cực suy nghĩ sáng tạo, tìm mọi cách để vốn của tập đoàn Viễn Đông đặt ở đồng lĩnh của chúng ta. Chủ tịch Điền còn nói dự án này là do Bí Thư Diệp phát hiện ra. Nếu như giành được dự án này thì không thể không nói tới công lao của Bí Thư Diệp. Mà đồng chí Vương Long Đông lại phụ trách thời gian đầu này, thì tính tích cực và tầm nhìn xa là rất tốt. Hôm nay đến đây thấy các đồng chí quan tâm đến dự án này như vậy, tôi rất vui mừng. Tôi sẽ báo cáo cho Chủ tịch Điền về tình hình tiến triển của dự án này. Lời nói của Thôi Dương như tẩm thuốc độc, lại không nhắc gì đến Khổng Đoan, như có vẻ chỉ trích câu nói mà Khổng Đoan nói ra. Trở về phòng làm việc, Khổng Đoan đập tay lên bàn rồi chửi mắng. Tiểu nhân! Chúng ta đều bị giễu cợt rồi. Tất Phân Lý đẩy cửa vào, giận dữ nói. Vốn khi việc này bắt đầu tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi, dự án này là do Diệp Phàm phát hiện ra. Tại sao đến lúc đó hắn ta lại mang cái tốt đó đến tay tôi chứ? Khi nào mà Diệp Phàm lại trở nên cao thượng như thế? Đến bấy giờ thì tôi đã hiểu, trên tỉnh đã để ý, dự án này còn bao nhiêu để lại cho đồng lĩnh của chúng ta đây?
anh có nhìn ra không, cái tên Thôi Dương kia còn nói việc này là do Diệp Phàm cái gì nữa. Tôi thèm vào. Khổng Đoan nhổ nước bọt xuống sàn nhà, thái độ rất tức giận. Đúng vậy, Thôi Dương nói thật không nghe nổi, trên tỉnh xuống giúp, giúp cái gì chứ? Các ông là lãnh đạo trên tỉnh, người bên dưới làm sao mà dám chỉ huy các ông chứ? Tất Phân Lý nói, nhìn Khổng Đoan một cái rồi nói. Dứt khoát chúng ta mặc kệ dự án đường cao tốc Kinh Ngân, dù gì cũng không làm gì được. Ngay cả cái cô Tống Hương Quân cũng không chịu gặp, việc này như giỡn đùa đến 80%. Anh Tất, anh nghĩ như vậy không được, anh không biết chứ, tên họ Diệp kia đã ép chúng ta đến đường cùng rồi. Lời mà Thôi Dương nói anh có hiểu không? Việc này được cả Bí Thư La và Chủ tịch Tề để ý tới. Còn nói là phải giành bằng được. Bọn họ đều đã trừng mắt chú ý rồi. Chúng ta không đổ công ra thì liệu có yên lành không? Đến lúc đó người ta có thể cho hai chúng ta cái tội danh lớn đấy chứ. Anh xem, chỉ trong bước kêu gọi đầu tư chúng ta làm chậm một tí, Thôi Dương chẳng phải là có ý nói chúng ta không tận tâm, như kiểu nói chúng ta không đủ năng lực đấy sao? Vì vậy anh muốn thoái thác thì cái ghế của anh cũng coi như bay mất rồi. Việc này, trời ạ, chúng ta đều số khổ rồi. Chịu khổ thay người ta thôi. Đây là cái gì với cái gì, không ngờ tên tiểu tử đó còn trẻ mà lại thâm độc như vậy. Nay Khổng Đoan tôi đã hiểu được thế nào được gọi là chim non càng độc. Khổng Đoan hừm nói. Hừ, đúng là lão chỉ rất đáng giận rồi. Để xem anh ta làm thế nào mà gặp được Tống Hương Quân. Làm gì có chuyện dễ dàng được làm anh cường của tôi vậy? Vớ vẩn thôi. Tất Phân Lý nói. Anh Tất à, anh và anh chỉ đều là đồng nghiệp, là bạn bè. Đừng vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn. Làm thế có người chê cười cho. Chúng ta đều là một đoàn thể, tuyệt đối không được để kẻ khác làm ảnh hưởng. Một khi các anh làm ầm ĩ lên thì lực lượng của chúng ta cũng sẽ tiêu tan. Đến lúc đó kẻ khác sẽ thừa cơ chiếm đoạt được. Không nên để xảy ra tình trạng đó. Khổng Đoan khuyên nhủ. Anh có thấy không anh Khổng? Không phải tôi muốn thế nào với lão Trì, mà là anh ta công kích tôi trước. Tôi hiểu anh ta vì không thể kiêm nhiệm chức cục trưởng cục công an nên trong lòng bực tức tôi. Nhưng đây cũng không phải việc chúng ta làm. Hơn nữa, lão Tất tôi đây cũng không có khả năng quyết định việc bổ nhiệm chức cục trưởng cục công an thành phố. Anh ta dựa vào cái gì mà đem nỗi bực tức người khác đổ lên đầu tôi? Có bản lĩnh thì tìm Sa Quân đi. Gần đây Ninh Mãn và Sa Quân đã về cùng một phe rồi. Anh Khổng, tôi thấy hay là gặp Ninh Mãn. Ông ta cũng kiêu ngạo lắm. Không phải chỉ là cục trưởng cục công an đâu mà hình như ông ta còn giống như bí thư thành ủy vậy. Tất Phân Lý nói. Quái lạ, Ninh Mãn mới lên vài ngày. Lẽ nào ông ta đã làm gì anh sao? Khổng Đoan có chút ngạc nhiên liếc nhìn Tất Phân Lý nói. Không phải làm gì tôi. Chỉ là tôi không ưa gì lão ta. Tất Phân Lý hừ nói. Ha ha, anh Tất, có nhiều chuyện không ưa lắm. Anh đã từng này tuổi rồi mà lại còn không hiểu sao. Có những người thấy nhưng cũng coi như không thấy. Bằng không anh lại tức giận có phải ảnh hưởng tới sức khỏe có phải không? Cứ cho qua đi. Khổng Đoan nói. Nhưng, lúc tối Diệp Phàm nhận điện thoại của văn phòng tỉnh, muốn ngày hôm sau hắn ta lên tỉnh một chuyến. Rạng sang ngày hôm sau Diệp Phàm xuất phát, hơn 10 giờ sáng đã vội vàng tới văn phòng chủ tịch Điền Sơ Nhất. Ngồi đi. Thấy Diệp Phàm, Điền Sơ Nhất rất nhiệt tình chào hỏi hắn rồi tới bàn trà. Đích thân Điền Sơ Nhất pha trà khiến Diệp Phàm thấy có chút sủng ái. Gần Tết mà còn bắt cậu giúp phá án, thật làm khó cậu quá. Năm nay cũng không dễ chịu mấy, phỏng chừng đến bây giờ chắc cũng chưa có cơ hội mà thở ra. Điền Sơ Nhất vừa pha trà vừa cười hỏi. Cũng tạm ạ, bên trên cần thì tôi cũng không còn cách nào. Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập mà. Ngày trước tôi cũng phá án ở Ngư Đồng Việt Đồng rồi. Nên đã được đồng chí trong ủy ban kỷ luật biết đến. Thường thường sẽ yêu cầu tôi giúp phá án rồi bí mật mất tích. Ngay cả bên công an có khi cũng muốn tôi tham gia giúp phá án. Mà ngày trước khi còn ở Ngư Đồng tôi có nhận chức phó chủ nhiệm phòng đốc tra cảnh vụ đến nay vẫn làm vẫn còn đó. Cho nên họ mới gọi tôi tới. Nói rằng tôi vẫn còn chức vụ đó thì khi nào cần là tôi phải đi. Còn nói đây là việc trong phận sự của tôi, những việc trong phận sự của tôi còn quá nhiều. Bận tới mức đến Tết mà vẫn không dừng lại được. Diệp Phàm thở dài, giải thích. Việc này chắc chắn là do đồng chí cung khai hà sai khiến đồng chí trong ủy ban kỷ luật làm.
đương nhiên là mánh lới mời mình đi Tam Độc Giáo mừng năm mới mà thôi. Ha ha ha, điều đó chứng tỏ trên đã tin tưởng cậu. Thanh niên mà, làm nhiều việc một chút cũng không có hại gì, sẽ giúp cậu tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm mà. Có kinh nghiệm rồi thì khi làm việc không phải là thuận buồm xuôi gió sao, làm việc cũng sẽ dễ đạt được thành tích, có thành tích cũng đồng nghĩa là lãnh đạo đã xem trọng rồi. Cho nên, con đường thăng quan của cậu không phải nhanh gấp các đồng chí khác bao nhiêu sao. Tất cả đều liên quan đến những việc cậu làm, mà cậu xem, tôi còn chưa có cơ hội đấy. Điền Sơ Nhất cười nói. Vậy sau này có nhiệm vụ gì xin nhờ Chủ tịch Điền ra tay rồi? Diệp Phàm cũng cười nói đùa. Chương 2472, Chủ tịch Điền quá khách sáo rồi. Ấy đừng, nhiệm vụ của cậu tôi không kham nổi. Đến lúc làm hỏng thì lại bị la mắng sao? Tôi không những không có thành tích mà còn mất luôn cả danh tiếng. Con người mà, ai cũng có bản lĩnh riêng đúng không? Cậu Tiểu Phàm. Điền Sơ Nhất cười nói. Sau đó lại cười nói. Khoản tiền của Bộ Tài chính đã đến Sở Tài chính tỉnh rồi. Đó là một khoản không nhỏ, lần này trên rót xuống 100 triệu đồng. Nghe nói họ quyết định cho dự án Hồng Cốc Trại. Đây đúng là một tin tốt lành, tin là có thần thánh phù hộ, mấy nghìn cư dân của Hồng Cốc Trại sắp được những ngày tốt đẹp rồi. Nhưng, nếu như những việc lớn như vậy thường đều phải làm cái nghi thức, treo cái biển. Các cậu đã chuẩn bị ổn cả chưa, còn nữa, đã ấn định ngày giờ chưa? Xác định rồi à, tôi đã hỏi qua Bộ trưởng Phong về việc này. Ông ấy nói là ngày mùng 1 tháng 3. Đến lúc đó Bộ trưởng Phong sẽ dẫn người của Bộ Tài chính đến Hồng Cốc Trại để treo biển. Việc này, không biết là mời được mấy vị lãnh đạo trên tỉnh tham gia cho đông đảo hay không. Nhưng, cho dù thế nào thì Điền Chủ tịch nhất định phải đến ạ. Về tình hình của Hồng Cốc Trại khi trước, Chủ tịch Điền chắc chắn cũng biết. Tôi cũng có quyết tâm lớn dẫn dắt nhân dân tại đây bước lên con đường làm giàu. Diệp Phàm nói. Ha ha, về việc này cậu không cần mời tôi cũng tự thân đến. Còn về các lãnh đạo khác thì phải chờ xem thiệp mời của Bí thư Diệp đáng giá tới đâu. Điền Sơ Nhất cười, tâm trạng rất vui vẻ. Đến lúc đó tôi sẽ làm thiệp mời bằng vàng như vậy được không? Diệp Phàm cười đùa. Như vậy thì lại thua rồi, càng không mời được ai cả. Điền Sơ Nhất cười rồi xoay người nói. Nhưng còn có một việc tôi phải nói với cậu. Xin Chủ tịch cứ nói. Diệp Phàm thẳng thắn nói. Nói thật, việc này tôi rất khó nói, nhưng nhất định phải nói với cậu. Điền Sơ Nhất nói. Diệp Phàm không nói gì, nhìn Điền Sơ Nhất. Là thế này, Bộ Tài chính không phải bỏ ra 100 triệu. Cậu thấy đấy, tình hình kinh tế thành phố Đồng Lĩnh của cậu phát triển không tồi. Mặc dù không thể so sánh với thành phố lớn Duyên Hải nhưng nếu so với trong tỉnh Tấn Lĩnh thì cũng xếp thứ 6. Chủ tịch Điền vừa nói vừa nhìn Diệp Phàm. Còn về địa khu Phong Châu thì không thế, đến nay vẫn chưa lên thành phố. Bởi vì kinh tế chưa theo kịp thời đại, về các mặt khác đều không phát triển được, nói ngay đến vấn đề dân sinh cơ bản nhất cũng còn gặp khó khăn. Mấy trăm nghìn người nơi đây vẫn còn gặp khó khăn trong việc uống nước, dùng nước. Lần này sau khi thông qua quy hoạch, tỉnh đã quyết định tu sửa toàn bộ kênh Thiên Phong. Bởi vì con kênh đó ban ơn cho mấy trăm nghìn người nơi đây. Nhưng kênh Thiên Phong đã quá lâu đời, lại bị tàn phá nhiều nên cần một khoản vốn cực lớn, và quỹ vốn cũng thiếu không ít. Diệp Phàm như phát hiện ra được thông tin không hay, cảm nhận được Bộ Tài chính muốn rút khoản vốn dành cho Đồng Lĩnh ra. Nhưng hắn vẫn gật đầu nói. Vâng, kênh Thiên Phong đã lâu đời rồi, con kênh dài hàng mấy chục mét phải tu sửa toàn diện để khôi phục lại hình dáng cũ. Phong thái phơi phới của ngày xưa. Nên số tiền cần để tu sửa cũng phải khiến người ta kinh ngạc. Thời đại này của chúng ta bây giờ không giống như những năm 50 đến 60. Ngày đó chỉ hô một tiếng không cần có tiền cũng lập ngay ra được con kênh. Còn bây giờ thì không thế, tiền là điều đầu tiên, có làm được gì mà không cần tiền không? Nhưng vấn đề nảy sinh của kênh Thiên Phong cũng gần giống như tình trạng của Hồng Cốc Trại chúng tôi. Cho đến bây giờ nhân dân vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết vấn đề nước ăn và nước dùng. Lại còn vấn đề giao thông nữa. Hai vấn đề lớn này đã trở thành vật cản trên con đường làm giàu của người dân Hồng Cốc Trại. Vì vậy, mà chính quyền thành phố lần này cũng quyết tâm phải tận dụng cơ hội có Bộ Tài chính giúp đỡ. Đầu tiên giúp cho Hồng Cốc Trại thông đường, thông nước sau đó tiến hành cải tạo ruộng đồng. Sẽ giúp người dân Hồng Cốc Trại làm giàu bằng các mô hình nông nghiệp đa dạng. Không giống nhau.
Chủ tịch Điền lắc đầu, nói, vấn đề của các cậu còn nhỏ lắm, vì vậy tiền vốn cần cũng sẽ nhỏ hơn nhiều. Mà nếu so sánh trên quy mô thì cũng nhỏ hơn rất nhiều. Ở Hồng Cốc trại cùng lắm có nhiều nhất là hơn 6.000 người. Còn con kênh Thiên Phong lại liên quan đến vấn đề nước non của hàng trăm nghìn người. Hơn nữa, lần này không những tu sửa toàn bộ kênh mà còn sửa cả đồng ruộng ở một vài nơi cùng với hệ thống đường. Như vậy cũng bằng sửa thêm một con kênh nữa. Ha ha, cũng chỉ là hai vấn đề mà thôi. Vốn mà chúng tôi cần chắc không ít hơn vốn phải cấp cho kênh Thiên Phong. Một nửa ruộng đồng của Hồng Cốc trại là loại đất nhiễm phèn. Chẳng cần phải nói đâu xa, chỉ nói tới dự án thông đường cũng đã tới 1.500.000 rồi. Lại còn vấn đề nước chưa được giải quyết, trạm điện Hồng Cốc lại giao giá trên trời, món tiền ít ỏi của chúng ra còn chưa đủ để lọt qua kẽ răng của họ. Nếu như Bộ Tài chính cho 100 triệu thì vẫn còn thiếu một khoản tương đối lớn. Nhưng chúng tôi cũng đã suy xét đến tình hình khó khăn của tỉnh. Vì vậy quyết định không giơ tay ra xin tiền của tỉnh nữa. Chúng tôi đang tìm cách xoay vốn, chia thành giai đoạn để giải quyết vấn đề này. Diệp Phàm cười nói. Đồng chí Diệp Phàm, nói chính xác cho đồng chí hiểu. Là thế này, lần này Bộ Tài chính rót về 100 triệu, chúng tôi chỉ có thể cho thành phố Đồng Lĩnh 60 triệu thôi. Điền Sơ Nhất nhìn Diệp Phàm nói. Ít vậy sao, 40 triệu còn lại thì sao? Diệp Phàm nóng lòng hỏi. Và trong lòng cũng chấn động, trong giây lát sau đã hiểu. Vừa rồi Chủ tịch Điền nói khách sáo với mình, nói về chuyện của kênh Thiên Phong, hình như là lấy số tiền của Đồng Lĩnh chuyển sang Phong Châu rồi. Nếu không thì ông ấy nói những lời vô ích làm gì? Chắc chắn cậu cũng đoán ra chút, đúng vậy, trên tỉnh quyết định cho Phong Châu 40 triệu đồng để sửa lại kênh Thiên Phong. Điền Sơ Nhất nghiêm túc nói. Chủ tịch Điền, nhưng đây là khoản tiền mà Bộ Tài chính giúp đỡ Hồng Cốc trại của thành phố Đồng Lĩnh thực hiện dự án mà. Tuyệt đối không thể dùng vào việc khác được, đến khi đó Bộ trưởng Phong có hỏi thì chúng tôi biết ăn nói sao. Nếu chọc giận lãnh đạo Bộ Tài chính, sau này người ta không rót tiền nữa thì phải làm sao? Hồng Cốc trại chúng tôi vẫn còn hy vọng Bộ Tài chính sẽ còn rót vốn giúp chúng tôi nữa. Cơ hội này thật không dễ dàng gì. Nói thế nào đây, vốn căn bản là tranh giành được, huống chi chúng tôi còn thiếu một khoản không nhỏ, chỉ có 60 triệu thì làm được gì? Không chừng thông đường xong thì chẳng còn nữa rồi. Như vậy làm sao nói đến việc cải tạo ruộng đất đây? Xin tỉnh hãy suy xét đến khó khăn thực tế của chúng tôi, để khoản tiền này dành hết cho chúng tôi. Diệp Phàm tranh cãi. Không phải tôi đang nói chuyện với cậu về vấn đề này sao? Khó khăn của các cậu có khó hơn khu Phong Châu không? Cậu nên thông cảm cho cái khó của tỉnh. Phong Châu cũng là thành phố anh em, Đồng Lĩnh làm anh thì cũng phải giúp đỡ họ chứ. Hơn nữa, ban đầu người của Bộ Tài chính xuống trước tiên là tới Phong Châu. Các cậu coi như có hiểm nghi cướp thịt trong miệng hổ. Tỉnh không so đo gì với các cậu, chính là vì đã suy xét đến việc Bộ Tài chính giúp đỡ Hồng Cốc trại, nếu không thì đã không rót cho các cậu 60 triệu. Phần lớn các cậu cầm rồi, còn lại để lại cho người anh em chứ. Cậu phải hiểu chứ. Tỉnh cũng đã suy xét đến tình huống các cậu nhất thời sẽ không đồng ý nên đã ủy thác cho tôi nói với cậu vấn đề này. Tỉnh cũng tin rằng các cậu có thể vượt qua khó khăn này bởi vì có đồng chí Diệp Phàm mà. Có thể khiến một huyện nghèo Ma Xuyên thành thành phố, mà lại còn là đầu mối giao thông của ba tỉnh, điều khiển để phát triển kinh tế của thành phố Đức Bình. Hy vọng đồng chí Diệp Phàm cũng tạo ra thành tích tại Đồng Lĩnh. Lẽ nào thiếu đi 40 triệu lại làm khó được Diệp Phàm sao? Năng lực của đồng chí, lãnh đạo trên tỉnh đều thấy rõ. Chủ tịch Điền vừa nói vừa giơ tay ra vỗ lên vai Diệp Phàm như an ủi. Và cũng tâng bốc lên. Chủ tịch Điền, ngày đó không giống như bây giờ. Hiện nay hoàn cảnh thực địa đều có liên quan với điều kiện. Kỳ tích không phải lúc nào cũng lặp lại. Tôi chỉ cố gắng hết sức chứ không dám cam đoan gì. Nhưng, khó khăn của Hồng Cốc trại hiện ra trước mắt. Tôi muốn triệt để giúp dân trong trại thoát khỏi cảnh nghèo khó. Phần ủng hộ này chắc chắn không thể thiếu. Diệp Phàm cũng cố nói, và biết có nói cũng là thừa. Cho các cậu 60 triệu đã là khoản chi viện khá lớn. Đây cũng là do tỉnh đã suy xét đến tình hình thực tế của Hồng Cốc trại. Về đi, làm cho tốt vào. Còn một chuyện tôi muốn nói với đồng chí. Việc này, chúng tôi có thể thay kênh rút vốn đấy. Điền Sơ Nhất nghiêm giọng nói. Thay kênh, thay thế nào? Diệp Phàm hỏi.
nếu như trực tiếp chuyển cho Phong Châu thì sợ các đồng chí bộ tài chính sẽ không thoải mái. Dù gì họ cũng đã nói giúp Hồng Cốc trại, đương nhiên cũng hy vọng sẽ tận lực giải quyết vấn đề của trại. Hơn nữa các đồng chí ấy viện trợ lần này cũng mong thấy được hiệu quả và lợi ích của việc làm đó. Nếu khoản vốn bị đẩy đi thì kết quả chắc chắn cũng kém đi không ít. Và cũng không thể lộ ra hiệu quả mà bộ tài chính giúp đỡ. Và như vậy thì lãnh đạo trên tỉnh cũng không thoải mái gì. Vì không muốn lưu lại ấn tượng xấu này. Nên vẫn viện trợ cho các đồng chí 100 triệu, tỉnh không giữ lại đồng nào. Nhưng chúng tôi hy vọng đồng lĩnh có thể cùng giúp đỡ cho Phong Châu. Điền Sơ Nhất nói, bản thân chúng tôi còn không giúp được huống chi đi giúp người khác. Diệp Phàm không kìm nổi, nói thầm. Đồng chí Tiểu Diệp, vấn đề của đồng chí là nhận thức. Không thể nói các đồng chí có khó khăn ở phương diện nào đó mà không quan tâm đến khó khăn của vùng khó khăn hơn các đồng chí. Ví dụ như nói về đất nước chúng ta, mười mấy năm trước chúng ta cũng không giàu có gì. Nhưng tại sao hàng năm chúng ta vẫn bỏ ra hơn tỷ thậm chí mấy tỷ để giúp đỡ các quốc gia ở châu Phi? Giúp cho họ xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế. Có thể đồng chí vẫn còn nghĩ, nhiều vùng của chúng ta nước cũng không có mà uống, tại sao không dành tiền để giúp đỡ những địa phương ấy? Điều này không giống nhau, đây là viện trợ quốc tế, cũng có thể nói là kết giao bằng hữu. Đây cũng chính là trách nhiệm của một quốc gia lớn phải làm. Khi đó tuy chúng ta còn khó khăn nhưng họ còn khó khăn hơn chúng ta. Chúng ta giúp họ rồi, họ cũng sẽ ghi nhớ chúng ta. Bạn bè mà, càng có nhiều bạn càng tốt. Những năm gần đây danh vọng quốc tế của chúng ta càng ngày càng cao, địa vị trên trường quốc tế cũng cao, tốc độ phát triển kinh tế là một phần nhưng những mối duyên mà những năm sau chúng ta có được cũng không phải không can hệ gì. Các đồng chí giúp đỡ Phong Châu thì nhân dân nơi đó cũng sẽ ghi nhớ nhân dân đồng lĩnh. Không cần phải nói gì khác bí thư thái của Phong Châu sẽ ghi nhớ đồng chí. Điền Sơ Nhất nói rất trôi chảy. Chương 2473, đây cũng gọi là được lợi. Vậy được, tôi sẽ về làm công tác tư tưởng với đồng chí Khổng Đoan. Chứ nếu không chỉ sợ các đồng chí nghĩ không thông mà oán giận thôi. Diệp Phàm thở dài. Diệp Phàm biết nếu như cứ tiếp tục nói sẽ để lại ấn tượng không hay với Chủ tịch Điền, đành buồn bực lui ra khỏi phòng của ông ấy. Đúng là đồng chí tốt. Phía sau truyền đến tiếng cười khen ngợi Diệp Phàm. Tốt cái chó gì chứ? Diệp Phàm đương nhiên nghe được, chỉ biết lẩm bẩm nói thầm câu này. Ban ngày Tề Chấn Đào rất bận, Diệp Phàm chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ. Và tới 7 giờ tối cũng đã đợi được Tề Chấn Đào về. Anh Tề, Tiểu Phàm đây đợi anh cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Sao anh không về sớm hơn chút, để người ta chờ lâu vậy? Phong Nhã Mai vừa giúp Tề Chấn Đào cởi bỏ áo ngoài vừa trách nói. Tôi biết cậu ta đến đây làm gì, không sao, đi pha cho tôi chén trà. Nếu không phải vì cậu ta chờ thì tôi cũng không về được, công việc quá nhiều. Tề Chấn Đào gật gật đầu đi vào phòng. Chú Tề. Diệp Phàm vội vàng đứng dậy chào hỏi Tề Chấn Đào. Trông sắc mặt xanh xao của cậu, có phải đến cáo trạng không? Tôi không phải là tòa án, cậu phải nhờ đến tòa án thôi. Tề Chấn Đào cười rồi ra hiệu Diệp Phàm ngồi xuống. Chú Tề, chú biết chuyện rồi phải không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là biết. Tề Chấn Đào gật đầu nhìn Diệp Phàm. Bọn họ thật quá đáng, biết là để có được 100 triệu này cháu đã phải vất vả lắm rồi. Đây là khoản tiền dành cho Hồng Cốc trại sao có thể dùng vào việc khác được. Nếu chọc giận các ông trên bộ tài chính, thì khoản tiền giai đoạn tiếp theo coi như công cốc. Mà nếu như làm tốt dự án Hồng Cốc trại này, sau này sẽ lần lượt có các khoản khác. Diệp Phàm có vẻ buồn bực nói. Sao lại nói là dùng vào việc khác? Tề Chấn Đào trợn mắt nhìn Diệp Phàm hỏi. Lại còn không phải là dùng vào việc khác sao chú? Rõ ràng là làm trò chuyển dụng như thế mà. Dĩ hòa vi quý, muốn ép Diệp Phàm đây phải ra mặt tự nguyện đưa tiền cho. Như vậy là thế nào chứ? Diệp Phàm cũng đáp ngay lại. Không phải họ cho bên đấy 100 triệu sao? Có phải là họ lại lấy lại không? Với khoản tiền như thế trước đây, trên tỉnh thường giữ lại một chút. Lần này tỉnh suy xét đến hoàn cảnh khó khăn thực tế của đồng lĩnh nên không giữ lại một đồng nào cả. Chứng tỏ tỉnh đã rất xem trọng vấn đề của thành phố đồng lĩnh rồi mà. Vì thế cậu nên cảm ơn tỉnh đã ủng hộ công việc của các cậu chứ, tại sao lại chạy đến đây cào nhau? Tề Chấn Đào bắt đầu nghiêm túc nói. Diệp Phàm chợt lạnh người. Cảm thấy hình như tự hắn đã rơi vào bẫy.
có thể Tề Chấn Đào cũng tham gia vào việc này. Như thế thì ông ấy mới nghiêm túc như thế. Cho đồng lĩnh 100 triệu nhưng lại yêu cầu chúng cháu cấp cho Phong Châu 40 triệu. Nói thật, chúng cháu không muốn chi khoản tiền đó. Lại còn lấy danh là giúp đỡ là tự nguyện rồi. Kiểu của họ như ép mua ép bán vậy, đây còn khác gì so với ăn cướp chứ. Còn nữa, chính chú gọi cháu đến đồng lĩnh, nếu làm không được việc thì tức là làm bẽ mặt chú. Bọn họ làm vậy như muốn hủy bỏ đi vị trí của chú. Vốn đây là cơ hội tốt cho Hồng Cốc, biến nơi đây thành khu chợ giúp điển hình. Nhưng việc này đột nhiên lại bị rút đi một khoản lớn, đến lúc làm không ra sao thì thật là dở. Diệp Phàm dùng ngôn từ sắc bén, dù sao thì quan hệ giữa hắn và Tề Chấn Đào cũng không tồi, cùng lắm là nghe mắng vài câu là xong. Bỏ vị trí của tôi sao? Không, 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 Tiểu Diệp, cậu hiểu nhầm rồi. Không ngờ Tề Chấn Đào lại khua tay một cách kỳ lạ. Cháu không biết lời chú nói có nghĩa gì, việc này sáng như ban ngày rồi. Cán bộ của Tấn Lĩnh đều biết cháu và chú có quan hệ với nhau. Đầu cháu không phải chỉ khác mỗi chữ Tề nhưng cũng không khác gì thế. Diệp Phàm, cháu đây không phải nằm trong vòng tròn họ Tề sao? Họ đang làm thế này với cháu tức là đang hướng về người trong vòng tròn họ Tề. Diệp Phàm nói. Ha ha, cậu nói quá nghiêm trọng rồi. Nói thật với cậu nhé, người khởi xướng chuyện này chính là Tề Chấn Đào tôi. Tôi đã bàn việc này với Bí Thư La, và cảm thấy nên giúp đỡ Phong Châu, chính là việc tu sửa lại con kênh Thiên Phong. Đây là việc mà trên tỉnh đã cho quyết định xuống phải giải quyết trong hôm nay. Có thể tỉnh sẽ rót xuống 300 triệu. Đương nhiên không chỉ riêng gì tu sửa kênh Thiên Phong, tỉnh còn lấy kênh Thiên Phong làm con đường sinh mệnh hoạt huyết để cải tạo lại hành lang phát triển sinh thái thông qua kênh này. Cũng giống như cậu đã lấy dòng sông ở khu Hồng Liên của Thủy Châu để làm đầu mối phát triển kinh tế vậy đó. Phong Châu không thể so với Thủy Châu được, cả về điều kiện môi trường và địa điểm đều không có ưu thế như khu Hồng Liên. Vì vậy mà ngành sản xuất chính của chúng ta là nông nghiệp, chứ không như khu Hồng Liên lại lấy thương nghiệp làm ngành nghề chủ chốt. Và chắc chắn 300 triệu này cũng không thể đủ, cho nên không những chỉ khu Đồng Lĩnh giúp mà các khu khác xếp thứ nhất, thứ hai trong tỉnh như thành phố Long Giang hay thành phố Vân Thông cũng phải chung tay giúp đỡ Phong Châu. Các cậu xem như đã gặp may rồi. Cậu thấy đấy, không phải bảo các cậu bỏ tiền ra, chỉ là Bộ Tài chính chuyển tiền vào tay các cậu rồi các cậu lại chuyển đi thôi mà. Còn hai thành phố Long Giang và Vân Thông, do không được Bộ Tài chính trợ cấp nên tự phải bỏ tiền trong ngân sách của thành phố ra để giúp. Và số tiền giúp đỡ của họ cũng không ít hơn các cậu. Tề Chấn Đào nói ra lời này khiến Diệp Phàm phải trố mắt, nghẹn cả họng. Không kìm được nói. Còn có lợi hơn việc chúng cháu bỏ tiền ra. Không phải như vậy sao? Nếu như không có khoản tiền của Bộ Tài chính thì có phải các cậu cũng phải móc tiền ở chính thành phố mình mà giúp sao? Dù sao cũng phải bỏ tiền ra nhưng tiền của các cậu là tiền của bộ chi, đương nhiên các cậu được lợi rồi còn gì. Huống chi nếu không giúp đỡ thì các cậu cũng không thể nhận về đủ cả 100 triệu mà bộ rót xuống đâu. Theo quy định cũ thì chúng tôi sẽ giữ lại 30 triệu, có muốn làm như vậy không? Lần này chúng tôi không giữ lại đồng nào rồi chuyển cho bên cậu rồi cậu chuyển lại đã là nể mặt cậu rồi, như vậy mà cậu còn oán hận gì nữa. Đồng chí Tiểu Diệp, hãy thay đổi suy nghĩ đi, thực tế thì đồng lĩnh đã lợi rồi. Tề Chấn Đào không có gì là xấu hổ mà ngược lại lại còn ra dáng là điều đương nhiên, Diệp Phàm nghĩ rất muốn lên cho đồng chí Tề này một quyền. Nhưng số tiền đó vốn là Bộ Tài chính cho Hồng Cốc trại chúng cháu. Nếu như rút đi thì chúng cháu chẳng cần phải dành tiền từ Bộ Tài chính làm gì, như vậy không giống nhau sao? Diệp Phàm hỏi. Sao lại giống nhau được, cậu xem cậu lại để tâm chuyện vặt rồi. Người ta không phải là viện trợ bên ngoài, tiền bỏ ra là tiền tài chính thật. Còn cậu rút tiền từ viện trợ bên ngoài thì đương nhiên là không giống nhau rồi. Hơn nữa lần này cậu có thể lấy 100 triệu. Cậu nghĩ xem, mặc dù Bộ trưởng Phong rất khó khăn khi trích tiền ra, vậy tại sao ông ta lại bằng lòng trợ cấp cho đồng lĩnh một khoản tiền lớn như vậy? Ha ha, nếu như không có Tề Chấn Đào tôi đây ở Tấn Lĩnh, cậu thử nghĩ kỹ xem. Tề Chấn Đào hưng phấn quá. Cháu biết uy tín của chú rồi, coi như Diệp Phàm cháu đây chẳng là cái rắm gì. Diệp Phàm không vui vẻ gì nói. Trong lòng thực ra đang rất không thoải mái, câu nói của Tề Chấn Đào thật quá trắng trợn, không thèm nể mặt gì hắn ta. Cậu không phải là cái rắm, cậu là tay chân của Tề Chấn Đào.
cậu mà là cái giám thì Tề Chấn Đào tôi chẳng phải thành cái giám cao cấp sao? Ha ha, Tiểu Diệp đừng hạ thấp mình như vậy. Không phải chỉ là 40 triệu thôi sao? Nếu nói về năng lượng của cậu khi còn ở Ma Xuyên thì vấn đề này, chẳng đáng gì. Tề Chấn Đào có chút hài hước nói. Đó chỉ là một quá khứ huy hoàng thôi. Diệp Phàm suýt chút nữa tủi thân nói. Quá khứ thì cũng đáng nhớ chứ. Nói thực với cậu, Bí Thư La rất coi trọng cậu, thực ra việc này chính là một cơ hội lớn đối với cậu. Tề Chấn Đào nói. Nếu không có tiền thì không thể thực hiện vấn đề của Hồng Cốc Trại được. Không làm tốt việc của Hồng Cốc Trại còn có cơ hội không, việc này có vẻ không hợp lý. Nhưng chú đã nói vậy thì cháu cũng rửa tai mà lắng nghe. Diệp Phàm châm chọc nói. Cậu nghĩ đi, khó khăn chủ yếu của tỉnh lần này là Phong Châu. Và Bí Thư La quyết tâm như này sẽ nhân kênh Thiên Phong mà tu sửa lại Phong Châu. Và tôi cũng ủng hộ chuyện này. Chủ tịch Điền cũng ủng hộ cả hai tay. Nên việc này cũng là một cơ hội với cậu. Cậu ủng hộ Phong Châu như vậy chứng tỏ cậu cũng đang ra sức ủng hộ lời kêu gọi của tỉnh. Cậu càng ra sức giúp thì Bí Thư La và lãnh đạo tỉnh sẽ để ý cậu. Như vậy sẽ tốt cho cả Hồng Cốc đúng không? Làm việc là phải làm. Làm ở đây hay ở đâu đều giống nhau. Quan trọng là để cho lãnh đạo biết cậu đang làm là được rồi. Hà tất gì phải so đo ở đây hay kia đúng không? Vì vậy cậu nghĩ kỹ đi. Đừng nên chỉ nhìn vào đồng lĩnh. Và, tuy cậu không phải người phụ trách chính nhưng cậu đã giúp đỡ. Đương nhiên việc của Hồng Cốc Trại cũng không bị trì hoãn lại. Tề Chấn Đào nhìn Diệp Phàm rồi lại nói. Và cậu cũng đừng nghĩ, Tề Chấn Đào tôi thiên vị lại không giúp gì người của mình. Thực ra toàn bộ việc này đều có khúc mắc cục bộ. Hiện cậu đang ở đồng lĩnh nên trong mắt cậu chỉ có đồng lĩnh. Mà Thái Lượng lại ở Phong Châu, nên ông ấy cũng chỉ nhìn thấy Phong Châu. Và ở vị trí của tôi thì sẽ nhìn khác hoàn toàn với hai người cậu, Phong Châu là địa bàn của tôi và cả đồng lĩnh cũng vậy. Lòng bàn tay hay MU bàn tay thì cũng đều là da thịt. Nếu như nhìn toàn tỉnh thì đồng lĩnh đã đi trước, đương nhiên là chúng tôi phải quan tâm tới Phong Châu rồi. Đây cũng chính là phương châm quan trọng trong chính sách điều chỉnh lại tình hình phát triển kinh tế toàn tỉnh năm nay. Hiện nay cả nước cũng đang thực hiện trợ giúp cho các vùng nghèo, kinh tế kém phát triển. Ví dụ như các khu Duyên Hải và khu Trung Bộ và miền Tây, kinh tế còn chậm phát triển hơn mấy lần liền. Chỉ có cách giúp các vùng ấy đứng dậy thì nước Cộng Hòa chúng ta mới giàu có được. Chỉ một số ít khu giàu có lên thì không thể là đại diện cho một quốc gia giàu có được. Chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nên cần phải phát triển cân đối. Đương nhiên không giống như việc ăn chung nồi, lấy một số ít giàu có mà phát triển tổng thể được. Thực ra các cậu cũng không phải lo lắng gì. Nếu làm giàu cho các địa phương trước tuyệt đối không thể đi lên được. Các cậu là anh cả, người ta đang theo các cậu không dừng lại thì tiếp tục phát triển. Tiểu Diệp. Từ giờ trở đi cậu phải nhìn xa hơn nữa. Nếu như cậu ở vị trí của tôi đây thì cậu sẽ giải quyết ra sao? Có lẽ Tề Chấn Đào đã cảm thấy khát nước rồi nên mới cầm tách trà lên uống nước ừng ực. Chương 2474, cần phải có quan niệm cao hơn. Vì sau đó lão Tề lại nói. Lẽ nào lại nói bí thư của đồng lĩnh là người của Tề Chấn Đào tôi đây nên tôi phải chuyên tâm giúp anh ta mà không lo đến sự sống chết của Phong Châu hay sao? Nhưng theo tình hình chung thì như vậy cũng không thỏa đáng. Giúp người của mình tại một mức độ nhất định là điều nên làm. Nhưng xét theo tình hình chung thì nên giúp Phong Châu trước đã. Đồng lĩnh của các cậu chỉ có tác dụng dẫn dắt mà thôi. Cho nên từ bây giờ trở đi, cậu nên luyện cho mình cái nhìn tầm cao hơn. Theo quan sát sĩ đồ và mạng lưới quan hệ của cậu chứng tỏ cậu có thể thăng tiến đến chức vụ cao hơn ví như vị trí cấp phó trên tỉnh. Khi ở vị trí đó đương nhiên sẽ khác với vị trí tại đồng lĩnh. Cậu cần phải chuẩn bị tốt, cứ thử đặt mình vào vị trí đó xem sao. Để sau này nếu thật sự ngồi vào vị trí đó sẽ không cảm thấy không phù hợp. Đương nhiên cậu có thể nói tôi đứng nói thì sẽ không đau lưng, không ở vị trí đó thì không làm được điều đó. Nói thật, chính là như vậy. Bản thân chúng ta không thể nói lời của hai con người được, coi như nhờ cậu chút chuyện vặt trong nhà vậy. Cháu cũng đồng ý với những gì chú Tề nói, không ở vị trí đó thì không hiểu được. Hiện cháu còn chưa suy nghĩ được vấn đề của đồng lĩnh thì sao mà có thể xem xét tình hình chung của toàn tỉnh. Hơn nữa, con người cháu suy nghĩ còn hẹp, đều chỉ nghĩ được việc của đồng lĩnh còn chưa làm được thì sao có thể đi giúp cho Phong Châu. Cháu không làm được việc này,
cháu chỉ muốn đẩy kinh tế của Đồng Lĩnh lên cao, và danh tiếng cũng tăng thêm một bậc. Đợi đến khi cháu có cơ hội ngồi lên vị trí cao hơn thì cháu sẽ làm như vậy. Ví dụ như nếu cháu là chủ tịch tỉnh chẳng hạn, một tỉnh được coi như một bộ phận của quốc gia. Một quốc gia như một bộ phận của trái đất này, và trái đất cũng như một bộ phận trong hệ mặt trời. Quan sát hiện tại, suy nghĩ cho tương lai. Vì vậy cháu tự thấy không thể đánh mất tư tưởng cục bộ này được. Cục bộ phận còn không làm được thì sao có thể nói tới làm tốt cả tập thể được. Nhưng, nếu việc này được cả ba vị gồm Bí Thư La, chú và cả Chủ tịch Điền là người dẫn đầu thì tất nhiên là cháu hưởng ứng. Tuy nhiên nếu cháu bỏ ra cả 100 triệu, chẳng phải là càng hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân tỉnh sao? Diệp Phàm nói, trước mắt cũng là một luồng sáng. Có lẽ Bí Thư La cũng muốn lấy việc đẩy mạnh phát triển kinh tế của Phong Châu trở thành một tấm gương sáng chói. Nếu như bản thân thể hiện ra một chút, và nếu như theo lời Tề Chấn Đào nói thì cũng có thể là một cơ hội. Dù gì cũng là làm, nếu khiến các lãnh đạo không vui thì việc này làm đến thời điểm đẹp nhất lại có thể hoàn toàn ngược lại. 100 triệu, đừng có lừa tôi chứ. Mới 40 triệu thôi mà cậu đã mắng chửi người ta lắm rồi. Cậu lại có tấm lòng tốt như vậy sao? Dành 100 triệu cho Phong Châu sao? Tề Chấn Đào tôi đây phải rửa mắt mà nhìn thôi. Sao định lấy 100 triệu ra để dọa tôi sao? Tề Chấn Đào châm chọc, nhưng giọng điệu càng ngày càng thân thiết. Hi hi, nếu như có cơ hội thật thì cháu sẽ làm. Đây là hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hơn nữa, làm tốt việc của Phong Châu thì chú cũng có công lao một nửa còn cháu cũng có ít mà. Diệp Phàm cười nói, trong lòng cũng không buồn bực. Cái một nửa của tôi đều dành hết cho cậu. Cậu đưa tôi 100 triệu là được rồi. Bằng không bộ tài chính chuyển tiền cho cậu thì cậu chuyển lại là được. Đỡ phải đến nhận xong lại trả lại, cũng vừa khít 100 triệu, cho đỡ phiền phức. Tề Chấn Đào cười hơi giả dối. Đừng gấp chú Tề, cháu về trước đã, bên cháu sẽ chuyển ngay 40 triệu, 60 triệu còn lại để xem cháu có gặp may không. Đến khi Đồng Lĩnh phát tài thì nhất định sẽ gửi cho Phong Châu. Diệp Phàm gượng cười nói. Được, được, đợi cậu một năm, đến lúc đó không có thì đừng trách sao tôi đánh đít nhé. Mà tôi thật tin tưởng đồng chí Diệp Phàm quân tử nhất ngôn. Nghe Tề Thiên nói cậu là một cao thủ võ lâm. Cao thủ võ lâm là hào kiệt trong thời cổ đại, nay cậu cũng đã cho tôi biết chí khí của cao thủ võ lâm rồi. Tề Chấn Đào đúng thật dày mặt khiến Diệp Phàm không thể không phục. Vốn chỉ là một câu nói đùa ấy vậy mà ông ta nghĩ như thật. Đến lúc đó hãy nói, chú Tề, cháu có việc xin về trước. Diệp Phàm nhanh chóng muốn thoát thân, lúc này trong lòng hắn như chỉ muốn kêu lên tiếng khổ. Đừng vội, bữa tối còn chưa ăn mà. Dì Phong đã đích thân xuống bếp nấu canh hạt sen cho cậu đây. Cậu đúng là người có phúc, bình thường tôi muốn ăn cũng chẳng được ăn đấy. Xem ra tôi đúng là nhờ phúc của cậu rồi. Có vẻ như Tề Chấn Đào không dễ gì tha cho Diệp Phàm. Nhìn Diệp Phàm rồi nói. Thế này đi, nếu bảo cậu đưa ngay ra 100 triệu thì đúng là khó. Nếu như cậu có thể giúp Phong Châu kiếm được nguồn vốn đầu tư đến 100 triệu thì cũng xem như Đồng Lĩnh đã giúp Phong Châu rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Bí Thư La, như vậy công lao sẽ là của cậu. Chú Tề, chú thật biết đùa. Diệp Phàm không kìm nổi, liền lên tiếng, có chút sởn gai ốc. Hận rằng không tự tát vào miệng mình được, cái miệng vô dụng, sao lại nói ra được như thế chứ? Tôi đùa với cậu sao? Bảo cậu đưa ra 100 triệu chắc chắn khó. Nhưng bảo cậu lo tìm nguồn đầu tư đến 100 triệu thì chắc được. Khó thì cũng có khó nhưng tôi tin cậu có thể làm được. Cậu đang hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân tỉnh mà. Tề Chấn Đào nghiêm túc nói. Xui xẻo. Diệp Phàm cúi thấp đầu lẩm bẩm nói. Nhưng rồi lại nghĩ lại nói. Được, cháu sẽ giúp họ tìm nguồn đầu tư 100 triệu. Nhưng hiện cháu đang gặp phải một vấn đề rất nan giải muốn nhờ chú ra tay. Chỉ cần không phải là tiền thì cậu cứ nói. Tề Chấn Đào quả thông minh, ngay từ đầu đã chặn ngay vấn đề tiền rồi. Chú xem cái này đi. Diệp Phàm lấy trong túi ra bằng chứng mà hắn ta cùng Vương Long Đông thu thập được. Cậu cứ nói thẳng ra đi. Tề Chấn Đào vừa nhìn sắc mặt đột nhiên sầm lại, ông ấy hiểu Diệp Phàm lấy cái gì đó trong túi ra chắc chắn là chuyện không hay. Có thể lại là chuyện phê bình quan chức nào đó. Diệp Phàm nói một lượt về vấn đề trạm điện Hồng Cốc. Xem ra có chút liên quan đến nhà họ Khổng.
Mấu chốt chính là bí thư huyện ủy huyện Đồng Lĩnh Trịnh Mãn điều tới sở xây dựng tỉnh nhận chức phó giám đốc sở, việc này rất khả nghi. Việc này nếu đào sâu ra nhà họ Khổng thì cũng không ra sao. Nếu như vậy chúng ta lại phải tốn không ít công sức để mà đọ với nhà họ Khổng. Mặc dù Khổng Chính Húc là phó ban thường trực, nhưng ngày trước ông ấy cũng từ tỉnh Tấn Lĩnh đi lên. Đã nhận chức bí thư huyện, bí thư thành ủy thậm chí là phó chủ tịch ban quản lý, kiến thiết tỉnh rồi là phó bí thư tỉnh ủy. Cho nên mối quan hệ của ông ta tại Tấn Lĩnh rất rộng rãi. Ở đây có rất nhiều cán bộ đã được ông ta xin cho hoặc cất nhắc cho. Giống như tổ ong vò vẽ lớn, có thể hại chết người. Chỉ nghĩ thôi thì chú cũng không muốn làm nữa rồi. Tổ ong này ngày ngày gây rối với chú, liệu chú có yên mà làm được không? Hơn thế nữa, việc của trạm điện Hồng Cốc có lẽ Khổng Chính Húc cũng không biết rõ tình hình. Có thể chỉ con của ông ta hoặc người nhà gây ra chuyện. Về cơ bản Khổng Chính Húc chẳng có lý do hay tinh thần gì để mà quan tâm đến cái trạm điện nhỏ đó. Nếu như nói trên phương diện tiền bạc, chú cũng đã nói, tiền kiếm được từ lầu Phong Vân của nhà họ Khổng cũng đủ để họ ăn uống thoải mái cả đời rồi. Mà còn cả những khoản tiền mà chúng ta không nhìn ra. Cơ bản là nhà họ Khổng không thiếu tiền, nên cũng không nhất thiết phải can thiệp vào trạm điện Hồng Cốc. Tề Chấn Đào trầm ngâm một lúc rồi nói. Lẽ nào việc này cứ thế thôi sao? Nói như vậy thì vấn đề dùng nước của trại Hồng Cốc muốn giải quyết triệt để là không thể sao. Gần Tết, Liễu Tây Hà của tập đoàn Vạn Thắng đã trả lương gấp 3, 4 lần để thuê công nhân cấp tốc sửa cống, đường, ý của ông ta vậy rõ ràng muốn đấu lại với Diệp Phàm cháu đây. Cho nên không giải quyết căn nguyên của sự việc thì không thể giải quyết nổi vấn đề nước ăn, nước dùng của người dân Hồng Cốc trại. Diệp Phàm nói, cứ tạm như vậy đi, phải đả kích có mức độ. Cũng như là dung cây dọa khỉ đó. Bằng không, Tề Chấn Đào nói. Ý của chú Tề là trước tiên hãy giơ thanh kiếm sáng loáng lên vậy, bắt ba người Trịnh Mãn. Nếu như điều tra ra, Liễu Tây Hà mà có mở ám thì chắc chắn ông ta cũng sẽ hoảng hốt. Còn nếu Liễu Tây Hà mà không hoảng hốt thì cũng có người lo sợ. Người đó sẽ ép Liễu Tây Hà phải nhường. Và chúng ta sẽ tiến lên dần dần, chỉ cần lo xong việc của Hồng Cốc là được. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, Tiểu Diệp, cậu đúng là một đồng chí chân thật, còn thật lòng lo nghĩ tới lợi ích của nhân dân, cho nên chúng ta cũng cần phải bỏ công sức ra mà lo cho dân chúng. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, không cần tham gia nhiều vào các việc khác. Nếu cậu cứ chú tâm vào việc khác thì sẽ làm nhỡ mất việc quan trọng nhất. Và nhân dân Hồng Cốc cũng chẳng nhận được gì tốt đẹp. Hơn nữa, những việc của Ủy ban kỷ luật không thuộc phạm vi của cậu. Cậu cứ tiếp tục theo đuổi thì cũng như bắt chó đi cày thôi. Năm nay thành phố Đồng Lĩnh đã đưa ra mấy dự án lớn như giải quyết vấn đề làm giàu cho Hồng Cốc trải. Vấn đề về đường cao tốc, về trạm điện, đây toàn là những vấn đề rất lớn, đều đang chờ đợi các thành viên thành ủy các cậu ra sức giải quyết. Một khi giải quyết được những vấn đề này tức là nền kinh tế của Đồng Lĩnh cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Đồng Lĩnh sẽ bước sang thời kỳ phát triển cao. Tề Chấn Đào nói. Cháu cũng nghĩ như vậy, không phải là không đấu lại nổi nhà họ Khổng hay Liễu Tây Hạ. Mục đích của cháu là lấy lại nước, mà tốt nhất là giữ được trạm điện. Vì vậy nhất định phải ép, nhưng trên tỉnh còn có những người như Hồ Quý Thiên không chịu ra tay. Vì vậy muốn nhờ chú hỏi thăm viện kiểm sát một chuyến. Có đội chống tham nhũng ra mặt thì tốt hơn. Diệp Phàm nói, viện kiểm sát không dễ như ủy ban kỷ luật, những chứng cứ này vẫn không đủ thuyết phục để viện kiểm sát ra mặt đâu. Việc này cậu thông báo với đồng chí Lan Chính bí thư ủy ban lỷ luật. Tôi cũng giữ lại một bản, đến lúc đó kiếm cơ hội để nói bóng nói gió một chút. Để đẩy nhanh tốc độ và tăng niềm tin, tốt nhất là thực danh tố cáo. Vì thế, cậu nên sắp xếp đúng người. Tề Chấn Đào nói, nhìn Diệp Phàm rồi lại nói. Nhất định phải chú ý về phạm vi, không cần phải đào quá rộng, cuối cùng lại đành phải bức người nhà họ Khổng ra mặt. Đến lúc đó thì cũng thành vũng bùn. Mà những năm nay bí thư La rất quyết tâm giải quyết vấn đề kênh Thiên Phong của Phong Châu. Chúng ta không nên quấy rầy. Thực ra làm một lãnh đạo tỉnh, chẳng có ai muốn cấp dưới của mình lại như thế. Mặc dù chẳng có chút quan hệ gì với họ nhưng vẫn luôn có ảnh hưởng. Điều này chứng tỏ cái gì? Cấp dưới xảy ra chuyện thì chứng tỏ lãnh đạo cũng không làm gì được. Cháu hiểu rồi. Diệp Phàm nói. Buổi tối khi về khách sạn. Diệp Phàm liền gọi điện ngay cho Lam Tồn Quân, cười nói. Ông em đừng có vui quá mà quên trời đất luôn nhé.
Chương 2475, không phải là quá danh mà sao? Anh Diệp, anh nói gì thế mà tôi không hiểu. Mấy hôm nay tôi bận tối mắt mũi, mấy người đều đi công tác. Trước khi chưa xác định được chức chủ tịch thành phố thì còn bận lắm. Lần này được coi là bước ngoặt quan trọng đối với tôi, rất khó có được cơ hội này. Tinh thần rất hăng hái, không nắm được trước đó không được. Lam Tồn Quân thở dài nói. Chớ nóng vội, tôi cũng đã nghe ngóng rồi. Không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, cậu vẫn còn chút thời gian để thay đổi sự việc đấy. Diệp Phàm nói. Chu Na của cậu đã về chưa? Sao lại thành của tôi chứ? Người ta chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Lam Tồn Quân vội vàng trả lời. Cậu lại còn định đùa với tôi sao? Đã bị cậu cho lên giường rồi còn nói là không quan hệ gì sao? Người con gái này tuy sắc mặt luôn lạnh lùng nhưng tôi thấy hiện cô ấy đã thay đổi quan niệm với cậu không ít đâu. Nói không chừng còn có thể phát triển thêm nữa. Phụ nữ mà, đã trong tay anh mà không có chút tình cảm gì thì chắc chắn là kỹ nữ rồi. Diệp Phàm hừ nói. Đừng đùa tôi nữa ông anh, tiếp tục phát triển, còn muốn nghĩ phát triển thế nào? Nếu như cứ tiếp tục thì sẽ thành người thứ ba chen vào, con hổ cái nhà tôi không dễ chọc vào đâu. Tới lúc đó thì tôi cũng chẳng còn những tháng ngày tươi đẹp. Lam Tồn Quân có chút bực tức nói. Ha ha, có thể nói Tô Lâm Nhi là người phụ nữ mạnh mẽ, và cậu cũng phải biết đường mà đối xử. Nhưng từ khi nào mà cậu em lại sợ vợ như vậy chứ? Không ngờ rằng Diệp Phàm cũng nói ra được hai chữ sợ vợ. Lam Tồn Quân vội vàng nói lại. Ai nói tôi sợ vợ chứ, tôi là ông lớn lại sợ đàn bà sao? Ha ha, cậu như vậy không phải là sợ vợ sao? Diệp Phàm cười nói. Chỉ là tôi thương vợ thôi, không muốn làm cô ấy tổn thương. Nếu như có thể thuận cả hai thì đương nhiên tốt rồi. Nhưng tôi lại không có bản lĩnh như anh, xung quanh toàn người theo. Lúc nào chỉ cho tôi vài chiêu nhé, gặp may có khi còn có em hai, em ba, em tư. Lam Tồn Quân châm chọc. Tôi cũng chẳng có bản lĩnh gì cả, nếu chỉ cho cậu vài quyền thì được. Thôi, không tán dốc nữa, hôm nay tôi có việc muốn cầu cứu cậu đây. Diệp Phàm gượng cười nói. Cái gì mà cầu cứu hay không cầu cứu, anh Diệp có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Phàm những gì tôi có thể làm được đều không vấn đề gì. Đừng có khách khí như vậy. Phỏng chừng việc này có chút cái đó. Lam Tồn Quân nói. Cái đó gì chứ, là thế này, Chu Na của tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân Pháp rất có thực lực, vốn không dưới 100 triệu. Tôi đã điều tra rồi, cha của Chu Na là Chu Do Tiếu Hiện là người chèo lái tập đoàn này. Mà Chu Na lại là con gái đầu của ông ta nên rất được cưng chiều. Sau khi bị bức hiếp, nhà họ Chu treo giải 100 triệu. Diệp Phàm nói. Ý của anh Diệp là chúng ta đi lĩnh 100 triệu kia sao? Lam Tồn Quân nói có chút khinh thường. Cậu lại định khiến anh Diệp này thành người thấp hèn vậy sao? Có thể cậu nghĩ Diệp Phàm tôi thiếu tiền, dù số tiền 100 triệu không phải nhỏ nhưng Chu Na là người tình của cậu, nếu tôi có thiếu tiền đi nữa cũng không để ý đến cô ấy đâu. Như vậy còn là cái gì nữa? Diệp Phàm lớn tiếng. Ngừng, thôi đừng nói đến từ tình nhân nữa. Tôi không muốn về phải quỳ trên thảm đâu. Nếu nói về tiền thì anh Diệp sao thiếu tiền chứ, suýt thì quên mất, anh cũng là phú ông trăm triệu ấy. Nhưng nếu ý của anh Diệp không phải là đi lĩnh 100 triệu kia thì là gì? Lẽ nào anh muốn tôi sẽ chơi cô Chu Na kia? Việc này đúng là có chút nguy hiểm. Đến lúc đó nếu anh Diệp lau mông cho tôi thì tôi sẽ tiếp tục chơi. Lam Tồn Quân cười một tiếng. Lắm chuyện, chuyện lau mông của cậu cậu tự lo đi, tôi không rảnh. Mông của mình còn chẳng lau sạch nữa là lo cho cậu. Diệp Phàm hừ nói. Ha ha, đúng thế. Thế tài nhãn kia của anh còn chưa biết phải sắp xếp thế nào rồi. Nếu như để đại tiểu thư Kiều mà biết thì chắc chắn anh cũng chẳng có những tháng ngày tươi đẹp đâu. Lam Tồn Quân đắc chí nói. Đúng vậy, phút hoan lạc nhất thời lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Có lẽ chắc giờ đồng chí Nhân Bàng đang đau đầu lắm. Thập Lục Muộn cũng không phải kiểu lương thiện. Ba chúng ta phải im chặt miệng lại, đừng để uống rượu vào rồi lại nói ra thì chắc chắn là rắc rối rồi. Nhưng việc hôm nay tôi nói không phải thế. Không phải tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân không phải nổi tiếng về đồ ra sao. Họ lại có tiền, chúng ta có thể không nhận thưởng này. Nhưng phải lấy ra chút hàng độc có phải không? Bằng không chúng ta chẳng phải là cứu vô ích rồi sao? Nếu như đứng trên phương diện yêu tổ quốc, chúng ta kiếm tiền từ nước Pháp là hoàn toàn chính đáng đúng không?
Diệp Phàm nói. Đúng vậy, nếu sau này tôi làm chủ tịch thành phố thật thì đây lại là một cuộc hợp tác đầu tư. Những việc làm vô ích này đương nhiên không thể làm rồi. Lam Tồn Quân cũng không dại, mới đấy mà đã nghĩ được luôn rồi. Ha ha, cậu em à, chức chủ tịch thành phố ít cũng phải vài tháng nữa mới ngồi được. Trước tiên phải giải quyết vấn đề gấp gáp của tôi cái đã. Diệp Phàm cười nói. Có phải là dụ dỗ thiếu nữ nhà người ta đầu tư cho đồng lĩnh không? Lam Tồn Quân đảo mắt và đã hiểu ra, nên châm chọc Diệp Phàm. Còn là thiếu nữ sao? Cậu cũng còn nói ra được à? Nhưng không phải bảo cô ấy tới đồng lĩnh mà là khu Phong Châu của tỉnh Tấn Lĩnh. Diệp Phàm nói. Phong Châu, con chim ấy không chịu đến nơi nghèo nàn đấy đâu. Người ta là con nhà danh giá của Hồng Phách Thiên Chân nổi tiếng trên thế giới, lại không phải chơi trò ẩn cư, có thể đầu tư gì. Không ngờ Lam Tồn Quần cũng hiểu về Phong Châu vậy. Cậu đã tới rồi sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Đương nhiên là tôi tới đó rồi. Ngày trước còn làm trong bộ tôi có qua đó. Ở đấy đúng là quá nghèo khổ, giao thông lại không tiện, mà ngay cả cơ sở hạ tầng cũng ít thấy. Nơi này mà muốn kêu gọi tập đoàn đầu tư thì chỉ như đùa giỡn mà thôi. Đồng lĩnh còn có chút hy vọng. Lam Tồn Quân không ngại ngùng gì, nói thẳng với Diệp Phàm. Không thể nói như vậy được, mỗi vùng có một ưu điểm riêng chứ. Ví dụ như Phong Châu, cơ sở hạ tầng đúng là còn tồi tàn nhưng ngành nông nghiệp của nhân dân phát triển cũng không tệ lắm. Hơn thế đất trồng rộng rãi, ở đó có vùng đất đồi thoai thoải, ngành chăn nuôi gia súc phát triển. Số lượng thực phẩm gia súc hàng năm Phong Châu xuất đi không hề nhỏ. Tôi nghĩ tập đoàn lớn này chủ yếu sản xuất mặt hàng gia. Mà Phong Châu lại không phải nơi phong phú về gia, nhưng vì nơi đây không phát triển nên nhân công rất dễ thuê. Vì vậy mà tiền lương cũng rẻ hơn nhiều. Vì vậy có thể làm chút gì đó ở đây chứ. Diệp Phàm nói. Quái, anh không lo vun vén cho đồng lĩnh, lại cứ nói hộ Phong Châu là ý gì thế. Có thể lộ ra chút cho tôi nghe chút không? Tôi rất hứng thú với việc này rồi đấy. Lam Tồn Quân hỏi. Ha ha, là thế này. Diệp Phàm cũng không giấu, nói thẳng ra tất cả. Hay quá, chiêu này của anh quả thật là rất danh ma. Vì ai? Vì đồng chí Bí Thư La Khảm Thành của Tấn Lĩnh phải không? Đến lúc tạo ra thành tích cho Phong Châu rồi, kinh tế khu kênh Thiên Phong phát triển thì Bí Thư La chắc chắn sẽ không quên được trò danh ma này của anh. Lam Tồn Quân cười mờ ám. Cười cái gì, rốt cuộc cậu có giúp không? Diệp Phàm lớn tiếng, có vẻ không nhịn được nữa. Ai nói không giúp, nhưng quả thật tôi cũng bận, phải để tâm vào những việc đó, chỉ sợ không thể thuyết phục được Chu Na. Nếu như vui vẻ thì chắc chắn tài mồm mép này cũng không tệ. Lam Tồn Quân nói, Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu có người muốn ra điều kiện đây. Đành phải hậm hực nói. Được, mấy ngày nữa tôi sẽ giúp anh, còn nữa, người anh em, anh phải hiểu phải giữ cái mũ, còn nói gì mà có thể giúp được gì thì giúp, chẳng bằng, lập tức bàn về điều kiện. Không mũ quan rồi thì làm gì còn có tình cảm mãnh liệt nữa đúng không anh Diệp, thế này nhé. Ngày mai Chu Na chuẩn bị đi, vé máy bay đã đặt rồi. Giờ tôi đi gặp cô ấy ngay xem có thuyết phục được cô ấy không. Nhưng tỷ lệ thành công có vẻ không lớn lắm. Tốt nhất là anh đưa tài liệu liên quan đến Phong Châu để tôi nghiên cứu thì mới dễ dàng mở lời được. Bằng không nói suông cũng chẳng ích gì. Người ta chẳng ngu ngốc gì mà mang tiền ném đi cả. Lam Tồn Quân nói. Tài liệu còn đang được thu thập, mai sẽ đưa cho cậu. Cậu cứ dò thăm xem sao. Nếu có ý thì tốt. Bằng không người ta mà về Pháp mình phải sang Pháp mà nói chuyện này à? Diệp Phàm nói, Lam Tồn Quân tự nhiên thấy như mình cũng đang làm trò danh ma này. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đã đứng đợi bên ngoài phòng làm việc của Bí Thư La Khảm Thành. Vì sáng sớm đã thông báo trước nên Bí Thư La cũng đến văn phòng rất sớm. Thư ký Lưu Minh của Bí Thư La đã đến văn phòng lúc 7 giờ 30 phút. Đúng lúc đó thì thấy Diệp Phàm đứng đợi ngoài hành lang đang hút thuốc. Lưu Minh cũng hơi sững sờ. Sau đó mau chóng chào hỏi. Chào Bí Thư Diệp. Xin chào Thư ký Lưu. Diệp Phàm cười rồi mời Thư ký Lưu một bao thuốc. Cảm ơn Bí Thư Diệp, tôi không nghiện thuốc lắm, anh cứ hút đi à. Thư ký Lưu nhẹ nhàng từ chối bao thuốc Diệp Phàm mời. Có hai nguyên nhân, một là trễ ít, hai là ngại không dám cầm cả bao ở đây. Dù gì thì đây cũng là cơ quan, lại sợ tai vách mạch rừng. Giờ vẫn chưa tới giờ làm mà, anh cứ hút một điếu cho có tinh thần.
Diệp Phàm cười, cũng không khách sáo nữa, thu lại bao thuốc, lấy ra một điếu mời Lưu Minh. Như vậy sao được bí thư Diệp, đáng nhẽ tôi phải mời thuốc anh chứ, thật ngại quá. Thư ký Lưu cũng có chút nghiện thuốc lá nhưng trước mặt bí thư La lại không dám hút. Nhưng giờ bí thư La chưa đến nên anh ta cũng có chút do dự. Và cuối cùng cũng nhận lấy một điếu, miệng thì nói khách sáo nhưng cũng lấy bật lửa ra châm hút. Hơi thứ nhất rất mạnh, nửa tiếng sau thì bí thư La đến. Đồng chí Lưu Minh này đương nhiên là tranh thủ hút vài hơi rồi nếu không lại phải nhịn một ngày. Việc này tương đối khó khăn đối với con nghiện thuốc lá như Lưu Minh. Ngày trước anh ta cũng vậy, đều phải tranh thủ vào nhà vệ sinh hút hai điếu sau đó đánh răng để bỏ mùi thuốc. Nhưng con người của anh ta vẫn co lại, vì hút liền lúc hai điếu. Sau này con mắt tinh anh của Diệp Phàm đã nhìn thấu. Thấy ánh mắt của Lưu Minh dính vào điếu thuốc kẹp trên tay. Chủ nhiệm Điền tặng quà tốt như vậy mà anh lại không động lòng sao? Diệp Phàm đắc ý trong lòng, có thể vì làm thư ký của Bí Thư La, nên thỉnh thoảng cũng ngửi được mùi khói thuốc hạng này. Bí Thư Diệp, mời vào trong, anh uống trà gì ạ? Lưu Minh nhiệt tình mời. Nhiệt tình hơn lúc trước nhiều. Chương 2476, nói chuyện với Bí Thư La. Diệp Phàm cũng không khách khí nữa, liền vào ngồi trong một phòng khách nhỏ bên ngoài. Khi Bí Thư Lưu đem trà đến, Diệp Phàm cũng thuận tay đặt chiếc cặp da lên trên bàn. Sau đó mở cặp da rồi lấy bao thuốc thơm đã mở sẵn ra nhét vào trong đó. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện, ánh mắt của đồng chí Tiểu Lưu dường như cũng để ý đến bao thuốc thơm này. Hơn nữa còn nhếch cằm lên như một thói quen. Diệp Phàm vừa nhìn đã biết có cửa rồi, hắn liền chau mày lai nói. Đúng là phiền thật, lão Điền này cũng thật là, cho cả cây thì không cho để cầm cho dễ, đằng này đưa mỗi có 7-8 bao. Nhét vào cặp này đầy quá, làm giấy tờ nhăn nheo hết cả. Nói đến đây, Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lưu một cái, cười nói tiếp. Bí thư Lưu, giúp tôi cái, đem mấy bao thuốc này về cho người thân ai hút thì hút. Nếu không cái cặp của tôi đầy quá rồi. Nói xong Diệp Phàm liền đẩy ba bao qua. Cái này. Bí thư Lưu tỏ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận, sau đó cười nói. Nếu bí thư Diệp đã nói như vậy thì tôi cũng cầm vậy. 8 giờ đúng, bí thư La đến. Cậu đến thật đúng lúc, tôi cũng đang muốn tìm cậu nói chuyện đây. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, La Khảm Thành đã lên tiếng trước, sau đó hai người cùng bước vào phòng làm việc. La Khảm Thành không ngồi trước bàn làm việc mà dẫn Diệp Phàm đến chỗ ghế sofa trong góc rồi mới ngồi xuống. Kiểu nói chuyện thế này không mang tính nghiêm túc như cách bàn việc công bình thường. Hơn nữa còn tăng thêm tình cảm giữa lãnh đạo và cấp dưới. Đương nhiên, có những lúc lãnh đạo muốn thể hiện sự quan tâm đến cấp dưới thì cũng làm như vậy. Bộ Tài chính đã quyết định đối với chuyện của Hồng Cốc Trại rồi. Tôi hy vọng trong lòng cậu đừng có nảy sinh bất mãn. Chuyện này... cậu cũng phải hiểu cho cái khó của tỉnh. Đương nhiên, khoản tiền này đúng là do các cậu tranh thủ được. Đặc biệt là cậu đã phát huy tác dụng chủ yếu trong việc này, lãnh đạo trên tỉnh cũng đều rõ cả. La Khảm Thành nói trực tiếp vào vấn đề. Ha ha, Bí Thư La, tôi không có bất mãn. Địa khu Phong Châu và thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi cũng là anh em, đều thuộc tỉnh Tấn Lĩnh. Vì vậy... tôi nghĩ Bộ Tài chính đã giúp đỡ thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi như vậy thì tại sao thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi lại không giúp địa khu Phong Châu một chút chứ? Khoản tiền mà Bộ Tài chính cấp lần này cũng là một hỗ trợ đáng kể, nhưng tôi lo 40 triệu này vẫn còn thiếu một chút nữa, về tôi sẽ bàn bạc với các đồng chí trong bộ máy thành ủy xem ngoài khoản 40 triệu mà Bộ Tài chính cấp ra thì có thêm sự giúp đỡ về mặt nhân lực và các mặt khác hay không. Hơn nữa, tôi còn có một cách. Sự hỗ trợ của Bộ Tài chính liệu có thể mở rộng ra bên ngoài thì tốt. Một khi Đồng Lĩnh trở thành thành phố giúp đỡ địa khu Phong Châu thì liệu Bộ Tài chính có thể chiếu cố đến điểm này được không? Các cụ có câu, đã thương thì củ ấu cũng tròn, mà. Đương nhiên, không biết ý nghĩ này của tôi có chín chắn hay không, nhờ Bí Thư La chỉ dẫn một chút. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt thể hiện một sự nhẹ nhàng thoải mái, nhưng thực ra trong lòng hắn đang rất lo lắng. Suy nghĩ này rất tốt mà. Đã thương thì củ ấu cũng tròn, câu này nói hay lắm. Ban đầu tôi còn lo lắng cậu nghĩ không thông, nhưng lúc này thì tôi yên tâm rồi. Cái này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng các đồng chí của chúng ta đã biết nhìn về đại cục, nhìn về cái lớn. Hơn nữa, cũng chứng minh đồng chí Diệp Phàm rất chu đáo. La Khảm Thành cười nói.
Ông ta nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Cậu có suy nghĩ này là rất tốt, ủy ban tỉnh sẽ ủng hộ cách nhìn này của cậu. Đối với hướng phát triển của Phong Châu, tầm nhìn của cậu đúng là rất xa. Tuy nhiên, vừa nãy cậu nói về việc giúp đỡ về các mặt khác đó, thì tôi muốn nghe cụ thể hơn một chút nữa. Ví dụ như cậu dự định sẽ giúp đỡ Phong Châu như thế nào? Tôi muốn nghe chi tiết về ý tưởng của cậu. Bí thư La rất có hứng thú. Nghe nói, địa khu Phong Châu lấy Trục Thiên Phong làm chính để xây dựng thành một khu đa năng, nông nghiệp làm chủ đạo, công nghiệp là bàn đạp cho sự phát triển, không thể không nói quyết định này của ủy ban tỉnh rất là sáng suốt. Một khi kế hoạch này trở thành hiện thực thì nó sẽ trở thành động lực để kéo kinh tế Phong Châu phát triển. Hơn nữa, còn giải quyết được vấn đề dân sinh cho 1 triệu dân Phong Châu. Việc xóa đói giảm nghèo của Phong Châu sẽ hoàn thành được đến 80%. Diện tích của địa khu Phong Châu rộng, địa thế cũng hơi hẻo lánh, công nghiệp phát triển còn chậm. Nhưng ưu thế để phát triển nông nghiệp thì vô cùng rõ ràng. Bởi vì, bọn họ có đất đai rất rộng, lại có ưu thế về địa lý và điều kiện tự nhiên, ngành chăn nuôi của Phong Châu hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng để phát triển. Tuy nói số lượng của ngành chăn nuôi ở Phong Châu rất lớn, nhưng chưa hình thành được một dây chuyền có ưu thế và có giá trị cao. Mà chủ yếu ở đây là các loại thịt, lông cừu chất lượng thấp và sữa thô chế. Thực ra, hoàn toàn có thể phát triển ở phương diện này được. Diệp Phàm nói. Ồ, làm thế nào? Hơn nữa, việc tiến hành cải tạo Trục Thiên Phong sẽ bổ sung nguồn nước cho hai bên trục. Khi nguồn nước dồi dào thì cỏ cây sẽ trở nên tươi tốt. Mà cỏ cây tươi tốt sẽ có ảnh hưởng tích cực đến ngành chăn nuôi. Cũng như cậu vừa nói, làm sao để biến một ngành chăn nuôi chất lượng thấp thành một ngành có chất lượng cao thì việc hình thành một dây chuyền sản xuất là một mắt xích vô cùng quan trọng. Như truyền thống thì chính là xây dựng công xưởng, nhưng địa khu Phong Châu nằm ở nơi tương đối hẻo lánh, hơn nữa cơ sở giao thông thì nghèo nàn lạc hậu. Thông thường việc kéo đầu tư là một khâu yếu nhất, nếu không có người đến đầu tư thì đừng nói gì đến việc phát triển. Đồng chí Diệp Phàm, cậu đưa ra một cách cụ thể để hình thành một dây chuyền sản xuất, coi như là giúp địa khu Phong Châu một việc lớn vậy. Điều này còn quan trọng hơn nhiều so với việc cậu cho bọn họ mấy triệu tiền. Xem ra, La Khảm Thành đúng là quan tâm đến địa khu Phong Châu rồi. Không ngờ lại, hạ mình, để xin Diệp Phàm, chỉ giáo, như vậy. Bí thư La, ngành chăn nuôi của địa khu Phong Châu phát triển, sản lượng da, lông tương đối cao. Nước Pháp có một tập đoàn tên là Hồng Phách Thiên Chân, chắc Bí Thư La cũng nghe qua rồi chứ. Diệp Phàm nhìn La Khảm Thành một cái, hỏi. Ừ, có phải là tập đoàn nổi tiếng về ngành sản xuất sản phẩm thuộc da không? Khách hàng của bọn họ đều là những đại gia cả, một chiếc túi hoặc áo da đến cả vài ngàn thậm chí là cả vạn tệ. La Khảm Thành nghi ngoặc nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Tuy nhiên, bọn họ cao cấp như vậy chắc không để ý đến Phong Châu đâu. Vâng, vốn là bọn họ không để ý, nhưng lần này vẫn có cơ hội đấy. Thời gian trước bạn tôi có giới thiệu cho tôi con gái của chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hồng Phách Thiên Chu do thiếu tên là Chu Na. Hôm qua sau khi nghe nói chuyện của Phong Châu, tôi liền gọi điện cho bạn tôi. Cậu ấy đã nói với Chu Na rồi, cô ấy nói về nước sẽ đem chuyện này nói với ba cô ấy. Có lẽ một thời gian nữa họ sẽ đến Phong Châu xem tình hình. Không cần nói đến cái khác. Chỉ cần bọn họ chịu đầu tư xây dựng một xưởng vài trăm triệu thì chúng ta hoàn toàn có điều kiện để triển khai. Hình thành một dây chuyền sản xuất có hiệu quả, hơn nữa việc hình thành của dây chuyền sản xuất cũng có lợi cho sự phát triển của ngành chăn nuôi. Sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, số lượng nhiều. Hai mặt này là luôn song hành với nhau. Diệp Phàm nói, nếu họ đến thì đương nhiên đó là chuyện tốt, tuy nhiên, chỉ e rằng bọn họ chê Phong Chân mà thôi. Phong Châu hẻo lánh như vậy, giao thông lại không thuận lợi nữa. Nếu xác định được bọn họ đến thì chúng ta cũng có thể cải tạo một chút. Còn bọn họ mà không đến, thì việc chúng ta bỏ sức ra để cải tạo đường xá và ngành chăn nuôi thì cũng sẽ không được báo đáp. Còn trên tỉnh và địa khu Phong Châu lại phải gánh một gánh nặng trên vai. Đương nhiên, đối với việc cải tạo hệ thống giao thông ở đây thì trên tỉnh cũng đã có kế hoạch rồi, chuẩn bị phân giai đoạn để thực hiện. Còn tiền thì ủng hộ từ từ. Một năm cũng không cấp được nhiều. Còn nếu tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đến thì trong một năm phải hoàn thành. Không có tiền thì làm thế nào? Chắc chắn là phải nghĩ cách để có tiền. Vì vậy việc bọn họ có đến hay không hoặc có định vị ở Phong Châu hay không là điều rất quan trọng. Đương nhiên,
chúng ta không được vì nguyên nhân rút tiền sửa đường hay những lý do khác mà bỏ đi cơ hội này được. Ngược lại, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, cố gắng đem tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đến địa khu Phong Châu. Có lẽ, bọn họ đến cũng là hy vọng của Phong Châu. Đồng chí Diệp Phàm, chuyện này giao cho cậu làm có được không? Đối với bên phía Phong Châu thì do cậu điểm tướng, điểm chúng ai thì người đó sẽ do người đó tiến hành. Nếu cậu cái gì thì cứ trực tiếp nói với đồng chí Thái Lược, tôi sẽ yêu cầu bọn họ toàn lực phối hợp với cậu cùng hoạt động. Cái này, nếu như cậu cần sự giúp đỡ trên tỉnh thì tôi có thể bố trí một phó bí thư đến phối hợp với cậu. La Khảm Thành nói rất nghiêm túc, hơn nữa lòng tin của ông rất lớn. Khiến cho Diệp Phàm cảm thấy áp lực rất lớn. Bí thư La, việc bên đồng lĩnh nhiều lắm, mà đồng lĩnh ở phía Bắc, còn Phong Châu lại ở phía Nam. Khoảng cách của hai nơi cũng rất xa, tuy rằng cùng nằm trong tỉnh Tấn Lĩnh được, nhưng ngồi xe cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Hơn nữa, bởi vì đường xá của Phong Châu quá kém, đi không mất 7-8 tiếng thì không thể đến được. Cho nên vấn đề đi lại cũng không hề dễ dàng. Nếu như chọn cách chỉ huy từ xa thì e rằng có những việc nhất thời nói không rõ được. Hơn nữa, suy nghĩ của tôi các đồng chí ở Phong Châu có làm theo hoàn toàn hay không cũng là một vấn đề. Dù sao Phong Châu cũng không phải đồng lĩnh, ở đồng lĩnh thì tôi có thể chắc được, nhưng đối với Phong Châu mà nói thì khó lắm. Đương nhiên, tôi không sợ việc hoặc sợ phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ, đã quyết định rồi thì phải làm tốt, cho nên, cái này tôi rất nghiêm túc. Diệp Phàm nói. Chương 2477, Quản lý địa khu Phong Châu. Băn khoăn của cậu cũng có lý, Phong Châu cách đồng lĩnh thật sự quá xa, người cũng không phải là sắt thép, đi tới đi lui chắc chắn sẽ không chịu được. Mà yêu cầu Phong Châu phối hợp tốt với các cậu trên thực tế cũng gặp phải vấn đề như vậy. Tuy nhiên, tôi phải thuyết phục Chu gia trong việc giành tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân mới được. Chỉ cần bọn họ đồng ý, vấn đề của cậu để tôi giải quyết. La Khảm Thành rất quyết đoán nói. Được rồi, Bí thư La, anh cho Bí thư Thái của Phong Châu một chỉ thị, yêu cầu họ đưa cho tôi tài liệu về nuôi trồng và công nghiệp của Phong Châu, đặc biệt là vấn đề nuôi cừu. Càng nhanh càng tốt, hơn nữa, tốt nhất là chi tiết một chút. Mấy ngày nữa tôi bảo bạn bè tôi dẫn các chuyên gia đến thực tế ở Phong Châu. Diệp Phàm gật đầu nói. Hai ngày sau, ngày 26... Địa ủy Phong Châu và trưởng ban thư ký Khâu Hàm Thiếu đến văn phòng của Diệp Phàm. Khâu Hàm Thiếu hơn 30 tuổi, dáng vẻ bình thường nhưng rất có khí chất. Mặc một áo trong công sở, đi ủng da màu đỏ, vừa nhìn không giống như cán bộ mà là một nữ sĩ. Bí thư Diệp, ngài khỏe không? Tôi là Khâu Hàm Thiếu, Bí thư Thái bảo tôi đến đây đưa tài liệu cho ngài, ngoài ra, có vấn đề gì ngài trực tiếp hỏi tôi là được. Sau này, người ngài trực tiếp liên lạc chính là tôi. Khâu Hàm Thiếu mỉm cười. Ngồi đi trưởng ban thư ký Khâu, chúng ta vừa uống trà vừa tâm sự, không cần phải nghiêm túc như vậy có phải không? Diệp Phàm cười, ra ghế sofa ngồi xuống. Bí thư Thái nghe nói tập đoàn Thiên Chân Hồng Phách tâm lý rất sốt ruột. Chỉ sợ lộ ra cái không tốt dọa cho khách hàng, cho nên, yêu cầu tôi cố gắng hết sức với bí thư Diệp. Đây là tài liệu liên quan đến ngành nuôi cừu của chúng tôi. Tôi còn dẫn đến cùng hai chuyên gia liên quan. Bọn họ đang ở bên ngoài. Khâu Hàm Thiếu vừa ngồi xuống vừa lấy tài liệu ra. Sau khi Diệp Phàm nhận dở ra xem qua luôn. Gọi các chuyên gia vào đây cùng nhau nói chuyện, sẽ tốt hơn cho việc chúng ta tìm hiểu tài liệu. Hai chuyên gia, một người là chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi cừu Lý Tinh Trì, một chuyên gia trong lĩnh vực thị trường Vi Quốc Lâm. Các anh có da trâu, da dê, da cáo, tôi muốn hỏi chất lượng da các anh sản xuất như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Đa số đều là thuộc phần kém chất lượng, vật liệu da bậc trung chưa chiếm một phần tổng sản lượng. Việc này, nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất ở Phong Châu lạc hậu. Bí thư Diệp cũng biết, Phong Châu đường giao thông kém, nên không thu hút được việc đầu tư các kỹ thuật tiên tiến. Chúng tôi đương nhiên cũng đã nghĩ đến vấn đề này, muốn đầu tư hiện đại một chút, tuy nhiên, cần vốn quá lớn, hơn nữa sản xuất theo công nghệ sinh học là bí mật trong kinh doanh của người ta. Chúng tôi không lấy được cho nên, mặc dù đầu tư nhiều tiền hơn cũng không có cách nào làm. Chỉ có thể cung cấp da thuộc chất lượng thấp cho các thương gia vùng Duyên Hải. Trên thực tế là làm gia công thôi. Hơn nữa, việc gia công này tính ô nhiễm rất lớn, nhưng lợi nhuận cũng vô cùng thấp. Đây chính là hiện trạng gia công đồ da của Phong Châu chúng tôi. Lý Tinh Trì ưu tư nói. Đúng vậy,
vì việc gia công phân tán nên không thể hình thành thể thống nhất, cạnh tranh càng kém. Thường thường đều là do một số nhà máy vùng duyên hải đặt hàng, giá cả do họ quyết định. Chính vì không có quy hoạch thống nhất, ngoài ra thường xuyên xảy ra việc tranh đoạt khách hàng giữa các xưởng nhỏ mà đưa ra các giá cả khác nhau, khiến cho lợi nhuận từ việc gia công lại càng trở nên thấp hơn. Không có lợi nhuận thì không kiếm được tiền, không có tiền cũng không thể đổi mới được máy móc thiết bị, mà công nhân làm công cũng không mặn mà với công việc này. Do đó cũng thu hút được nhân tài, khiến cho chất lượng vật liệu ra gia công tại Phong Châu chất lượng càng ngày càng thấp. Nông dân chăn nuôi trâu bò cũng giảm sản lượng và thay đổi sản xuất vì giá bán thấp. Ủy ban nhân dân địa ủy cũng biết được tính nguy hại của việc này cũng muốn tìm giải pháp. Tuy nhiên, vì tài lực không có mà ngừng lại, dù sao chính quyền cũng không có khả năng đi giải quyết việc nhà xưởng gia công vật liệu ra. Cho nên, hiệu quả cạnh tranh ngày càng kém, vì thế thị trường ngày càng thu hẹp. Nói rằng việc gia công vật liệu ra ở Phong Châu vô cùng hỗn loạn, không có thị trường cũng không có quy mô sản xuất, tất cả đều linh tinh lộn xộn. Vi Quốc Lâm thẳng thắn nói, có lẽ trước đó đã được cho phép, nếu không Vi Quốc Lâm có lẽ là không dám nói chuyện như vậy. Dù sao việc này là việc giấy không thể gói được lửa. Là bí thư tỉnh ủy La tự mình ra chỉ thị, nếu nói dối chuyện của Phong Châu thì chức bí thư địa ủy có lẽ cũng chấm dứt. Thái Lượng Sung hiểu được sự nhạy cảm trong này. Bí thư Diệp, thật ra, Phong Châu cũng có điểm tốt. Tuy nói việc gia công vật liệu ra không hình thành quy mô và dây chuyền sản xuất nói vật liệu ra sản xuất và gia công ở Phong Châu cũng khá có danh tiếng trên thị trường. Lúc này Khâu Hàm Tiếu cười nói. Ừ, điểm tốt này xem ra là do vật liệu ra của Phong Châu các cậu có lịch sử lâu đời. Diệp Phàm thoải mái hơn một chút, dù sao hiện trạng gia công vật liệu ra của Phong Châu cũng có thể làm người ta xấu hổ. Mà bí thư La có thể quyết tâm yêu cầu Diệp Phàm như vậy, nếu làm không được có lẽ con đường làm quan của Diệp Phàm ở Đồng Lĩnh dừng lại ở đây rồi. Diệp Phàm cũng hiểu được điểm quan trọng này, thật ra bên trong ẩn chứa rất nhiều tính mẫn cảm. Nó quả thực có thể quyết định tiền đồ của cán bộ. Diệp Phàm không thể không thận trọng, hơn nữa phải luôn suy nghĩ, Diệp Phàm cảm thấy Hồng Phách Thiên Châu là quan trọng. Việc này, Diệp Phàm cũng không coi trọng vật liệu ra được gia công ở Phong Châu mà là nhà họ Chu ở Pháp. Quan trọng là cách của hắn. Cách hắn thể hiện mình một phần được quyết định bởi gia công vật liệu ra ở Phong Châu. Quan trọng hơn chính là Diệp Phàm thể hiện thực lực cho nhà họ Chu. Hơn nữa, Chu Na bị bắt chính là nguyên nhân đối đầu với nhà họ Chu. Có lẽ lúc này muốn giải quyết phải áp dụng quy tắc thông thường đó là vũ lực. Diệp Phàm muốn giúp nhà họ Chu việc này để đổi lấy đầu tư của nhà họ Chu vào Phong Châu. Mấy trăm triệu đối với một tập đoàn lớn như Hồng Phách Thiên Chân cũng không đáng gì. Mặc dù là không có lãi chỉ cần có thể giải quyết chuyện đối đầu tin rằng nhà họ Chu sẽ quan tâm. Việc này đương nhiên Diệp Phàm cũng có tính toán của dân cờ bạc. Diệp Phàm cũng thấy được chỗ tốt của chuyện này đối với mình. Nếu có thể hoàn thành như thế thì Diệp Phàm sẽ tạo được hình tượng tài năng trong lòng bí thư La. Đây sẽ là viên đá lót đường. Nói Diệp Phàm không muốn thăng quan là lừa dối người khác. Đương nhiên, việc này cũng không gấp được. Diệp Phàm chỉ có thể dùng từng việc để làm thành tích lót đường cho việc thăng tiến của mình. Ừ, chí ít cũng có 5-600 năm lịch sử. Lý Tinh Trì gật đầu nói. Đã có lịch sử 5-600 năm, vậy có căn cứ chính xác nào không? Ngoài ra, ngày xưa chắc chắn không có máy móc và kỹ thuật hiện đại để chế tác đồ ra. Thời xưa tất cả đều làm bằng thủ công, vậy Phong Châu các cậu chắc chắn có kỹ thuật thủ công truyền thống. Chắc chắn còn có nghệ nhân từ xưa trong việc chế tác đồ ra. Có thể tìm một số người được không? Đương nhiên, nhất định phải nổi tiếng. Diệp Phàm hứng thú có lẽ có thể bắt tay vào từ điểm này đến hấp dẫn Hồng Phách Thiên Chân. Về việc này vẫn có các nghệ nhân, ông ấy là Hoa Đông Thành. Nhà họ Hoa có nghề truyền thống, nghe nói có lịch sử chế tác đồ ra đã mấy trăm năm. Từng chế tác áo da cho các phi tần của Càn Long. Theo truyền thuyết bọn họ còn cất giữ đồ quý của triều đình. Triều Thanh khi có đồ được cung cấp từ xưởng nhà họ Hoa đã cử cao thủ võ lâm đến đó canh gác, nghe nói Càn Long tự mình ban cho. Tuy nhiên, hơn 100 năm nay vẫn chưa có ai thấy, cũng có người nói đồ quý vương giám này đã bị trộm mất rồi. Tuy nhiên, nhà họ Hoa kinh doanh vật liệu da cũng không tồi, là xưởng gia công da lớn nhất của Phong Châu. Hơn nữa, vật liệu da do nhà họ Hoa sản xuất đắt gấp đôi những xưởng khác. Lý Tinh Chỉ cười nói.
đắt như vậy mà cũng có người muốn mua sao? Diệp Phàm hỏi. Còn phải tranh giành, cung không đủ cầu. Bởi vì nhà họ Hoa có nghề gia truyền, làm toàn bộ bằng thủ công. Cho nên, mặc dù là nhà họ Hoa có mấy chục người chế tác vật liệu ra, nhưng sản lượng làm ra cũng không nhiều. Dù sao, công nghệ truyền thống hiệu quả cũng kém hơn máy móc. Lý Tinh chỉ nói. Tuy nó vật liệu da của nhà họ Hoa nổi tiếng nói vì số lượng ít cho nên cũng không sản xuất với số lượng lớn được. Nếu không, nhà họ Hoa cũng có thể dẫn đầu thị trường vật liệu da của Phong Châu. Hơn nữa, đáng tiếc là Hoa Đông Thành đã lớn tuổi rồi. Trước kia cũng có con cháu nhà họ Hoa đề nghị đem công nghệ truyền thống kết hợp với kỹ thuật tiên tiến để tăng sản xuất của xưởng. Nhưng Hoa Đông Thành không đồng ý, cứ làm theo quy tắc cũ cho nên xưởng của nhà họ Hoa từ Triều Thanh đến đây vẫn như vậy. Diện tích tuy lớn nói đã cũ kỹ lắm rồi. Nhà họ Hoa quả thực có thể gọi là xưởng sản xuất cổ rồi. Mấy năm nay chỉ có sửa sang bên ngoài thôi. Trưởng ban thư ký Khâu thở dài nói. Có thể bảo Hoa Đông Thành mở rộng kinh doanh, để Phong Châu có thể thành lập hội sản xuất ra lấy Hoa Đông Thành đứng đầu không? Có vốn ban đầu chắc chắn có cơ sở để bàn chuyện làm ăn với Hồng Phách Thiên Chân của Pháp. Nếu không như hiện tại thì rất khó có lực hấp dẫn. Mặc dù là có thể hợp tác với tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân cũng chỉ là gia công và thua lỗ sớm thôi. Diệp Phàm nói. Vô dụng thôi, Hoa Đông Thành suy nghĩ rất lạc hậu, căn bản là không thể nói. Trước kia cũng có người đến nói, hơn nữa địa khu cũng cử một phó chủ tịch ủy ban nhân dân địa khu nói chuyện với ông ấy. Tuy nhiên, không thành công. Hoa Đông Thành rất bảo thủ, nếu bảo ông ấy hợp tác với tập đoàn Hồng Phách Thiên Tân có lẽ ông ấy sẽ giận tím mặt chửi là quân bán nước. Suy nghĩ của một người một khi đã hình thành thì thật khó để thay đổi. Nếu không vì sao nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dở chứ? Trưởng ban thư ký Khâu khẽ lắc đầu. Chương 2478, lên một chân. Có thể tác động vào nhà họ Hoa từ những người khác, tôi nghĩ, chỉ cần là người có tiếng nói ở nhà họ Hoa thì chúng ta có thể nói đến họ, bảo bọn họ phối hợp lại, tôi nghĩ dù là Hoa Đông Thành cũng phải suy nghĩ đến vấn đề này có phải không? Diệp Phàm nói, vô dụng thôi, uy tín của Hoa Đông Thành ở nhà họ Hoa quá cao, lời nói của ông ta ở nhà họ Hoa mà nói tương đương với thánh chỉ. Nhà họ Hoa là gia tộc kinh doanh, một gia tộc tương đối lớn có lịch sử mấy trăm năm nên nhân viên cũng khá nhiều. Mà thợ của nhà họ Hoa đều là truyền từ đời này sang đời kia, bọn họ không có công nhân thực ra chính là con cháu nhà họ Hoa. Con cháu họ khác họ cũng nhận nhưng chỉ có thể học những công đoạn đơn giản thôi. Kỹ thuật quan trọng họ chỉ truyền cho con cháu trong nhà. Nếu muốn hợp tác có lẽ phải lấy bí mật của nhà họ Hoa ra chia sẻ. Việc này Hoa Đông Thành chắc chắn có chết cũng không đồng ý. Việc này còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của ông ta. Trưởng ban Khâu nói. Các cậu tiếp tục đến gặp ông ấy đi, mấy ngày nữa tôi có thời gian sẽ đến đó một chút. Diệp Phàm nói. Ngày 27 tháng 2 năm 2005 là ngày Chủ nhật. Diệp Phàm hiếm khi có thời gian thoải mái một chút, 7 giờ sáng, Diệp Phàm đang chuẩn bị lái xe đến sư đoàn của Tề Thiên, vì sư trưởng mời Diệp Phàm đi săn thú. Tuy nhiên, Mễ Nguyệt lại vội vàng đến. Bí thư Diệp, phiền toái rồi. Vừa thấy Diệp Phàm, từ xa Mễ Nguyệt đã nói. Phiền toái, cái gì phiền toái? Diệp Phàm hỏi. Còn không phải là chuyện của trạm phát điện Hồng Cốc thì là cái gì? Liễu Tây Hà làm việc thật sự là hiệu suất cao. Ngày mai đã đóng miệng cống rồi. Hơn nữa, có lẽ là vì Uy Phong còn có một số đại biểu của mặt trận Tổ quốc và một số tập đoàn ở tỉnh xuống làm lễ cắt băng. Đây là anh ta phát thư mời, một số lãnh đạo chủ chốt của thành phố và một số người có tiếng tăm của đồng lĩnh đều nhận được giấy mời. Đây rõ ràng anh ta muốn gây chuyện. Vẻ mặt Mễ Nguyệt tương đối khó coi. Ha ha, đừng nóng vội, nếu Tổng Giám Đốc Liễu muốn so chiêu, chúng ta ra chiêu là được. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Mọi người đều đang vội, nếu miệng cống đóng, thì Hồng Cốc trại không phải là không có nước sao, đến lúc đó nước ăn của mấy ngàn hộ dân giải quyết như thế nào. Việc này Chủ tịch Ngọc đã lo đến phát ốm, không có nước mà mấy hôm nữa lãnh đạo Bộ Tài chính xuống đó làm nghi lễ giúp đỡ. Đến lúc đó không có nước thì lãnh đạo không tức giận sao. Nhất định sẽ bảo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không làm việc. Không thành ý, một việc nhỏ đó cũng không giải quyết được. Đến lúc đó lãnh đạo tỉnh cũng đều ở đây. Chủ tịch tỉnh Tề cũng đã đồng ý đi tham gia nghi thức này.
ngày kia làm sao bây giờ? Tôi đoán chừng là Liễu Tây Hà Cung nghe được tin tức này của chúng ta cho nên mới nhanh chóng đóng miệng cống lại, chính là muốn gây khó khăn cho chúng ta. Bọn họ thật quá lắm. Mễ Nguyệt tức giận, giọng nói hơi có chút nũng nịu, nói cả chữ chúng ta tồi. Không sao, bọn họ muốn làm gì thì cứ để họ làm. Cũng là vì phục vụ chúng ta thôi. Diệp Phàm vẫn thản nhiên, làm Mễ Nguyệt sửng sốt không nói nên lời. Quay sang hỏi. Đóng miệng cống sẽ không có nước, sao lại là phục vụ chúng ta? Mở miệng cống không phải là rất tốt, muốn đóng thì đóng, muốn mở thì mở. Khi chúng ta cần nước dùng thì mở, hơn nữa chúng ta muốn ít hay nhiều có thể khống chế không phải là rất tốt sao? Không cần nước thì đóng lại, có thể phát điện biến thành tiền thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Việc này sao có thể làm được, Liễu Tây Hà sao có thể nghe lời? Mễ Nguyệt nói, vẻ mặt không tin. Y tất nhiên là sẽ nghe lời, cô cứ chờ xem. Được rồi, tôi phải đi săn rồi, nếu không thì cô đi cùng tôi. Diệp Phàm cười nói. Tôi không có thời gian, vậy anh đi đi, tôi còn có việc phải làm. Mễ Nguyệt không ngờ đỏ mặt lắc lắc đầu. Săn thú cũng rất lãng mạn, đồng chí Mễ Nguyệt, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, đừng cả ngày lo lắng như thế. Nghe nói tâm trạng không tốt sẽ già nhanh đấy. Diệp Phàm cười khan một tiếng rất đáng khinh. Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi đây. Mặt Mễ Nguyệt càng đỏ hơn, lườm Diệp Phàm một cái bước nhanh đi. Cô gái thật đáng yêu. Diệp Phàm cười nhìn theo bóng Mễ Nguyệt nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm ngạc nhiên vì vừa ngồi vào xe thì Mễ Nguyệt lại gọi điện thoại đến. Nói là 10 phút sau chờ ở đường. Diệp Phàm tất nhiên là không hiểu chuyện gì. Hắn dừng xe ngoài đường đợi chừng nửa giờ mới thấy bóng Mễ Nguyệt. Thay bộ quần áo đi chơi, đôi giày da màu đỏ, tóc xõa bồng bềnh làm Mễ Nguyệt có vẻ trẻ trung hơn. Diệp Phàm ít nhất có thể phát hiện rất nhiều ánh mắt ghen tị với hắn. Có bản lĩnh thì đua cùng anh mày đi. Diệp Phàm liếc mắt với mấy người đó rồi nhấn ga, chiếc xe lao vút đi. Một lát sau gặp chiếc xe Jeep của Tề Thiên đứng ven đường. Y không ngờ ngồi trên nóc xe Jeep, miệng ngậm một ngọn cỏ trông rất ba lăng nhăng. Nếu Diệp Phàm không phải là người hiểu rõ y, thật không ai có thể tin đây là sư trưởng của sư đoàn Hưởng Hổ. Mễ Nguyệt xuất hiện, Tề Thiên cười ha hả. Cậu cười cái gì? Diệp Phàm tức giận, biết y không có ý tốt. Không có gì anh Diệp, chẳng qua tôi đang nghĩ anh em ta thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cho nên không thể không cười. Tề Thiên cười nói. Hả, tôi với cậu cũng không phải là người cùng một đường. Diệp Phàm cười nói. Thế nào là không cùng đường? Anh Diệp, anh nhìn trong xe xem. Tề Thiên nhìn vào trong xe. Diệp Phàm đưa ánh mắt nhìn, cuối cùng là hiểu, giơ tay lên đấm, cười nói. Cậu, xem ra chúng ta thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã rồi. Diệp Phàm và Tề Thiên nói chuyện Mễ Nguyệt không hiểu gì. Liễu Nguyệt, đến đây gặp anh của anh một chút. Tề Thiên nhìn vào trong xe gọi, một cô nàng cao gầy bước ra. Cô nàng này có thể so sánh với Mễ Nguyệt, tuy nhiên khí chất của hai người không giống nhau. Liễu Nguyệt làm cho người ta có cảm giác là rất kiêu ngạo. Cô ta nhìn Diệp Phàm một cái thản nhiên nói. Xin chào. Hắn là đại ca của tôi Diệp Phàm, không phải đã nói với em rồi sao, hiện tại là bí thư thành ủy Đồng Lĩnh, chưa đến 30 tuổi đã là bí thư thành ủy, em đã nghe nói qua chưa? Thế nào, gọi một tiếng đại ca chắc chắn em sẽ không thiệt có phải không? Tề Thiên hơi có vẻ bất mãn nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác có chút lạ, giọng của y có chút nhẹ nhàng, khi nào thì Tề Thiên lại mềm yếu như vậy? Bí thư thành ủy thì giỏi sao? Người muốn làm đại ca của Liễu Nguyệt rất nhiều. Tuy nhiên, Tề Thiên, anh đã thấy tôi gọi ai là đại ca không? Cả anh, các anh đều không được. Không thể tưởng tượng được Liễu Nguyệt không nể mặt Tề Thiên chút nào. Không gọi đừng có hối hận. Tề Thiên có chút hậm hực nhún vai, y có chút xấu hổ. Nhìn Diệp Phàm vẻ mặt xin lỗi. Hối hận, chỉ hắn. Không phải một bí thư thành ủy, cũng không phải bí thư thành ủy Bắc Kinh. Liễu Nguyệt bĩu môi, ánh mắt ánh lên chút khinh bỉ rồi biến mất. Được, đây là bạn của tôi Mễ Nguyệt, mọi người làm quen một chút. Diệp Phàm thấy Tề Thiên tức giận, vội vàng nói sang chuyện khác. Sau đó đưa cho Tề Thiên điếu thuốc hỏi. Cấu kết khi nào vậy? Khá kiêu ngạo đấy, có lẽ là xuất thân không tầm thường đi. Những cô gái con nhà quyền quý cũng rất cá tính. Sao lại bảo là cấu kết, đại ca, đây là coi thường em rồi.
Đẹp trai phong độ như anh có thể tìm được rất nhiều phụ nữ, gọi một cái có mà đầy, chỉ là Tề Thiên tôi không thích mà thôi. Tề Thiên ưỡn ngực nói. Cậu đắc ý nhỉ? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Tuy nhiên, cậu phải chú ý một chút, đừng để về nhà mấy cọng tóc dưới háng bị người ta cạo mất. Bởi vì bà xã của Tề Thiên Mai Diệp Thu đã trừng phạt tội háo sắc bằng cách cạo sạch tóc dưới háng. Đại ca, anh thật đúng là. Tề Thiên thiếu chút nữa quát lên. Tốt lắm, không nói nữa, Liễu Nguyệt có lẽ là người trong quân đội đi. Diệp Phàm không cười nữa hỏi. Là quân nhân, tuy nhiên, cô ấy cũng không phải là ở sư đoàn hưởng hổ cô ở quân khu Yến Kinh. Hơn nữa là đoàn văn công đấy. Khiêu vũ rất đẹp, hơn nữa, người ta là nữ tướng quân, tôi làm gì có suy nghĩ gì với cô ấy. Lần này là dẫn cô ấy đi giải trí đấy. Anh xem, tôi là sư trưởng hưởng hổ, nghiễm nhiên chỉ là vệ sĩ của cô ấy. Mắt mặt thật. Tề Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Nữ tướng quân ở đâu? Diệp Phàm hơi sững sờ hỏi. Phó tư lệnh quân khu thứ nhất Bắc Kinh Liễu Tin Đông. Tề Thiên thuận miệng nói. Sao thế được, phó tư lệnh không phải là Triệu Quát sao? Diệp Phàm hỏi. Lão Triệu điều đi rồi, đến quân khu Lan Tây đảm nhiệm tư lệnh viên rồi. Người ta vừa thăng quan chỉ có tôi là thảm thôi, đến bây giờ cũng chỉ là đại tá. Xui. Tề Thiên bất mãn nói. Không thể tưởng tượng được, Triệu Quát thật sự lên rồi, thượng tướng thêm là tư lệnh một quân khu lớn. Nhà họ Triệu có Triệu Sương Sơn là ủy viên Bộ Chính trị, xem ra nhà họ Triệu Đông Sơn tái khởi rồi. Hơn nữa lão Triệu còn khỏe mạnh, nhà họ Triệu lại bước vào những gia tộc hàng đầu rồi. Diệp Phàm cảm thán nói. Ừ, nhà họ Triệu văn võ liên kết, lại giống Triệu Bảo Cương ngày xưa làm mưa làm gió là chuyện sớm hay muộn thôi. Tuy nhiên, đại ca, đây đối với anh cũng là chuyện tốt có phải không? Tề Thiên nói. Cũng tạm được. Quan hệ giữa tôi với nhà họ Triệu cũng chỉ hơn bình thường một chút thôi. Trên thực tế quan hệ như vậy đều không dựa vào được. Còn không phải là vì lợi ích, người ta đã cầm đao giết tôi. Diệp Phàm vừa nói vừa dùng tay ra hiệu. Mọi việc đều vì lợi ích là bình thường thôi. Tề Thiên gật gật đầu. Hôm nay đến chỗ nào săn? Đúng rồi, sao không mang theo lính cần vụ? Diệp Phàm hỏi. Liễu đại tiểu thư nói không cần mang, nói là trông rất chướng mắt. Tề Thiên nói. Chướng mắt, chẳng lẽ cô muốn cùng cậu làm gì đó? Diệp Phàm cười nói. Chương 2479, thời điểm thức thời. Cái con khỉ ấy, ai biết những gia tộc lớn này có suy nghĩ gì? Đi theo tôi chắc chắn là không thể. Nhà người ta sẽ nhìn thấy tôi là người đã có vợ rồi. Việc này căn bản tôi cũng không dám nghĩ đến. Người ta hiện tại là thanh niên, phải lãng mạn. Cả ngày chỉ ở trong nhà tất nhiên là có cảm giác bị cấm vận. Vất vả lắm mới có thể ra ngoài tất nhiên là muốn tự do rồi. Đại ca, anh không biết, rất nhiều phim đều diễn tả những cô gái nhà giàu bỏ trốn với những chàng trai nhà nghèo, đây chính là mốt thời thượng. Tề Thiên lắc đầu. Cậu là sư đoàn trưởng cũng không thoải mái phải không? Diệp Phàm cười khan một tiếng vỗ vỗ bả vai Tề Thiên. Có cách gì, đại ca? Hôm nay đến Thiên Khâu ở huyện Đông Tân đồng lĩnh của các anh tham quan một vòng. Tề Thiên nói. Chỗ đó có gì đặc biệt? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, em bảo nhé, anh đường đường là bí thư của đồng lĩnh, là nhân vật số một ở đây, thậm chí ngay đến cái đặc biệt của địa bàn mình cũng không biết, bí thư như anh có chút không hợp lý. Nói ra ngoài không phải là thành chuyện cười sao? Tề Thiên cười kiêu ngạo. Có gì buồn cười, đồng lĩnh lớn như vậy, tôi mới đến không bao lâu. Hơn nữa mặc dù ở đây mấy chục năm chưa chắc có thể đi thăm tất cả các địa điểm của đồng lĩnh, chỉ là bình thường thôi. Diệp Phàm già mồm lấn át lẽ phải. Thôi vậy, tuy nhiên, nghe nói Thiên Khâu cũng không phải là một vùng núi mà lúc trước thiên thạch va chạm tạo thành một hố trời. Ban đầu cũng không có đường vào, bốn bên vây quanh bởi núi có độ cao 200 đến 300 mét. Mà trong hầm cũng rất nhỏ khó cho người đi vào nên môi trường được bảo vệ tương đối tốt. Hơn nữa. Bên trong hố trời có thảm thực vật tươi tốt, lại bị ngăn cách với bên ngoài cho nên rất nhiều động vật nhỏ. Nghe nói đến sói cũng có, rắn thì tương đối nhiều. Vốn tôi không dám đưa Liễu đại tiểu thư đến đấy. Không ngờ cô ta tự nói ra, cũng là nghe người khác nói cho nên, muốn đi đến đó chơi một chuyến. Cô ta còn nói đã luyện qua mấy chiêu, đối phó với mấy động vật nhỏ là không có vấn đề gì. Hơn nữa, cô ta cũng sẽ dùng súng.
tôi đã thử qua, cô ta cũng có chút thân thủ. Nếu không, tôi đã không dám đưa cô đến đó không phải là muốn chết sao? Vẻ mặt Tề Thiên cay đắng nói. Không có đường làm sao có thể đi vào đó. Chẳng lẽ bảo Mễ Nguyệt và Liễu Tiểu Thư leo dây xuống? Việc này sợ là quá nguy hiểm. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Trước kia không có đường, sau có lẽ do vỏ trái đất vận động, nên xuất hiện một rãnh nứt lớn. Người có thể đi vào qua đó. Hiện nay rất nhiều thanh niên đều thích đi thám hiểm thiên khâu cùng bạn bè. Nghe nói cũng có người chết, chứng tỏ trong đấy vẫn khá nguy hiểm. Nhưng, có hai chúng ta ở đó có người nào dám đến vuốt râu hùm? Hơn nữa, tôi còn bí mật sắp xếp mấy người lính bên ngoài, không có chuyện gì thì bọn họ không xuất hiện, miễn cho Liễu Tiểu Thư tức giận. Tề Thiên cười nói. Cậu đó, còn chưa cố gắng hết sức, cũng không tệ nhỉ, không ít kinh nghiệm. Diệp Phàm cười nói, hai người bước lên xe đi thẳng đến Thiên Khâu. Hai tiếng sau thì tới Thiên Khâu. Từ xa nhìn không thấy gì, bởi vì Thiên Khâu là do thiên thạch tạo thành, cho nên thung lũng được bao phủ bởi núi xung quanh. Mang một số dụng cụ đã được chuẩn bị trước bốn người lên đường. Trên đường đi Liễu Nguyệt lạnh lùng như băng chỉ nói với Tề Thiên hai câu, không nói với Diệp Phàm nửa câu. Nhân phẩm của tôi kém như vậy sao? Cô cũng không phải tiên giáng trần. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, có chút bực bội. Tuy nói trước đây đã có người đến đây tạo ra lối đi nhưng thật ra cũng không có nhiều người dám đi vào. Cho nên, về cơ bản không nhìn thấy đường. Tề Thiên đi đầu, vừa đi vừa phát cây dọn đường. Diệp Phàm đi cuối cùng. Nửa tiếng sau cuối cùng đi vào trong. Ngẩng đầu nhìn lên Diệp Phàm không khỏi khen. Thật đúng là hùng dũng, ai nghĩ dưới này lại có một hố trời lớn như vậy. Đúng vậy, chủ yếu là quá nguy hiểm, không có nhiều người dám vào đây. Dù sao, thám hiểm cũng cần dũng cảm, cái mạng nhỏ vẫn đáng giá một chút. Tề Thiên cũng toát mồ hôi mặt. Chỉ sợ đến lúc đó có người nào đó phải khóc nhè. Con người, hiện tại đã trở thành quan, đã thành cái túi cơm rồi, đến lúc đó gặp Liễu Nguyệt có thể sẽ không giơ tay ra. Không ngờ Liễu Nguyệt lại nói ra những lời này. Người nào đó chắc chắn là chỉ Diệp Phàm rồi, bởi vì chỉ có Diệp Phàm ở đây là quan thôi. Ha ha, không phiền một số thiên kim tiểu thư phải giơ tay. Tôi vẫn có thể hiểu được, không chừng một số tiểu thư thiên kim còn muốn cái túi cơm như chúng tôi cứu giúp. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, làm động tác rụt cổ như con rùa. Chỉ có anh cũng có thể cứu một cô nàng sao, anh nằm mơ đi. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm bị Liễu Nguyệt trách móc. Bí thư Diệp rất lợi hại đấy. Mễ Nguyệt xen vào một câu. Lợi hại, cô nàng, đừng nhìn bên ngoài của người ta mà nói vậy. Hiện tại làm lãnh đạo luôn không ngừng uống rượu, không ngừng ôm, cơ thể như vậy làm sao tốt. Thiên Khâu hôm nay không phải là đùa, làm không tốt sẽ chết. Tề Thiên cũng thật là người như vậy cũng có thể gọi đến, không phải thêm phiền sao. Liễu Nguyệt châm chọc hừ nói. Tôi tin rằng bí thư Diệp có thể làm. Mễ Nguyệt vẫn kiên trì, Liễu Nguyệt lắc lắc đầu. Liễu Nguyệt, tôi tôn trọng cô không phải là để cô tùy tiện nói đại ca tôi này nọ. Nếu không, tôi sẽ thôi. Tề Thiên mặt thối ra, nhìn Liễu Nguyệt muốn bỏ đi. Tôi nói sai sao, đây là tôi muốn tốt cho anh. Đừng đến lúc đó xảy ra án mạng thì mũ sư trưởng của anh cũng rơi mất. Có một số việc không thể để lòng từ bi lất át, nếu không sẽ rất phiền toái. Nói đến thế thôi, tiếp theo có phiền toái đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Liễu Nguyệt thật đúng là nói hợp tình hợp lý. Không cần cô phải lo lắng, có việc tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Tề Thiên hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận, nhất thời nói có chút nặng lời. Được rồi Tề Thiên, hôm nay chúng ta đến đây để thư giãn, không phải là tìm phiền toái. Diệp Phàm khuyên. Em biết mà anh. Tề Thiên gật đầu. Bốn người từ từ đi sâu vào trong rừng cây. Trên đường Tề Thiên vung súng, nhắm chuẩn xác vào con chim chỉ. Mà tài bắn súng của Liễu Nguyệt cũng không tệ, không ngờ bắn trúng con thỏ hoang. Sói thì chưa thấy nhưng lợn rừng thì thấy một con bỏ chạy mất. Nhìn đồng hồ đã đến 12 giờ, tìm một con suối nhỏ, Tề Thiên làm con chim chỉ và con thỏ hoang. Một lúc sau đã làm xong hai con vật, Diệp Phàm nhóm lửa bắt đầu nướng. Mễ Nguyệt cùng Liễu Nguyệt trải khăn và bày rượu cùng mấy đồ mang theo. Lúc này điện thoại của Tề Thiên vang lên, y lấy điện thoại ra nói chuyện, có lẽ là sư đoàn có chuyện gì đó cho nên đưa ra các chỉ thị. Diệp Phàm thì chăm chú nướng chim và thỏ. Mấy phút sau,
Tề Thiên vẫn đang nghe điện thoại, Diệp Phàm vừa hút thuốc vừa nướng thịt. Đồ nướng cũng rất phải chú ý, vừa nướng phải vừa thêm gia vị mới có thể có hương vị ngon. Diệp Phàm đương nhiên dùng âm vô đao để thực hiện món nướng này, vùi thỏ và chim trong đất để nướng. Đương nhiên bên trong còn bọc bởi những lá cây có mùi vị đặc thù. Hơn nữa, lần này áp dụng cách mới, vừa nướng vừa thêm gia vị. Thông qua thẩm thấu để có được món nướng ngon. Cộng với lửa vừa phải nữa chắc chắn trở thành một món thượng hạng. Diệp Phàm tin tưởng đến lúc đó Thiên Kim tiểu thư Liễu có thể nuốt đầu lưỡi hay không cũng khó có thể nói. Diệp Phàm rất mong nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Liễu đại tiểu thư. Đúng lúc này, Mễ Nguyệt chạy tới nói là Liễu Nguyệt đi sang bên kia 10 phút vẫn chưa thấy về. Mễ Nguyệt lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì, chỗ này khắp nơi nguy hiểm, đi một mình rất nguy hiểm. Không phải đã nói với hai cô không được chạy lung tung sao? Xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Diệp Phàm có chút nóng này. Cô nói phải đi giải quyết một chút. Tôi cũng định đi cùng nhưng cô không cho. Nói là cô đã luyện qua, hơn nữa chỉ cách đó không xa, không có việc gì, qua đó cũng không tiện. Mễ Nguyệt mặt hơi đỏ lên nói. Chỉ đi giải quyết một chút sao lại lâu như vậy? Ngay cả đại tiện cũng không cần phải đi lâu như vậy. Đúng rồi, cô có mang theo súng không? Diệp Phàm hỏi. Không mang. Nói là chỉ đi giải quyết một chút thì mang súng gì. Mễ Nguyệt cũng có chút nóng này. Tề Thiên, chúng ta nhanh chóng đi qua đó xem. Mễ Nguyệt cẩn thận lửa nướng này, không nên chạy lung tung. Gặp chuyện gì thì nổ súng chỉ Thiên, súng dù sao cô cũng đã dùng qua. Diệp Phàm nói. Nói xong hai người đi về phía Mễ Nguyệt chỉ. Tuy nhiên, bán kính quanh đó 100 mét đều không thấy bóng Liễu Nguyệt. Phiền thật, chẳng lẽ là gặp sói. Không thể nào, trong phạm vi 100 mét, gặp gì cô kêu lên chắc chắn chúng ta có thể xuất hiện ngay. Không được, tôi phải gọi bọn họ vào để cùng tìm mới được. Tề Thiên nóng nảy nói, may mắn là có điện thoại đặc chủng có thể liên lạc được. Thật ra Tề Thiên đã sắp xếp mấy người lính ở cách đó không xa, có lẽ vài phút có thể đến đây. Cậu cho một người ở lại cùng Mễ Nguyệt. Diệp Phàm nói, hai người tiếp tục tìm về phía trước. Không lâu sau đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện manh mối. Bởi vì dấu vết của Liễu Nguyệt vẫn chưa mất hết. Hai người nhanh chóng đã đến, không lâu nghe thấy tiếng của Liễu Nguyệt tức giận mắng. Các anh là bọn lưu manh, khốn khiếp, khốn khiếp. Sao đấy? Tề Thiên đỏ mắt, rút súng muốn xông về phía trước. Đừng nóng vội, hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm giơ tay kéo Tề Thiên lại, hai người nhanh chóng đi đến đó. Phát hiện dưới một tán cây cổ thụ phía trước có mấy người. Dưới bóng cây có trải vải và bày biện đồ ăn và rượu. Cách đó không xa là một đống lửa đã tàn, có lẽ dùng để sưởi ấm. Một tên trên mặt còn có máu. Kiểu tóc trải giống công chúa cao quý của Liễu Nguyệt lúc trước giờ đã rối bời. Tay áo choàng đã bị xé rách. Cô gái thật không thức thời, cô cũng không hỏi thăm một chút xem anh sở của chúng tôi là ai. Nhà họ Đường của thành phố Trương Hà là ai. Cha của anh sở chúng tôi là cục trưởng cục công an thành phố Trương Hà. Anh sở là đại thiếu gia biết không? Hôm nay cô thức thời thì hầu hạ anh sở cho tốt, nếu không chúng tôi tự ra tay sẽ không được hay lắm. Một người mặt gầy bộ mặt cung kính chỉ vào Liễu Nguyệt nói. Chương 2480, đường sở xong rồi. Cút! Liễu Nguyệt đột nhiên quay người rất nhanh, đồng thời đạp chân vào hai người thanh niên phía sau. Bốp một tiếng. Hai người thanh niên không phòng thủ đã bị đạp một cái, thiếu chút nữa thì ngã sóng xoài. Còn Liễu Nguyệt dốc hết sức chạy vào phía rừng cây. Còn muốn chạy à? Đúng lúc này, đột nhiên trong rừng xuất hiện một người đàn ông, cao to như cột điện chặn Liễu Nguyệt lại. Liễu Nguyệt vừa đạp vừa đá, nhưng người này khí lực quá mạnh, cuối cùng giữ lại làm cho không cử động được. Khí lực của tên này rõ ràng là kinh người. Tên này cắp lấy Liễu Nguyệt giống như chim ưng cắp lấy gà con. Xách đến trước mặt đường sở, cười khan nói. Anh sở, con gà con này vẫn còn rất vênh váo, tuy nhiên cũng hơi chút khó khăn. Tao thích sự khó khăn, không khó khăn thì đường sở này không thấy thú vị. Con người mà, đều thích những thứ có tính khiêu khích có phải thế không nào? Đường sở cười khan một tiếng, đưa ngón tay nâng cằm của Liễu Nguyệt lên. Khốn khiếp! Tề Thiên nhổ một bãi nước bọt liền xông ra. Đừng nóng! Chụp lại hình ảnh chúng ta sẽ dễ dàng trừng trị hắn ta. Diệp Phàm cười nham hiểm rồi lấy ra chiếc điện thoại đặc chế của tổ A.
Chiếc điện thoại này có chức năng chụp ảnh chuyên dụng, hơn nữa độ sắc nét rất cao. Tề Thiên hơi giật mình bất chợt thấy rùng mình, tuy nhiên không hề có hành động gì. Tiểu nương tử, vui vẻ ở đây thích lắm đấy. Đường Sở đưa ngón tay giữ cằm của Liễu Nguyệt cười vẻ rất đáng khinh. Hắn rất ngả ngớn đưa một ngón tay khác sờ lên bờ môi mỏng đỏ hồng của Liễu Nguyệt. Tên khốn kiếp này. Liễu Nguyệt rất tức giận, hét lên. Phì một tiếng phun một miếng nước bọt vào mặt Đường Sở. Một tiếng bốp vang lên, Liễu Nguyệt bị Đường Sở tát cho một cái rất mạnh, trên mặt hiện rõ dấu vết của năm ngón tay. Tề Thiên lại muốn nhảy ra, nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại, nói. Hỏa hầu vẫn chưa đến. Đại ca, tôi là vệ sĩ của cô ấy. Nếu thực sự cô ấy có chuyện gì thì cha của cô ấy Tư Lệnh Liễu sẽ lột ra tôi. Tề Thiên nói nhỏ. Yên tâm, đó là vì tự cô ta bỏ chạy, trách nhiệm của cậu không lớn. Tên Đường Sở này thật đáng ghét, mẹ ruột của em trai tôi cũng bị tên khốn này đánh cho bị thương. Bao Nghị bị bọn chúng điều động về tỉnh, bây giờ đang đảm nhiệm ở Ninh Mãn, hắn chẳng làm được cái chim gì tôi cả. Tôi đang chờ cơ hội để giải quyết bọn chúng. Diệp Phàm giải thích một chút. Dám đánh cả mẹ của em trai chúng ta, tôi đập chết hắn. Mắt Tề Thiên như phát hỏa, tuy nhiên lại bình tĩnh trở lại. Quan sát. Dám làm mất mặt tao à? Mẹ kiếp, nghĩ Đường Sở tao lương thiện phải không? Mấy thằng chúng mày cút xa ta ra một chút. Đường Sở tao hôm nay ta muốn làm cô ta tại chỗ này. Mẹ kiếp, dám phỉ nhổ vào tao à? Chờ lát nữa tao sẽ cho mày chết đi xốn lại. Đường Sở cười nham hiểm, thiết tháp hắn cầm sợi dây thừng trói Liễu Nguyệt lại và đẩy Liễu Nguyệt ngã xuống đống lá. Lũ khốn khiếp chúng mày, cha tao sẽ. Liễu Nguyệt vừa hét đến đây thì miệng bị bịt lại, mấy người thanh niên nhanh chóng tiến vào cánh rừng không thấy một bóng người. Dám nhìn trộm tao tao phải lấy mạng của chúng mày. Đường Sở hướng về phía rừng cây hét lên, đến trước mặt Liễu Nguyệt. Toạc một tiếng, áo của Liễu Nguyệt liền bị xé toạc kéo xuống dưới. Lộ ra bộ ngực đang nhô lên phập phồng bên trong, đương nhiên, vẫn còn nội y che bên ngoài. Ánh mắt của Liễu Nguyệt như lửa cháy, nước mắt chảy ròng. Cơ mặt run lên kịch liệt. Dám động thủ với tao, cô bé, chúng ta từ từ nhé, chờ ta lột hết mới hay. Đường Sở tao thích chơi từ phía sau, chờ chút nữa chúng ta cùng tiến hành, tay ở phía trước người ở phía sau. Đường Sở cười khan rút ra một con dao găm rạch một nhát. Chiếc quần bò của Liễu Nguyệt bị xé rách thành hai mảnh, lộ ra cặp đùi đi đôi tất màu da chân ở bên trong. Nghe nói Đường Sở trước kia đã từng trải qua quân đội, đã từng là lính trinh sát. Vì thế cũng có chút võ nghệ. Liễu Nguyệt liều mình giãy giụa, tuy nhiên vì đã bị trói nên cũng không cử động được nhiều. Đường Sở càng thấy hứng thú, miệng cười nhỏ dãi, hai tay chộp lên ngực của Liễu Nguyệt. Đoang, một tiếng súng vang lên, Đường Sở không phòng thủ liền kêu lên thảm thiết. Bổ nhào lên người của Liễu Nguyệt, máu tươi chảy đầy ra ở cổ tay. Cặn bã. Diệp Phàm và Tề Thiên cũng nhảy ra bắn, Tề Thiên đạp một phát khiến cho Đường Sở lộn trên đống lá mấy vòng rồi mới dừng lại. Có lẽ nghe thấy tiếng súng, mấy tên bạn của Đường Sở liền vội vàng chạy tới. Tề Thiên muốn chút giận, gã tung quyền, cước mấy cái rất mạnh, lập tức mấy tên liền ngã xuống đất, kêu lên đau đớn. Chúng tôi đến hơi muộn, xin lỗi. Diệp Phàm tỏ vẻ mặt có lỗi đưa tay cắt dây thừng cho Liễu Nguyệt. Khốn nạn! Liễu Nguyệt đến một lời cảm ơn cũng chưa nói, cô ta giận đỏ mắt, hơn nữa ngay cả chiếc quần bị xé rách cũng chưa kịp thay đã lao đến tên Đường Sở đang nằm dưới đất. Quịch, quịch mấy tiếng. Liễu Nguyệt đạp Đường Sở khiến y phải la hét, lăn lộn. Liễu Nguyệt như phát điên đạp liên tiếp mười mấy cái, tiếng kêu thảm thiết của Đường Sở vang lên không ngớt trong rừng. Cuối cùng, Đường Sở kêu lên một tiếng thảm thiết rất to a. Bởi vì cú đạp cuối cùng của Liễu Nguyệt thực sự đã đạp trúng thằng nhỏ của Đường Sở. Thế được rồi, đừng đạp lung tung nữa. Diệp Phàm ra vẻ lòng tốt nhắc nhở Liễu Nguyệt. Tôi đạp cho chết cái tên háo sắc này đi. Liễu Nguyệt hét lên một tiếng, có lẽ là đã bị Diệp Phàm kích thích. Vì thế nhắm trúng Đường Sở đạp liền 7, 8 cái. Cuối cùng Diệp Phàm phát hiện Đường Sở đang hấp hối vội vàng ngăn Liễu Nguyệt lại. Bởi vì nếu đạp tiếp có thể Đường Sở sẽ phải xuống âm phủ uống trà mất. Lúc này, Tề Thiên dẫn mấy người lính tới. Bắt tất cả bọn dâm tặc này về sư đoàn cho tôi. Tề Thiên tức giận, ra lệnh rất uy phong. Mấy tên lính đương nhiên không hề khách khí, mỗi người đều nhân cơ hội đấm đá vài cái rồi mới áp giải những tên đã gãy chân gãy tay đi. Đường Sở thì đương nhiên cũng không được nữa rồi,
đã sớm bị ngất xỉu. May là Diệp Phàm nhân từ đã điểm huyệt cầm máu cho y, nếu không hắn sẽ không chịu nổi đến bệnh viện. Xin lỗi cô Liễu, tôi đã đến muộn, vừa rồi đang nhận một cuộc điện thoại quan trọng ở sư đoàn, những tên danh con này làm việc cho tôi, trong điện thoại đã giáo huấn cho chúng một trận. Tuy nhiên may là tôi đến kịp, nếu không Tề Thiên tôi không còn mặt mũi nào gặp mặt thủ trưởng nữa. Vẻ mặt Tề Thiên hổ thẹn, mắt còn chảy ra hai hàng nước đái mèo. Nhìn có vẻ giống như thật, Diệp Phàm cười thầm trong lòng. Anh đắc ý rồi có phải không? Không ngờ Liễu Nguyệt căn bản không để ý đến Tề Thiên, quay đầu về phía Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sao cô lại nói như vậy? Cô là bạn của Tề Thiên là anh em tốt của tôi. Tôi xem cô như em gái, sao lại đắc ý? Diệp Phàm tôi không phải là ý chí sắt đá. Vốn dĩ, cái kiểu vênh váo như vừa rồi của cô thì tôi thực sự không muốn ra tay cứu cô. Nếu không vì nể mặt Tề Thiên thì tôi sẽ không có lòng tốt như vậy để lo cô sẽ bị làm sao. Cho dù Liễu tiểu thư cô có thực sự bị bọn xúc sinh kia hãm hại thì Diệp Phàm tôi cũng sẽ không mảy may áy náy. Việc này làm ơn mắc oán. Diệp Phàm cũng tức giận, quay về. Đồ xúc sinh nhà anh. Liễu Nguyệt chỉ Diệp Phàm mắng. Nếu tôi là xúc sinh thì vừa rồi cô cũng trở thành xúc sinh rồi, cô nương, đừng khinh thường lòng tốt của người ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói, không để ý đến cô ta nữa và quay đầu đi. Quay trở về bên cạnh Mễ Nguyệt, phát hiện có một người lính đang đứng gác ở phía xa, rất có trách nhiệm. Không còn việc của cậu nữa, cậu cùng bọn họ về trước đi. Diệp Phàm đưa tay vỗ vai người lính nói, bởi vì Diệp Phàm quen anh ta, trước kia đã gặp qua vài lần. Không được, không có lệnh của sư đoàn trưởng, tôi quyết không thể rời khỏi đây. Người lính kiên quyết lắc đầu, Diệp Phàm hiểu lời nói của mình không có tác dụng. Không lâu sau nhìn thấy Tề Thiên cũng quay lại, y có lẽ sẽ bị mắng rất thậm tệ, đi sau Liễu Nguyệt giống như kẻ hầu đáng thương. Hơn nữa, ngay cả quần áo bên ngoài cũng không thấy nữa, làm hắn lạnh đến lập cập. Bởi vì hắn đã đưa quần áo cho Liễu Nguyệt mặc rồi. Người anh em, cậu thật tuyệt đấy. Diệp Phàm cười trên nỗi đau của người khác. Các người tránh đi xa một chút, tôi muốn thay quần áo. Liễu Nguyệt nói, Diệp Phàm cũng không để bụng, biết là cô ta nén giận. Tề Thiên, Diệp Phàm và đám lính đi vào trong khu rừng. Đại ca, thứ chúng ta chụp được tốt nhất là không nên đưa ra. Nếu như để tư lệnh Liễu nhìn thấy thì ông ấy có chịu nổi không? Cái này cũng không tốt cho danh tiếng của Liễu Nguyệt, các cô gái đều sợ cái này. Tề Thiên có chút lo lắng nói. Không đưa ra thì làm sao bắt Đường Sở ngồi tù được. Yên tâm, ta sẽ sắp xếp, không để cho người khác biết được việc của chúng ta đã làm. Diệp Phàm cười bí hiểm nói. Vậy thì tốt, đại ca nói thế nào thì làm thế ấy đi. Đệ chắc chắn sẽ thảm lắm đây, khi Liễu Nguyệt trở về nói tình hình, tôi đây sẽ xong đời thôi. Tề Thiên vẻ mặt thê thảm nói. Đừng lo, việc này sớm muộn gì tư lệnh Liễu cũng sẽ biết. Vừa rồi ta đã điều tra qua rồi, cái thứ ở dưới háng của Đường Sở có lẽ đã hỏng rồi. Nếu không thể đưa ra bằng chứng xác đáng, thì Liễu Nguyệt cũng sẽ gặp phiền phức có phải thế không nào? Diệp Phàm nói. Đạp hỏng rồi. Tề Thiên lẩm bẩm, nhìn về phía Liễu Nguyệt. Chắc chắc hỏng rồi, cái thứ đó rất mềm, hơn nữa cục thịt đó đã nát ra rồi. Dường như cả những viên chứng kia cũng nát ra rồi. Có lẽ nếu qua phẫu thuật thì có thể khôi phục được bề ngoài, còn chắc là tám phần đã không làm gì được nữa. Diệp Phàm cười ẩn ý. Mẹ kiếp, mẹ nó, làm cho ta cũng đen đuổi theo. Tề Thiên hung dữ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, bộ dạng như đứa trẻ không may mắn. Ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân à, làm sao có thể nói xui xẻo thế. Người chứ không phải quái nhân, việc này cũng không thể trách cậu. Chỉ có thể trách Liễu Nguyệt quá tự cao tự đại, nếu không cô ta làm sao lại chạy dến bên cạnh Đường Sở. Hơn nữa, một tiếng chào hỏi cũng không nói. Cô gái này quá kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng sẽ không gặp may. Diệp Phàm lắc đầu. Cứu cái rắm. Tề Thiên nói, nhăn mặt nhíu mày, hai người rút ra hai điếu thuốc rồi quay trở lại chỗ cũ. Tề Thiên lạnh đến mức lập cập, phát hiện Liễu Nguyệt đã thay quần áo, có lẽ còn chỉnh sửa lại một chút, tóc xõa xuống ngang vai. Còn nói, ở đây cũng không có thợ làm tóc, Tề Thiên vội vàng chạy lại nhặt quần áo của mình lên và nhanh chóng mặc trở lại. Chín rồi. Diệp Phàm nhìn có chút buồn, thế là chuyển sang nói chuyện khác. Đại ca, chúng ta trở về thôi,
bây giờ đâu còn tâm trạng nhàn rỗi để mà ăn uống nữa. Tề Thiên có chút lo lắng nói. Chương 2481, oan gia ngõ hẹp. Tôi muốn ăn, ăn đã. Không ngờ Liễu Nguyệt lại đói, cô cắn răng nói như thể sắp được ăn thịt đường sở vậy, o. Diệp Phàm từ trong đất móc ra món ăn, một mùi thơm bốc ra, Tề Thiên không chịu được cũng khịt khịt mũi. Thơm quá. Đương nhiên, cô cũng không xem ai chuẩn bị món ăn sao. Diệp Phàm đắc chí nhìn mọi người xung quanh nói. Anh hay quá nhỉ, không phải là thỏ nướng sao, có cái gì mà ghê gớm. Chút nữa mà ăn không ngon thì bản cô nương sẽ không nể mặt anh đâu. Liễu Nguyệt hừ một tiếng. Hừ, lát nữa nuốt cả lưỡi đừng trách đồ ăn của tôi quá ngon. Diệp Phàm cũng nói, xé một miếng mang tới. Liễu Nguyệt cũng không khách khí, xé miếng đùi thỏ nhai ngấu nghiến. Không lâu sau, Liễu Nguyệt và Mễ Nguyệt cùng nói, hai người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Nhìn cái gì? Diệp Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn hai người nói. Thế còn xương thỏ thì sao, lúc trước hình như anh có bỏ xương đi đâu? Liễu Nguyệt hỏi, còn bĩu môi. Đúng vậy, bí thư Diệp bọc nướng cả con thỏ. Đúng là lạ thật. Mễ Nguyệt cũng thấy lạ, nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Đây là bí mật của tôi, không thể tiết lộ được. Bí mật kinh doanh mà. Diệp Phàm cười thần bí. Hừ, có gì chứ, chỉ là hương vị ngon hơn một chút mà thôi. Liễu Nguyệt không để ý hắn, chuyên tâm với món thỏ nướng này. Diệp Phàm và Tề Thiên vì phải uống rượu, hút thuốc, chậm một chút hai cô gái đã ăn hết một nửa già con thỏ, chỉ còn lại một cái đầu thỏ đáng thương ở trong đĩa. Hai cô đúng là biết ăn đấy. Diệp Phàm không nể mặt bọn họ. Bí thư Diệp, thịt thỏ này thật là ngon. Tôi từ trước đến giờ chưa được ăn món thịt nào mà ngon như thế. Mễ Nguyệt dáng vẻ còn thèm thuồng nhìn Liễu Nguyệt nói. Cô Liễu, cô nói có phải thế không? Cũng tạm được. Liễu Nguyệt rõ ràng đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Bởi vì Diệp Phàm phát hiện, hai mắt của cô ta vẫn nhìn chằm chằm một nửa con thỏ còn lại. Diệp Phàm vội vàng dùng đũa chia nửa con thỏ thành hai miếng, đưa cho Tề Thiên một miếng, mình giữ một miếng để ăn. Hai mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện Liễu Nguyệt chép miệng mấy cái, có lẽ đang nhuốt nước bọt. Bởi vì con thỏ núi này không to, hơn nữa nội tạng lại phải bỏ hết. Xương thì lại bị Diệp Phàm dùng nội công và thủ pháp đặc biệt trộn lẫn vào trong thịt, hơn nữa dầu mỡ chảy ra, con thỏ núi này sau khi chín rồi thì còn lại không bằng một nửa lúc đầu. Còn gà rừng cũng không phải to lắm, vì thế thịt cũng không phải nhiều. Đương nhiên Liễu Nguyệt và Mễ Nguyệt tương đối biết ăn cũng là một nguyên nhân. Cô Liễu, vừa rồi sao cô lại chạy xa như thế? Rất nguy hiểm. Tề Thiên không kìm được hỏi. Là tôi nhìn thấy một con thỏ nên tôi đuổi theo, không ngờ gặp phải đám người cặn bã này. Giống như một số người đều là sói. Liễu Nguyệt trong khi nói cũng không quên nhắc đến vị Diệp Quân. May là gặp sói, nếu không có người đã bị lũ cặn bã làm cái gì đó rồi. Điều đó chứng tỏ gì, chứng tỏ sói còn lương thiện hơn bọn cặn bã nhiều. Hôm nay gặp được sói, đó chính là vận may của cô. Diệp Phàm cười nhạt, làm cho Liễu Nguyệt tức trợn mắt nhìn hắn ta. Đại ca, phải làm thế nào với tên đường sở, anh nói một lời. Về đến nhà Tề Thiên gọi điện hỏi. Ha ha, điểm mấu chốt là ở Liễu Nguyệt mà. Diệp Phàm cười nói. Việc này em không tiện hỏi, nếu đưa ra ảnh đã chụp thì cảm thấy, việc này liệu có làm tổn hại đến danh tiếng của Liễu Nguyệt hay không? Đến lúc đó tư lệnh Liễu sẽ không tha cho em đâu. Tề Thiên có chút khó khăn. Cậu thật là ngốc, cậu thật không biết tìm chút mánh lới. Ví dụ một phân đội nhỏ của các cậu đang làm một đề tài huấn luyện quân sự nào đó, mà Liễu Nguyệt cũng là quân nhân. Cô ấy xuống để phối hợp với các cậu làm huấn luyện thế không được sao? Diệp Phàm hừ một tiếng. Tề Thiên bất chợt hít một hơi dài nói. Đại ca chiêu này thật là độc đấy, nghe nói đường ra của đường sở rất có thế lực. Như thế này, bọn họ dù có thế lực cũng không thể nhúng tay vào được. Như thế này lại thuộc phạm vi của tòa án quân sự. Cậu cứ làm như thế là được, thằng nhóc đó rất đáng ghét, có lẽ phụ nữ đàng hoàng bị hắn hại cũng không ít. Chúng ta đang trừ hại cho dân, loại người cặn bã này bắn chết hắn cũng không quá đáng. Giọng nói của Diệp Phàm rất lạnh lùng. Em lập tức bắt tay chuẩn bị. Tề Thiên đặt điện thoại xuống. Đường sở, kiếp này có lẽ cũng xong rồi. Diệp Phàm đặt điện thoại xuống, nét mặt u ám. Hôm sau là ngày cuối cùng của tháng 2, thời tiết tuy hơi lạnh,
nhưng có mặt trời, không khí khá tốt. 8 giờ, Diệp Phàm dẫn mấy người Mễ Nguyệt cùng đi đến đập suối của trạm điện Hồng Cốc. Đương nhiên là nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thắng Liễu Tây Hà đến đập nước dự lễ khánh thành lắp đặt cửa cống mới. Vừa đến nơi, ôi, thật là náo nhiệt. Khổng Đoan đã sớm dẫn theo mấy người Chỉ Hạo Cường đến, mặt mũi Liễu Tây Hà thực là không nhỏ. Còn mời được cả Phó Chủ tịch tỉnh Trần Húc, Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Hồ Quý Thiên và một số nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh thành phố Đồng Lĩnh tỉnh Tấn Lĩnh. Cờ phướn dương trên đập, chiêng trống vang trời, chấn động khiến đập như cũng phải rung lên. Xin lỗi Chủ tịch Trần, tôi đến muộn một chút, có vài việc phải làm. Diệp Phàm hướng vẻ mặt xin lỗi chào hỏi Phó Chủ tịch Trần. Không muộn đâu, bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm trưa. Trần Húc ha hả cười đưa tay bắt tay Diệp Phàm, y châm chọc Diệp Phàm đến chỉ để ăn cơm. Ha ha, sáng đã ăn một bữa no rồi, ngồi trên xe đi bụng sóc lên sóc xuống nên thực sự cũng hơi đói một chút. Xem ra bữa cơm trưa hôm nay Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liễu nhất định làm sẽ rất phong phú. Diệp Phàm tỏ ra nghe không hiểu lời châm chọc của Phó Chủ tịch Trần, còn dương dương tự đắc, vui vẻ cười hớn hở. Bí thư Diệp thật xứng là giá áo túi cơm. Không ngờ lúc này một giọng nói rất quen thuộc mà không hài hòa phát ra, quay đầu nhìn, đó chẳng phải là Liễu Nguyệt thì là ai? Cô ta đang đứng cạnh Liễu Tây Hà cười nhạt. Quái lạ, Liễu Nguyệt họ Liễu, lẽ nào có quan hệ thân thích với Liễu Tây Hà? Diệp Phàm thầm suy đoán. Liễu Nguyệt hôm nay lại thay đổi phong cách, mặc một bộ váy mùa đông dày có hoa và đường viền màu trắng. Kết hợp với áo choàng màu trắng, áo bên trong màu vàng lông dê cao cổ. Thêm vào đó là đôi giày màu đỏ, đúng là có phong cách khác. Mái tóc dài thả bay trong gió, nhìn rất xinh đẹp. Cô sao lại ở đây? Có phải là đến tham quan, phong cảnh ở đập suối này cũng rất đẹp. Diệp Phàm sau khi hơi giật mình liền chào hỏi. Sao tôi lại không được đến, cắt băng khánh thành công ty của chú Liễu, đương nhiên tôi cũng phải đến góp vui rồi. Liễu Nguyệt thản nhiên nói và đưa tay vòng vào khoác tay của Liễu Tây Hà, thể hiện là rất thân thiết. Diệp Phàm lại giật mình, thầm nghĩ quả nhiên là thân thích, nên mới đến góp vui. Liễu Tây Hà đang khoe khoang với ta rằng sau lưng hắn không phải là tầm thường. Hơn nữa, nhìn bộ dạng, quan hệ gia tộc của Liễu Tây Hà và Liễu Nguyệt tương đối là thân thiết. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tiểu sử của Liễu Tây Hà lại thâm sâu như thế. Nghe Tề Thiên nói gia tộc nhà Liễu Nguyệt rất có thực lực. Cha ruột của cô ta là phó tư lệnh thứ nhất của quân khu Yến Kinh, nghe nói trong gia tộc này còn có người làm chức quan còn to hơn cha của cô ta. Bằng không cũng khó có thể ngồi được lên vị trí quan trọng như thế. Triệu gia thế lực như vậy mà cũng không thể làm cho Triệu Quát ngồi được vào vị trí này. Diệp Phàm tin rằng, đối với Liễu Tín Đông mà nói thì đây cũng chỉ là một giai đoạn quá độ mà thôi. Nội tình của Liễu gia rất phong phú. Hơn nữa, nghe Liễu Nguyệt vừa gọi, trong lòng Diệp Phàm gợn lên những đợt sóng gió. Vốn cho rằng Liễu Tây Hà có liên quan đến Khổng gia ở Đồng Lĩnh. Còn việc của trạm điện Hồng Cốc cũng là Khổng gia nhúng tay vào. Bây giờ xem ra cũng không nhất định là Khổng gia. Rất có thể là Liễu Tây Hà lợi dụng thế lực của Liễu gia thúc đẩy việc này. Diệp Phàm không thể không xem xét lại việc này. Bởi vì, Liễu gia có thực lực hơn so với Khổng gia. Hóa ra là vậy. Tôi thay mặt cho nhân dân Đồng Lĩnh hoan nghênh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liễu và cô Liễu đã đến làm khách của Đồng Lĩnh. Diệp Phàm cười nói. Không thèm, chẳng có gì thú vị cả. Hơn nữa lại gặp phải sói. Sớm biết như vậy tôi sẽ không đi nữa. Liễu Nguyệt không giữ thể diện cho Diệp Phàm một chút nào, hơn nữa còn ẩn ý nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Gặp sói, Tiểu Nguyệt, cháu phải chú ý an toàn. Nếu không ta không có cách nào để gặp anh trai đâu. Về sau nhớ kỹ, muốn đi đâu ta sẽ phái hai cao thủ đi với cháu. Liễu Tây Hà thể hiện sự quan tâm, quay sang nhìn Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, xem ra, Đồng Lĩnh các anh vẫn thực sự là đàn sói thành tinh. Hay là phải tổ chức vài người đi đánh sói. Liễu Tây Hà đương nhiên cũng ý tứ nói, châm chọc Diệp Phàm quản lý Đồng Lĩnh không an toàn, chỉ an không tốt. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu ra, Liễu Tây Hà gọi Liễu Tín Đông là anh trai. Việc này rõ ràng là đang khoe khoang. Cô Liễu Nguyệt, tôi phân công việc cho công an. Có vấn đề gì cô cứ việc nói với tôi. Nếu là sói ở thành phố Đồng Lĩnh quá hung dữ, tôi sẽ nhắc nhở các đồng chí ở Đồng Lĩnh chú ý đánh sói. Nếu không,
còn cô gái nào dám ra khỏi cửa nữa phải không nào? Trần Húc cũng thêm vào, mấy người cũng vây lại tấn công Diệp Phàm. Hồ Quý Thiên còn làm tốt hơn, lập tức gọi Ninh Mãn lại, mặt nghiêm túc nói. Cục trưởng Ninh, nghe cô Liễu nói đồng lĩnh các anh gần đây lang sói thành tinh, anh là giám đốc sở công an quản lý vấn đề trị an, phải chú ý tiêu diệt bọn sói hung dữ trước khi có nguy hiểm. Nếu không Hồ Quý Thiên tôi phải bắt anh để hỏi đấy. Đương nhiên, ở đây đều là những người giàu quyệt, từ việc sói này đều có thể nghĩ đến nhiều việc khác. Cô Liễu, không biết cô bị sói tấn công ở chỗ nào? Tôi lập tức phái người đi giết sói. Việc này phải cảm ơn cô Liễu, nếu không để sói sát hại người thì trách nhiệm của tôi sẽ rất lớn. Ninh Mãn nhìn Diệp Phàm nói. Ôi, đây là do trước kia không làm tốt mà. Xảy ra việc lớn như vậy không ngờ lại không phát hiện ra. Trước kia không làm tốt, ai nói đấy? Không ngờ giọng nói của Trì Hạo Cường lại phát ra. Trước kia, mấy người ở đây cũng đều hiểu được là đang ám chỉ Bao Nghị, trên thực tế cũng là chỉ trích Diệp Phàm là do Bao Nghị đề bạt lên. Tuy nhiên, Trì Hạo Cường trong lòng tức giận, cho rằng việc này là nói tới hắn ta là bí thư đảng ủy công an thành phố Đồng Lĩnh, tự nhiên xung với Ninh Mãn và chất vấn.